Ngô Bình đã nghe ngóng về nơi này nên nói, Đông Hải Long Cung có tổ long trấn thủ, người này có thực lực ngang với Đại La Kim Tiên. Đường Tử Di, chồng, Hải Yêu mà anh bảo có khi nào cũng liên quan đến Long Cung không? Ngô Bình, không cần biết có liên quan hay không, nhưng nếu chúng dám đến thì sẽ bị giết. Anh vừa nói dứt câu thì có một con tôm khổng lồ chui từ thủy nhãn lên, nó nhảy lên mặt nước, để lộ thân người dài hơn 30 mét, hai cái càng cũng dài 20 mét. Nó vừa ngoi lên đã nhìn thấy con thuyền của Ngô Bình, vì thế hào hứng khua cặp càng lên rồi bơi đến đó. Ngô Bình vung tay lên, một đường kiếm chém xuống, con tôm đã bị bổ làm đôi. Sau đó, Ngô Bình cất thi thể của nó đi, lát về đem nướng thì ngon phải biết. Một lát sau, lại có một con cua ngoi lên, con này còn to hơn con tôm ban nãy. Tương tự như con tôm, vừa nhìn thấy thuyền của Ngô Bình, nó đã giơ hai cái càng lên định tấn công anh. Lại một đường kiếm lóe lên, con cua cũng đi đời nhà ma. Cứ thế, chỉ trong nửa tiếng mà Ngô Bình đã chém chết hơn 30 con hải sản. Cuối cùng không còn con nào xuất hiện nữa, Ngô Bình thấy hơi thất vọng, anh nói với Đường Tử Di, Tử Di, chúng ta về thôi. Mang đống hải sản này về cho người nhà nếm thử. Hai người bay về đảo Long Hưng, sau đó mang hải sản xuống bếp nấu rồi chia cho mọi người cùng thưởng thức. Trong mấy ngày này, Ngô Bình đã điều dưỡng cơ thể cho Đường Tử Di ở nhà. Ba hôm sau, người nhà họ Đường đã chuyển về Sơn Trang Vân Đỉnh. Họ vừa chuyển về thì học viện võ đạo chuyển tin đến, nhắn Ngô Bình đến học viện để tiến hành kiểm tra. Ngô Bình đành đến đó, dẫu sao kiểm tra xong. Anh cũng có thể lên thành giáo viên 3 sao. Tiền lương của giáo viên 3 sao cũng khả quan hơn. Đến học viện rồi, Ngô Bình đi tới nơi kiểm tra là một tòa nhà màu trắng luôn. Ở đây rất yên tĩnh, vì bây giờ cũng không còn nhiều giáo viên nữa nên mỗi tháng cũng hiếm thấy có giáo viên đến kiểm tra. Ngô Bình đi vào tầng 1 thì thấy có một người thanh niên đang ngồi đọc gì đó ở bàn làm việc. Ngô Bình gõ cửa rồi vào hỏi, cho tôi hỏi đây có phải nơi kiểm tra không? Người thanh niên ngẩng lên nhìn anh rồi hỏi lại, anh tên gì? Ngô Bình, Ngô Bình. Người thanh niên dở danh sách rồi nói, anh không cần kiểm tra nữa. Ngô Bình ngẩn ra, tại sao? Người thanh niên gập danh sách lại rồi nói, giáo viên phải đến cấp võ vương, trong khi anh chỉ là võ tông, vì thế đã bị loại bỏ tư cách làm giáo viên. Ngô Bình cau mày, sao bảo chỉ cần đạt đến cảnh giới chân quân là được? Hơn nữa tôi còn là võ tông truyền kỳ. Lẽ ra vẫn đủ tư cách chứ? Người thanh niên cười phá lên nói, võ tông truyền kỳ thì vẫn là võ tông thôi, về tu luyện tiếp đi, khi nào đột phá lên tu vi cao hơn thì chúng tôi sẽ khôi phục thân phận cho anh. Ngô Bình trầm mặc vài giây rồi nói, được, mai tôi quay lại. Người thanh niên ngẩn ra, mai quay lại ư, anh nói thế là sao? Ngô Bình, tôi sẽ đến tháp tiên võ để kiểm tra thân phận võ vương. Người thanh niên bật cười nói, anh tưởng dễ vậy à? Ừ, cứ đi đi, nếu anh thành võ vương thì tôi sẽ khôi phục thân phận cho anh. Ngô Bình đi rồi, có thêm mấy giáo viên khác đi tới. Một người nói, tu vi chưa tới mà đòi làm võ vương, mơ đi. Người khác, hừ, tên này mới đánh bại võ vương nhất phẩm Khang Tốn Thiên nên ngông lắm, phải hạ ngạo khí của cậu ta xuống mới được. Người đó gật đầu, mấy hôm nữa là bầu chọn giáo viên rồi. Nếu cậu ta không được tham gia thì chúng ta cũng bớt một đối thủ. Người đang ngồi nói, tôi phải nhắc mấy người một câu, cậu ta là võ tông truyền kỳ, các người chỉ có thể chèn ép cậu ta một lúc, chứ không thể mãi mãi được. Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, một người nói, tu vi của cậu ta còn thấp, cũng không có hậu thuẫn, nói chung không có tương lai. Dứt lời, mấy người đó đều lóe lên tia sát ý. Họ đều là thiên tài của các gia tộc lớn, so ra thì tuy Ngô Bình có tư chất tốt, nhưng với họ thì anh vẫn chưa là gì. Ngô Bình rời đi với tâm trạng hằn học, anh biết có người đang cố ý chơi xấu không cấp thân phận giáo viên cho anh. Anh đi thẳng đến tháp tiên võ, có mấy người canh ở bên ngoài, nhìn thấy Ngô Bình, họ đều đứng dậy hỏi có việc gì. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, mấy hôm trước đã đánh bại võ vương nhất phẩm Khang Tốn Thiên, vì thế tôi muốn vào tháp để kiểm tra lại. Mấy người đó nhìn nhau rồi nói, xin lỗi, phải có giấy phép mới được vào. Lào bào, Ngô Bình mất kiên nhẫn nên vung tay lên, đám người ấy ngất xỉu, còn anh thì đi thẳng vào trong. Anh đã từng đến đây rồi nên vừa quay lại, cậu thiếu niên lúc trước đã xuất hiện. Mừng anh quay lại, cậu ta nói. Ngô Bình, lần trước tôi là nhân tiên, nhưng giờ là địa tiên rồi nên muốn kiểm tra lại.
Cậu thiếu niên, được, nhân tiên kiểm tra trên tầng 5, còn địa tiên thì tầng 6, anh lên thẳng tầng 6 luôn đi. Ngô Bình, có phải kiểm tra ở tầng 8, 9, 10 nữa không? Cậu thiếu niên, nếu là võ vương nhất phẩm thì kiểm tra ở tầng 6 luôn cũng được, nhưng nếu anh là võ vương ngự danh hoặc truyền kỳ thì phải kiểm tra lại ở 3 tầng này, mà kiểm tra sẽ khác lần trước đấy. Ngô Bình gật đầu, vậy thì mau lên thôi. Dứt lời, anh đi thẳng lên tầng 6. 3 tầng đầu tiên của tháp tiên võ là kiểm tra cơ bản, tầng 4, 5, 6 và 7 thì dành cho các tu sĩ dưới cảnh giới nhân tiên đến nhân tiên và địa tiên. Còn tầng 8, 9, 10 thì là kiểm tra tổng hợp, 3 tầng cuối thì là kiểm tra cao cấp. Kiểm tra trên tầng 6 khác tầng 5, vừa bắt đầu đã kiểm tra sức mạnh. Khi Ngô Bình còn là nhân tiên, anh đã kiểm tra được sức mạnh rất lớn ở tầng 5. Nhưng lần này, anh chỉ tung một quyền ra thôi thì vạch sáng trên thước đo đã sáng đến tận vạch cuối. Cậu thiếu niên tốt, thần lực 500.000 đỉnh. Phá vỡ kỷ lục trong lịch sử, hình như anh chưa dùng hết sức đúng không? Thử lại lần nữa nhé. Ngô Bình, không cần đâu, thành tích này đủ giúp tôi thành võ vương nhất phẩm rồi. Cậu thiếu niên, được, tiếp theo là kiểm tra nguyên thần, anh hãy dùng nó để đánh chuông. Sau mỗi lần gõ chuông, độ khó sẽ tăng lên một bậc, địa tiên có thành tích cao nhất trong lịch sử có thể gõ liên tục 37 lần. Sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy một cái chuông lớn, bên ngoài có các đường vân kỳ lạ. Ngô Bình phóng nguyên thần ra, nó được nuôi dưỡng trong âm dương thần cung nên đã mạnh mẽ hơn. Nguyên thần tiến tới gần cái chuông rồi tung một quyền vào đó, tiếng chuông vang lên rất đó, sau đó là lần thứ hai, thứ ba. Sau đó, nó phát hiện sau mỗi lần gõ chuông, lần tiếp theo sẽ khó khiến chuông vang lên hơn. Lần thứ 10, 11, 30, 40. Sau 40 lần, nguyên thần của Ngô Bình cũng đã mệt lả, phải biết rằng độ khó của lần thứ 40 đã gấp lần thứ 37-8 lần. Anh thúc giục nguyên thần đánh thêm lần thứ 41. Cheng. Sau đó là 42. Cheng. Nhưng tiếng chuông của lần này đã yếu hơn hẳn. Đến lần thứ 43 thì không có âm thanh nào vang lên nữa. Ngô Bình cau mày, sau đó thi triển sức mạnh cửu âm cửu dương để đánh nốt lần cuối. Cheng. Sau đó là lần 44. Cheng. Xong xuôi, anh thu nguyên thần lại, không định làm thêm phát nào nữa. Cậu thiếu niên hỏi, không tiếp tục nữa à? Ngô Bình, độ khó ở lần thứ 44 đã gấp lần thứ 37-28 lần rồi, dừng. Cậu thiếu niên, tiếp theo sẽ vẫn chiến đấu với con rối. Ngô Bình, tôi nhớ con rối võ đạo lần trước có cấp cao nhất là 120, võ tông chí tôn một sao sẽ ngang với cấp 68. Cậu thiếu niên, ở tầng 6 thì con rối có cấp cao nhất là 200, anh muốn khiêu chiến cấp nào? Ngô Bình hỏi, võ vương truyền kỳ một sao thì tương đương với cấp nào? Cậu thiếu niên, cấp 66. Ngô Bình cười nói, thế thì võ vương truyền kỳ một sao không đánh lại được võ tông chí tôn một sao à? Cậu thiếu niên, về lý thì là vậy. Với thực lực hiện giờ của anh thì tôi khuyên nên bắt đầu thử từ võ vương truyền kỳ 10 sao. Ngô Bình, tương đương với con rối cấp mấy? Cậu thiếu niên, 105, võ tông chí tôn 10 sao thì tương đương với con rối cấp 120. Ngô Bình, được, bắt đầu thôi. Một con rối xuất hiện, Ngô Bình tiến lên rồi thi triển ý nghĩa võ học, chưa tới 10 chiêu, anh đã hạ gục nó. Võ vương chí tôn 1 sao, anh nói. Cậu thiếu niên, con rối cấp 128. Một con rối có phù quang quanh người xuất hiện, khí tức của nó bức người, nó vừa giơ tay lên đã đánh bay Ngô Bình. Thì ra con rối này đã nắm vững ý ngãi của võ học. Hai bên giao đấu hơn 100 chiêu thì Ngô Bình mới hạ được nó. Anh hỏi, võ vương 10 sao thì tương đương con rối cấp 200 à? Cậu thiếu niên, đúng thế. Ngô Bình, tôi chưa ngưng tụ nguyên anh, cũng chưa vượt long môn nên chắc dừng ở đây thôi. Cậu thiếu niên, kiểm tra ở tầng 6 đã xong, mời anh lên tầng 8 để kiểm tra cụ thể. Ngô Bình, thôi, cậu cho tôi thân phận võ vương nhất phẩm luôn đi. Chờ tôi vượt long môn rồi sẽ kiểm tra tiếp sau. Cậu thiếu niên, cũng được. Ngô Bình nhận được chứng nhận võ vương nhất phẩm là một huy hiệu màu tím xong thì rời đi. Anh vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy có một đống người chờ mình ở đây, nhưng anh không quen ai cả. Một người trong số đó lạnh giọng nói, tự ý xông vào tháp tiên võ, chúng tôi có thể giết cậu. Ngô Bình cười lạnh,
sau đó lấy chứng nhận thân phận của mình ra rồi nói, anh muốn khiêu chiến võ vương nhất phẩm hả? Có chắc mình đủ tư cách không? Trông thấy huy hiệu của Ngô Bình, mấy người kia sững sờ, không thế nào. Thường thì chỉ có cường giả cấp tiên quân mới lấy được huy hiệu này cơ mà. Ngô Bình lạnh lùng nói, tránh ra. Anh cầm huy hiệu rồi đi đến tòa nhà màu trắng, người thanh niên lúc trước kinh ngạc nhìn anh, mãi sau mới thở dài nói, đúng là võ tông truyền kỳ có khác, quá giỏi. Bây giờ, tôi sẽ khôi phục thân phận giáo viên một sao cho anh. Ngô Bình, tôi muốn kiểm tra giáo viên ba sao. Người kia ngẩn ra, giáo viên ba sao sẽ do viện trưởng đích thân kiểm tra, tôi không có quyền. Ngô Bình, không sao, anh cứ thông báo cho viện trưởng đi. Người thanh niên trầm mặc nói, được, tôi sẽ dẫn anh đi gặp viện trưởng. Hai người cùng đi tới chỗ ở của viện trưởng, còn mấy người chờ Ngô Bình ở ngoài tháp tiên võ để giết anh thì nhăn nhó mặt mày. Chán thật, không ngờ cậu ta lại lấy được thân phận như vậy. Võ vương nhất phẩm là giáo viên có cấp bậc cao nhất ở hiện tại rồi, mình khó mà đối phó cậu ta được rồi. Cứ để cậu ta đắc ý đi, thiếu gì người muốn giết cậu ta đâu, không cần chúng ta động tay. Hơn nữa, Liên Thành Tượng cũng có kế hoạch rồi, cậu ta mà đi thì biết tay. Trên đường đến chỗ của viện trưởng, người thanh niên nói, tôi giới thiệu nhé, tôi là Liên Thành Tượng. Ngô Bình, anh là nhân viên của học viện à? Liên Thành Tượng, tôi phụ trách kiểm tra thôi. Tôi là người của tiên giới, à hình như anh không biết viện trưởng đúng không? Ngô Bình, viện trưởng mới có lai lịch thế nào? Liên Thành Tượng, viện trưởng là một thiên tôn ở tiên giới, mọi người hay gọi là Long Tượng Thiên Tôn, tu vi cảnh giới kim tiên bán bộ. À, viện trưởng còn là cháu ruột của Đại Thiên Tôn đấy. Ngô Bình, ra là thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một rừng trúc, bên trong có một ngôi nhà bằng trúc, trước nhà trồng khá nhiều hoa cỏ. Liên Thành Tượng đi đến gần nhà rồi gọi, cậu ơi. Ngô Bình ngạc nhiên nhìn anh ta, thì ra Liên Thành Tượng là cháu bên ngoại của viện trưởng, bảo sao tu vi không cao mà được làm việc ở đây. Có người nói từ vọng từ trong nhà ra, vào đi. Liên Thành Tượng cười nói, thầy Ngô, mời vào, tôi chờ ở đây thôi. Ngô Bình gật đầu, sau đó mở cửa đi vào. Tầng 1 của ngôi nhà có rất nhiều giá gỗ, bên trên có dược liệu, cổ tịch, đồ cổ, nhưng không có người. Ngô Bình không lên tiếng mà đứng chờ trong phòng khách. Vài phút sau, anh vẫn không thấy có động tĩnh gì nên mới nói, viện trưởng, tôi là Ngô Bình, có việc muốn gặp ạ. Song vẫn không có ai đáp lời, trong lúc anh đang đắn đo thì chợt có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, có người lạnh giọng nói, người đâu, có kẻ đột nhập vào nhà trúc của viện trưởng để cướp bí tịch, người đâu rồi. Ngô Bình sa sầm mặt, lập tức biết mình đã bị tay Liên Thành Tượng kia lừa. Anh bước nhanh ra ngoài thì thấy đã có một tốp giáo viên đứng bên ngoài, trong số đó còn có cả viện phó. Liên Thành Tượng tức giận nói, to gan, dám ăn cắp đồ của viện trưởng. Ngô Bình lạnh lùng nói, Liên Thành Tượng, hôm nay anh tính kế tôi, sau này tôi sẽ chém anh, cho thần hồn của anh xuống âm phủ, vĩnh viễn không thể đầu thai. Liên Thành Tượng cười lạnh, nghĩ cách cứu mình trước đi, tôi có thể giết anh tại chỗ vì tội ăn cắp đồ của viện trưởng. Ngô Bình nói, thế ư? Anh ra tay thử tôi xem, tôi đảm bảo anh sẽ đi chầu Diêm Vương đầu nước. Hỗn láo! Một giọng nói vọng từ trên cao xuống, sau đó có một tia sáng lóe lên, một người đàn ông mặc áo bào màu vàng xuất hiện. Ông ta vừa đến, nhóm Liên Thành Tượng đã đồng thanh chào, viện trưởng. Người này chính là Long Tượng Thiên Tôn, ông ta quét mắt nhìn rồi hỏi, có chuyện gì thế này? Cậu ta là ai? Long Tượng Thiên Tôn không biết Ngô Bình nên hỏi Liên Thành Tượng. Liên Thành Tượng, viện trưởng, người này đột nhập vào nhà trúc của người để trộm công pháp, sau đó đã bị mọi người bao vây ạ. Long Tượng Thiên Tôn nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu to gan nhỉ, dám ăn trộm đồ của tôi. Ngô Bình thờ ơ nói, chào viện trưởng, tôi muốn đăng ký thi giáo viên ba sao nên Liên Thành Tượng đã dẫn tôi đến đây. Lúc anh ta gọi bên ngoài thì có người ở trong nhà đáp lời, vì thế anh ta đã bảo tôi đi vào. Tôi chưa chạm vào bất kỳ một thứ gì trong nhà. Chỉ đứng chờ, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài, đi ra mới biết có người vu cho tôi tội ăn cắp. Rõ ràng Liên Thành Tượng đã bày mưu tính kế để hãm hại tôi. Long Tượng Thiên Tôn cười lạnh nói, bày mưu tính kế hãm hại cậu. Cậu có bằng chứng không? Ngô Bình, viện trưởng có biết lời nguyền nói rồi không ạ? Long Tượng Thiên Tôn, đúng là có lời nguyền này, nhưng cậu nhắc đến nó làm gì? Ngô Bình, vừa hay tôi lại biết cách dùng.
bây giờ tôi muốn hạ lời nguyền với Liên Thành Tượng. Nếu anh ta nói dối nửa lời thì toàn thân sẽ thối rữa, hình thần cũng tan biến ngay. Tương tự, nếu người nói dối là tôi thì tôi cũng gặp tình cảnh tương tự. Dứt lời, anh hỏi Liên Thành Tượng, dám chơi không? Liên Thành Tượng tái mặt, đương nhiên gã ta không thể đồng ý nên nói, loại trộm cắp như anh thì có tư cách gì dùng lời nguyền hả? Hơn nữa, ai biết anh có định dùng chú thuật gì để hại tôi hay không? Ngô Bình nhìn sang Long Tượng Thiên Tôn rồi nói, viện trưởng, ông cũng không tin tôi à? Long Tượng Thiên Tôn bình thản nói, nếu cậu không có bằng chứng thì tôi sẽ giết cậu tại chỗ. Ngô Bình bật cười nói, hình như ông chưa có quyền giết tôi đâu. Anh lấy tín vật tổng đốc của mình ra rồi nói, tôi đã phải chịu oan khuất ở đây nên bây giờ muốn mời hoàng đế bệ hạ của nước Long đến giải oan. Long Tượng Thiên Tôn ngẩn ra nói, cậu là tổng đốc ư? Ngô Bình đã âm thầm gửi một tấu chương cho hoàng đế, nội dung đại khái là anh đã là võ vương nhất phẩm, nhưng bị kẻ xấu hãm hại, hy vọng Long Hoàng có thể tới hỗ trợ. Anh biết rõ mình là tổng đốc nên sẽ có địa vị rất cao ở nước Long, mà tổng đốc còn là người bán mạng cho hoàng đế nữa. Nếu bây giờ, hoàng đế không ra mặt giúp anh thì sẽ dễ bị mất quyền uy. Đúng thế, tôi là tổng đốc của nước Long, Ngô Bình nói. Long Tượng Thiên Tôn hừ một tiếng rồi nói, dù thế thì cậu đã lấy trộm đồ của tôi thì vẫn phải chịu phạt. Ngô Bình, các người bảo tôi trộm đồ, thế thử vào kiểm tra xem bên trong có mất gì không đi. Long Tượng Thiên Tôn quét thần niệm vào trong nhà, sau đó nổi giận nói, Bình Long Đảm và Cốc Kim Phượng của tôi mất rồi. Dù ở tiên giới thì hai thứ này cũng là báu vật. Ngày trước, để mua được chúng, Long Tượng Thiên Tôn đã tốn mấy chục tỷ tiền báu. Ngô Bình, tôi chưa nghe hay nhìn thấy hai thứ ông vừa nói bao giờ. Một người cao giọng nói, viện trưởng, lục soát và kiểm tra pháp khí chữ đồ của hắn đi ạ. Ngô Bình nhìn về phía người đó, tên này cười lạnh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hay anh không dám cho chúng tôi soát người. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi nhìn anh như vậy rồi thì anh không sống nổi một tháng nữa đâu. Người kia nổi điên, thằng khốn, mày dọa tao đấy à? Ngô Bình, đúng. Tôi đang dọa anh đấy. Người kia cười lạnh, chưa có ai dám dọa Nguyên Hổ tao bao giờ, mày là người đầu tiên đấy. Long Tượng Thiên Tôn, cậu bỏ hết đồ trong người ra đây cho tôi kiểm tra, nếu không có đồ của tôi thì tôi sẽ thả cậu đi. Đương nhiên Ngô Bình không thể để những người này kiểm tra pháp khí chữ đồ của mình, vì anh đã cất khá nhiều đồ quý, muốn thế thì phải bước qua xác tôi. Long Tượng Thiên Tôn cau mày, thầy Ngô, cậu nên biết điều thì hơn. Ngô Bình, nói nhiều mà làm gì, tôi không muốn nói nữa, ai muốn đánh nhau lên lên đi. Đúng là hống hách, người tên Nguyên Hổ cười lạnh nói, mày tưởng mình đánh lại được Kim Tiên Bán Bộ à? Long Tượng Thiên Tôn cũng xa sầm mặt nói, cậu chắc chưa? Thánh chỉ đến. Đột nhiên có một tia sáng chiếu xuống, sau đó có một nhân viên của triều đình nước Long xuất hiện, theo sau là hàng trăm cấm quân, người đó cao giọng nói, Thánh Hoàng đế của nước Long có lệnh. Ngô Bình là tổng đốc nên không thể có chuyện ăn cắp được, yêu cầu viện trưởng mau thả người, không thì sẽ phạm trọng tội, khâm thử. Nghe thấy thánh chỉ xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra, không ai biết tại sao hoàng đế của nước Long lại đứng về phe Ngô Bình. Long Tượng Thiên Tôn nổi giận, Tiêu Nguyên Tôn, ông dám nói chuyện với tôi thế à? Người đọc thánh chỉ sầm mặt nói, viện trưởng, ông hãy cẩn thận lời nói, gọi thẳng tên của hoàng đế ra như vậy là phạm trọng tội. Long Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói, học viện võ đạo do tôi toàn quyền quản lý, tôi phải xử lý người này. Người kia bình thản nói, tôi có mang một bảo bối đến, đó là nghịch quang châu, nó có thể quay ngược thời gian, cho chúng ta thấy được những việc xảy ra vào nửa tiếng trước. Long Tượng Thiên Tôn, lấy đây tôi xem. Người kia lấy một viên châu ra, bên trong có các phù văn kỳ diệu. Ông ấy đi đến trước ngôi nhà trúc, sau đó thi triển hạt châu. Ngay sau đó, hạt châu đã lóe sáng rồi rơi xuống đất. Trong màn sáng ấy, một cảnh tượng diễn ra trong quá khứ đã xuất hiện, Liên Thành Tượng dẫn Ngô Bình đến trước nhà trúc rồi hai người nói gì đó, tiếp theo Ngô Bình đã đi vào trong. Sau đó là đến cảnh tượng bên trong nhà, Ngô Bình chỉ đứng im một chỗ, nhưng xung quanh anh không hề có bình và chén quý của Long Tượng Thiên Tôn xuất hiện. Người kia tiếp tục tua ngược thời gian, mọi người đã nhìn thấy tu sĩ tên Nguyên Hổ lẻn vào trong nhà trúc rồi quan sát xung quanh. Sau đó đã cầm cốc kim phượng và bình long đảm đi. Thấy thế, Nguyên Hổ biến sắc mặt rồi run giọng nói, viện trưởng, tôi không cố ý lấy trộm đồ đâu, là Liên Thành Tượng bảo tôi làm vậy.
Liên Thành Tượng nổi điên nói, vớ vẩn, tôi bảo anh trộm đồ khi nào? Anh giỏi nhỉ, mình trộm đồ mà dám vụ oan cho thầy Ngô, không thể tha thứ được. Nguyên Hồ đần mặt ra, đang định giải thích thì Long Tượng Thiên Tôn giã vung tay lên khóa miệng hắn lại. Long Tượng Thiên Tôn không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông ta biết chuyện này có liên quan đến đứa cháu bên ngoại của mình. Nhưng dẫu sao Liên Thành Tượng cũng là cháu của ông ta nên ông ta phải lấp liếm chuyện này phòng hậu họa. Khóa miệng Nguyên Hổ xong, Long Tượng Thiên Tôn cười nói, ra là hiểu lầm, thầy Ngô, cậu đã được rửa oan rồi. Vị quan triều đình nói, Tổng đốc Ngô, bệ hạ bảo nếu rảnh thì mời người vào cung chơi. Ngô Bình, thần nhất định sẽ đến. Vị quan triều đình gật đầu nói, lão nô là thái giám của nha môn, Tổng đốc cứ gọi là Trác Công Công. Ngô Bình, phiền Trác Công Công phải vất vả đến đây rồi. Trác Công Công xua tay, chuyện nhỏ thôi. Dứt lời. Trác Công Công nhìn sang Long Tượng Thiên Tôn rồi nói, viện trưởng, xin cáo từ. Trác Công Công đi rồi, Long Tượng Thiên Tôn lại sầm mặt nói, thầy Ngô, kiểm tra giáo viên ba sao phải chờ đến cuối năm nên cậu cứ về đi. Ngô Bình biết Long Tượng Thiên Tôn cố ý không kiểm tra cho mình, anh rất bực nhưng giờ không thể làm gì được nên đành nói, được. Ngô Bình rời khỏi đó rồi về chỗ ở của mình, anh về thì không thấy nhóm Diệp Huyền đâu. Hỏi thăm mới biết là nơi đây đã bị học viện thu hồi, nhóm Diệp Huyền cũng bị đuổi khỏi học viện. Ngô Bình tức điên người, anh vung tay chém một đường kiếm lên cao. Đường kiếm ấy chẻ đôi không gian, để lộ ra hư không tăm tối. Đường kiếm của anh rơi xuống khiến ai trong học viện võ đạo cũng phải dựng tóc gáy. Long Tượng Thiên Tôn cũng hết hồn vì đường kiếm ý mạnh mẽ ấy. Nếu không ngờ đã đột phá lên cảnh giới kim tiên bán bộ, khéo ông ta còn bị ảnh hưởng bởi nó. Lúc này, Long Tượng Thiên Tôn đang lườm cháu ngoại của mình rồi nói, Thành Tượng, hôm nay cháu hơi quá đáng rồi đấy, Ngô Bình này là thiên kiêu, lẽ ra học viện nên dốc toàn lực để bồi dưỡng, chứ không phải dồn cậu ta vào thế bí như vậy. Liên Thành Tượng cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề nên quỳ xuống nói, cậu ơi, trước đó cháu thấy cậu ta hống hách nên muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi, ai ngờ cậu ta lại giỏi đến thế. Cậu! Rõ ràng là cậu ta không phục nên mới chém một kiếm lên cao như vậy, kiểu muốn bày tỏ sự bất mãn với cậu đấy ạ. Long Tượng Thiên Tôn hừ một tiếng rồi nói, dù cậu ta là thiên kiêu thì cũng chỉ mới ở cấp địa tiên thôi, không đáng để mắt đến. Nguyên Hổ vội nói, ý của viện trưởng là chúng ta sẽ tìm cơ hội để hạ nó ạ. Long Tượng Thiên Tôn lạnh giọng nói, hôm nay mà không bị các người xúi dục thì Thành Tượng có làm liều vậy không? Mấy người kia cúi đầu xuống, song Long Tượng Thiên Tôn không trừng phạt ai, mà chỉ nói, xem ra Hoàng đế đang lôi kéo Ngô Bình về phe mình, chúng ta với bên đó luôn không ưa nhau, nếu Ngô Bình không hàng phục bên mình thì cũng thể để cậu ta đi phục vụ cho phe khác được. Dứt lời, ông ta nhìn mọi người rồi nói, ba người hãy nghĩ cách triệt tiêu Ngô Bình, nếu không làm được thì đừng quay lại đây. Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh nói, vâng. Ngô Bình vẫn chưa đi xa, vì nhóm Diệp Huyền đã chuyến tới một ngôi nhà cách học viện không xa. Diệp Huyền, Triệu Thiên Lạc đều cảm nhận được khí thức của Ngô Bình nên vội vã đi tìm anh ngay. Tiền bối, chúng đệ tử làm người mất mặt rồi ạ, Diệp Huyền căm phẫn nói, đích thân viện phó dẫn người đến đuổi chúng đệ tử đi, vì thấy quá xấu hổ nên chúng đệ tử không dám báo cho tiền bối biết. Ngô Bình thờ ơ nói, tạm thời rời khỏi học viện là tốt nhất, mấy đứa đi theo tôi. Diệp Huyền, đi đâu ạ? Ngô Bình, sắp bắt đầu đại hội tiên truyền rồi, mấy đứa hãy chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đến tham gia đại hội. Đại hội tiên truyền của Đại Lục Côn Luân là buổi thịnh hội mà thiên đạo môn tuyển chọn nhân tài, ai được chọn sẽ được vào đại điện tiên truyền và nhận truyền thừa vô thượng. Sau đó, người này sẽ được gia nhập thiên đạo môn. Diệp Huyền, sư phụ, đệ tử thấy chúng ta không cần phải rời khỏi học viện võ đạo. Giờ người vẫn là giáo viên nên người cứ dạy chúng đệ tử đi ạ, cho đám người kia sáng mắt ra. Ngô Bình cười nói, ý anh là tôi cứ đào tạo một nhóm thiên tài trước hả? Diệp Huyền gật đầu, với tài năng của sư phụ thì có khó đâu ạ. Ngô Bình, thôi, Long Tượng Thiên Tôn của học viện võ đạo không có thiện cảm với tôi, mà ở đây thì ông ta là chủ, dù tôi có giỏi đến mấy cũng chẳng để làm gì. Như thế thà tôi dành hết tâm huyết dạy riêng cho các anh còn hơn. Thật ra, nền móng tu luyện của nhóm Diệp Huyền đã rất vững rồi, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vô hạn.
Ngô Bình, để tôi giúp mọi người đột phá lên cảnh giới linh biến, sau đó sẽ đến cụ kiểm tra, nếu ai thành chân nhân thì có thể dễ dàng gia nhập các môn phái lớn. Ngô Bình đang nói chuyện với nhóm Diệp Huyền thì thấy bên ngoài có sát khí bùng lên. Anh liếc nhìn rồi vẫn bình thản nói tiếp, nhóm người kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, còn đuổi theo đến tận đây để hại tôi. Diệp Huyền ngạc nhiên nói, tiền bối, chính là những người đã gây khó dễ cho người ở học viện ạ. Ngô Bình, có lẽ chuyện này cũng là ý của Long Tượng Thiên Tôn. Diệp Huyền nổi giận, đúng là lũ vô sỉ, tiền bối mạnh vậy mà cũng dám hại người. Ngô Bình, tiền lương của giáo viên năm sau một năm là 30 tỷ tiền báu, nhiều thế thì đương nhiên Long Tượng Thiên Tôn phải sắp xếp cho người của mình được hưởng, trong khi đó tôi lại không phải người của ông ta nên ông ta không muốn tôi làm giáo viên. Diệp Huyền thở dài nói, nếu ông ta làm thế thì học viện võ đạo sẽ ra sao? Ngô Bình, một khi con người nắm quyền lực trong tay thì hiếm khi nghĩ đến lợi ích chúng, dù có là thiên tôn thì cũng vậy thôi. Diệp Huyền, tốt xấu gì cũng đến cấp bậc ấy rồi mà lại để người khác coi thường chỉ vì lợi ích cá nhân. Ngô Bình, thứ ông ta cần không phải là tiền, hôm nay lúc thánh chỉ của Hoàng đế đến, Long Tượng Thiên Tôn có tỏ vẻ kính trọng chút nào đâu. Tôi đoán ông ta với Hoàng đế cũng có xích mích, thậm chí là ở phe đối địch. Dứt lời, anh cười nói, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc Hoàng đế của nước Long sẽ cho người liên lạc với tôi. À, mọi người có muốn đến Hoàng Thành tham quan không? Hoàng Thành nằm ở trung tâm Long Kinh, là một không gian gập độc lập có diện tích rộng lớn. Lần trước đến Long Kinh, nhưng Ngô Bình chưa có cơ hội đến nơi này. Diệp Huyên, tiền bối, chúng ta cứ đối phó với cục diện hiện tại đã, đám người bên ngoài muốn hại chết chúng ta đấy. Ngô Bình, muốn giết tôi thì họ chưa đủ trình. Dứt lời, anh chợt biến mất, ngay sau đó đã có một đường kiếm bức người xé rách sát khí, vô vàn các đường kiếm đan xen, nhanh chóng phá tan sát trận ở bên ngoài. Có ba giáo viên của học viện đang điều khiển sát trận ở ngoài, khi họ cảm nhận được kiếm khí ấy thì đều cười lạnh, sau đó bắn một lá bùa chân tiên ra. Ba lá bùa chân tiên cùng tỏa sát quang, sau đó hợp thành một rồi biến thành ba vì sao bay về phía Ngô Bình. Ba bùa chú này có tên Tam Tinh Hợp Kích Phù, uy lực của nó có thể hạ được cả chân tiên. Đối mặt với đòn tấn công ấy, Ngô Bình bình thản thả con rối thần cơ ra, hóa thân kiếm đạo của anh tiến vào trong con rối. Sau đó kích hoạt uy lực của nó tăng lên thêm 8 lần. Nguyên thần tiến vào trong con rối càng mạnh thì lực chiến đấu của con rối càng lớn, hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình hòa làm một con rối thần cơ, nhanh chóng tạo ra uy lực bứt phá. Con rối vung tay lên, thầm cấm trong người có rung lên, một tia sáng bắn ra rồi va chạm với ba sát tinh kia. Một tiếng động man vang lên, sát quang của ba vì sao biến mất, còn con rối thì tung một đường kiếm về phía ba giáo viên của học viện. Ba người đó hoảng sợ, không ngờ Ngô Bình có thể chặn được đòn tấn công của mình nên đồng thanh hô lên, xin thầy Ngô tha mạng. Song Ngô Bình không chút lưu tình mà chém cả ba luôn. Giết họ xong, anh nói, chúng ta đi Long Kinh thôi. Long Kinh trước kia là Thiên Kinh, sau khi Viêm Long đổi tên thành nước Long thì Thiên Kinh cũng đổi tên theo. Ở đây mở một không gian cực lớn có tên là Hoàng Thành. Lần này quay lại. Ngô Bình đã dùng thân phận của Tổng đốc, vì thế không một ai dám cản đường anh nên mọi người đi thẳng vào luôn. So với lần trước, rõ ràng người ở đây đã tăng lên khá nhiều, nhưng vẫn ít người bình thường, vì hầu hết người đi trên đường đều là tu sĩ, tìm mỏi mắt mới thấy một người bình thường. Khi Ngô Bình xuất hiện ở Tổng bộ Thiên Long, anh phát hiện nơi này cũng đã thay đổi. Không có ai canh chừng bên ngoài nên họ đi vào luôn trong tòa nhà Tổng bộ. Bấy giờ mới thấy có hai người ăn mặc giống bảo vệ đứng ở đây. Làm gì thế? Một bảo vệ ngăn họ lại rồi hỏi. Diệp Huyền, không nhận ra Long Chủ à? Đây là Long Chủ của Thiên Long đấy. Người bảo vệ nói, Thiên Long nào, đây là nhà Thanh Thủy, các người mau đi đi. Ngô Bình ngẩn ra rồi lấy điện thoại gọi cho Hoa Giải Ngữ. Điện thoại kết nối, cô ấy nói, Long Chủ. Ngô Bình, thư ký Hoa. Tôi đang ở cổng Thiên Long. Hoa Giải Ngữ thở dài nói, Long Chủ, chúng ta chuyển nhà rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ mới cho anh. Nhận được địa chỉ mới xong, Ngô Bình di chuyển đến đó ngay. Họ phải đi thêm mấy chục cây số tới phía bắc của Long Kinh, sau đó đi vào rìa của một khu rừng nguyên sinh. Ở đây có một khe núi nhỏ, có vài ngôi nhà đơn giản ở bên trong,
mọi người của Thiên Long đều đứng ở lối vào. Thấy Ngô Bình đến, ai nấy đều có vẻ phức tạp. Ngô Bình hỏi, đây là tổng bộ Thiên Long ư? Hoa Giải Ngữ thở dài nói, chúng tôi đã chuyển đến được mấy hôm rồi, nhưng chưa kịp báo cho Long chủ. Ngô Bình cười lạnh nói, xem ra tuy Thiên Long không bị giải tán thì vẫn bị phân biệt đối xử nhỉ. Hoa Giải Ngữ, mọi người đều bực lắm, nhưng đặt thế cục lên hàng đầu nên cũng không làm gì khác được, đành chấp nhận hiện thực thôi ạ. Ngô Bình nhìn về phái Bắc rồi nói, ở đó là rừng à. Hoa Giải Ngữ, chúng tôi đã đi nghe ngóng thì đi hết khu rừng ấy sẽ thấy nhiều vương quốc, đều là thuộc quốc của Thiên Đạo Môn. Rừng này tên là Vô Sinh, khu vực cấm của sinh mệnh, nghe nói đến thiên tiên cũng không dám vào. Ngô Bình, chuyển Thiên Long đến đây khác gì đẩy chúng ta vào chỗ chết. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, mọi người hãy tới đảo Hưng Long với tôi, ở đó đang thiếu người, mọi người đến đó giúp tôi một tay luôn. Mọi người nghe thấy có thể rời khỏi đây thì mừng rỡ, vì ở lại đây không có tiền đồ, cũng không có thu nhập, nếu được đi với Long chủ thì là tốt nhất. Ngô Bình, tôi là tổng đốc ở đó nên sau này mọi người đừng gọi tôi là Long chủ nữa. Hoa Giải Ngữ, sếp, tôi có chuyện muốn nói. Mấy ngày qua, chúng tôi đã nhìn thấy khá nhiều người tu hành đi vào rừng Vô Sinh, trong số đó có cả thiên tiên. Ngô Bình, có người vào trong rừng ư? Hoa Giải Ngữ, sếp, họ mạo hiểm vào trong chắc chắn có lý do. Ngô Bình nói, tôi đến đây rồi, hay vào trong xem thử nhỉ? Diệp Huyền, tiền bối, hay thôi đi ạ, đây là khu vực cấm của sinh mệnh thì sẽ nguy hiểm lắm. Ngô Bình cười nói, không sao, người khác vào được thì tôi cũng vào được. Dứt lời, anh lách người rồi hóa thành một tàn ảnh, chui vào bên trong. Không biết đã bao lâu không có người vào rừng, vì hình như nó đã tồn tại từ thời Tiên Quốc. Cây cối trong rừng đều rất lớn, gần như không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ toàn không gian u tối. Ngô Bình đi được một đoạn thì chợt đứng lại, vì anh cảm nhận có nguy hiểm. Bù! Một cành cây có gai nhọn chui từ dưới đất lên, sau đó quấn lên chân và eo anh. Ngô Bình không nhúc nhích, anh thi triển kiếm khí mà cành cây tự động vụn nát. Các cành cây khác không dám đến gần anh mà đều trốn thật xa. Ngô Bình thả chuột tìm bảo vật ra rồi nói, đi xem quanh đây có bảo bối nào không. Mắt con chuột sáng lên, sau đó nó chỉ về phía trách bên trái ở đằng trước. Ngô Bình nhanh chóng đột thổ đến đó, anh đi được hơn 100 mét thì ngoi lên hỏi, ở gần đây à? Con chuột lại chỉ về phía bắc, Ngô Bình di chuyển thêm một lúc thì con chuột kêu lên, ra hiệu cho anh là sắp đến nơi. Ngô Bình cất nó đi rồi quan sát xung quanh, nhưng ngoài cây ra thì chỉ có cỏ dại, chứ không có bảo bối nào. Kỳ lạ, sao không có gì nhỉ? Vì thế, anh phóng thần niệm ra tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, anh đã thấy bên dưới một cái cây mục nát có chôn một cái nhẫn chữ đồ. Anh giơ tay lên, cái nhẫn tự động ngoi lên khỏi bùn đất rồi rơi vào tay anh. Không biết cái nhẫn đã bị chôn ở đây bao lâu nhưng trông vẫn như mới, anh mở nó ra thì phát hiện là một chiếc nhẫn động thiên ở đây giống ấn ký long hổ của anh. Ngô Bình mở tiếp động thiên ra thì thấy diện tích bên trong rất lớn, bên trong toàn tinh thể có các màu sắc khác nhau, hệt như một thế giới tinh thể. Trong số đó có vài tinh thể phong ấn vài sinh vật, các sinh vật này rất đặc biệt, không phải người cũng chẳng phải thú, nhưng số lượng lại rất nhiều. Ngô Bình nhìn một lát thì thất vật bị phong ấn có lực sinh mệnh, nhưng sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong tinh thể đã khiến chúng ngủ say. Lạ nhỉ, sao lại có nhiều quái vật thế này? Anh ngẫm nghĩ rồi lấy một khối tinh thật thả ra ngoài. Nó có màu đỏ máu, bên trong phong ấn một thứ giống con khỉ, nó có mặt người, nhưng dáng người của khỉ. Ngoài ra còn có móng vuốt sắc nhọn. Cái đuôi của nó rất dài, phần cuối đuôi có gai nhọn rất sắc. Gương mặt của nó trông rất tuấn tú, nhưng đôi mắt màu đỏ máu trông cực đáng sợ, thoạt nhìn không phải thứ tốt đẹp gì. Ngô Bình thoáng do dự rồi đập vỡ tinh thể, con quái vật ở bên trong cử động rồi mở mắt, một luồng sát ý đã tỏa ra. Nó nhe cái răng ra rồi tấn công Ngô Bình. Chát! Ngô Bình tát vào mặt nó, con quái vật nghệt mặt ra rồi bừng lửa giận. Nó giơ cả hai tay lên tung các hàn mang sắc nhọn về phía Ngô Bình. Anh thi triển kiếm vực, khiến đòn tấn công của nó thất bại, sau đó anh túm lấy nó rồi tẩn cho một trận. Bụp bụp, con quái vật kêu oai oái, cuối cùng Ngô Bình giẫm lên đầu nó rồi hỏi, mày bị dở à mà tấn công tao? Chính tao thả mày ra đó, không biết cảm ơn thì thôi.
Dù có là sinh vật hung hãn đến mấy cũng phải tôn trọng cường giả, con quái vật thấy không đánh lại được Ngô Bình thì đã ngoan hơn hẳn, nó nằm xuống mà không còn vẻ hung dữ nữa. Ngô Bình nhấc chân lên rồi hỏi, mày biết nói không? Con quái vật phát ra những âm thanh kỳ lạ, nghe không giống tiếng tiên, cũng không phải tiếng thời cổ, nhưng Ngô Bình có thể hiểu được ý nó. Đại khái nó nói là nó tên là Liêu, từng là thú bảo vệ của một gia tộc. Sau đó, trời đất thay đổi, Liêu không thể khống chế được sát ý của mình nên bắt đầu tàn sát con người, vì thế mới bị con người vứt bỏ. Cuối cùng, số lượng Liêu ít dần đi và bị tuyệt chủng. Số ít còn lại thì bị phong ấn trong động tiên tinh thể này. Ngô Bình, giờ mày còn có sát ý không? Liêu gật đầu, nhưng ra hiệu mình có thể áp chế được, song đôi lúc vẫn mất khống chế. Ngô Bình quan sát kỹ càng rồi giơ tay ra nhổ một sợi lông màu đỏ của nó, sợi lông chứa đầy sát khí, có thể ảnh hưởng đến ý chí của nó. Anh ngạc nhiên bảo, mày bị người ta hạ sát ý, đây là thuật ở thượng cổ, là một loại vu thuật. Liêu ngẩn ra, sau đó cúi đầu trước Ngô Bình, hy vọng anh có thể giải cấm sát cho nó. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tao sẽ giải cấm sát cho mày. Ngô Bình giơ tay phải ra ấn vào đỉnh đầu Liêu. Anh đang định dùng y thuật thì ấn ký hồng liên trên cổ tay anh chợt tỏa ra ánh sáng đỏ, ánh sáng này xoay vòng quanh người Liêu, sau đó dễ dàng tiêu diệt được lạc sát trên người nó. Đôi mắt màu đỏ của Liêu dần trở lại màu xanh ban đầu, nó cảm kích nói cảm ơn. Ngô Bình, giờ mày định thế nào? Liêu mờ mịt nói, tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Ngô Bình, hình như trong động thiên này vẫn còn đồng loại của mày, nếu có cơ hội thì tao sẽ thả chúng ra bầu bạn với mày. Liêu mừng rỡ nói, cảm ơn, từ giờ trở đi, tôi đồng ý nhận anh làm chủ, làm thú bảo vệ cho anh. Ngô Bình ngạc nhiên nói, thú bảo vệ là gì? Liêu kể qua về lịch sử của thú bảo vệ, chúng là một loài thú rất mạnh do nhân tộc nuôi dưỡng, trí thông minh của chúng không thua gì con người, biết tu hành, lực chiến đấu mạnh và có thiên bẩm cao. Nếu thú bảo vệ đã hàng phục con người thì sẽ trung thành tuyệt đối, dám hy sinh tính mạng vì chủ nhân. Đương nhiên chủ nhân cũng phải giúp chúng tu hành để nâng cao thực lực. Thú bảo vệ có một loại năng lực rất đặc biệt, chúng có thể lột xác liên tục. Ví dụ như con Liêu này, giờ nó chỉ là thú bảo vệ cấp 2, còn tổ tiên của nó đã có con lên đến cấp 8. Thực lực của thú bảo vệ cấp 8 đã đủ để chống lại chân tiên, hơn nữa đó vẫn chưa phải giới hạn của thú bảo vệ, thậm chí có con còn lên đến cấp 10 và mạnh ngang với Đại La Kim Tiên. Sự tiến hóa của thú bảo vệ liên quan mật thiết đến chủ nhân càng mạnh thì chúng cũng mạnh theo. Hơn nữa, nếu thú bảo vệ đạt đến cấp 5 thì sức mạnh của chúng có thể chuyển lên người của chủ nhân, giúp chủ nhân nâng cao thực lực. Nghe xong, Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, hình như vẫn còn nhiều thú bảo vệ trong động thiên này lắm, có con nào lợi hại hơn mày không? Liêu nói, có ạ, các thú bảo vệ đứng trong top 100 đều ở trong đó hết. Ngô Bình hào hứng nói, thế Liêu đứng hạng bao nhiêu? Liêu ngại ngùng nói, 93 ạ. Ngô Bình, thế con nào đứng đầu? Liêu, là Cùng Kỳ. Ngô Bình, Cùng Kỳ mạnh hơn mày à? Liêu, nhân tố ảnh hưởng chính đến thứ tự trên bảng xếp hạng là tiềm năng tiến hóa, Cùng Kỳ có khả năng tiến hóa mạnh nhất nên sẽ mạnh hơn các thú bảo vệ khác, song cũng không mạnh hơn quá nhiều. Ví dụ như loài Liêu chúng tôi chỉ có thể tiến hóa đến cấp 8, nhưng Cùng Kỳ thì có thể lên đến cấp 12. Ngô Bình ngạc nhiên, cấp 12 ư? Sao mày bảo cấp 10 thôi đã ngang với Đại La Kim Tiên rồi, thế cấp 12 thì nghịch thiên chắc. Liêu, vâng, loài dị thú như Cùng Kỳ có con đường tiến hóa riêng, trình độ tiến hóa của chúng còn hơn con người. Ngô Bình híp mắt nói, Cùng Kỳ mạnh thật đấy, muốn thuần phục chúng chắc khó lắm nhỉ. Liêu, đúng là rất khó, trừ khi anh là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc, Cùng Kỳ trong động thiên này đã ở cấp 6 rồi và mở được thiên bẩm đáng sợ rồi. Ngô Bình đang nói chuyện với Liêu thì chợt nghe thấy phía trước có tiếng động, anh bảo Liêu tạm chui vào động thiên, còn mình thì độn thổ xuống đất. Không lâu sau, có một con mãng xà xuất hiện, người gió dài hơn 300 mét, nó đi đến đâu là cây cối bị đứt lìa hết, các con vật khác thì hoảng hốt bỏ chạy. Có một người thiếu niên đứng trên đầu con mãng xà, người này thoạt nhìn khoảng 16 tuổi, tay cầm sáo rồi lia mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu ta vừa đến thì có một cô gái ngoài 20 tuổi xuất hiện. Sau lưng cô gái mọc một đôi cánh khẽ động đã tạo ra gió mạnh, làm cây cối xung quanh tan tác hết. Trên trán cô gái có vảy màu vàng, cô ta nói, xà thất, sao cậu bảo gần đây có pháp khí động thiên thú hoàng?
Cậu thiếu niên cau mày, lão tổ nhà tôi đã thi triển đại dự ngôn thuật, rõ ràng bảo là ở đấy có động thiên thú hoàng, bên trong có thú bảo vệ mạnh lắm. Cô gái hừ nói, xem ra thuật tiên đoán của nhà cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu thiếu niên, cũng có thể là chúng ta đến muộn rồi. Cô gái, ý cậu là có người lấy mất rồi ư? Cậu thiếu niên quan sát xung quanh rồi nói, tôi ngửi thấy mùi người, còn có một mùi rất lạ, không thuộc về thời đại này. Cô gái, mùi của thú bảo vệ ư? Cậu thiếu niên, khả năng cao là vậy. Cô gái chợt giơ tay kết ấn, xung quanh xuất hiện một màn sáng, một cảnh tượng xuất hiện trước đó đã tái hiện lại. Bọn họ có thể nhìn thấy có một người thanh niên xuất hiện, anh đứng quan sát tại chỗ rồi thò tay xuống đất rồi lấy một chiếc nhẫn lên. Một lát sau, anh lấy một khối tinh thể ra rồi đập vỡ, có một con quái thú đầu khỉ mặt người sống lại, sau đó nó đã đánh nhau với người thanh niên rồi hàng phục anh. Tiếp theo, một người một thú đã nói chuyện với nhau, cuối cùng ni đàn ông chợt độn thổ xuống rồi biến mất. Thấy thế, cô gái nói, quả nhiên có người lấy mất rồi, mau điều động lực lượng điều tra thân phận của người đó đi. Lúc này, Ngô Bình đã rời xa khỏi chỗ đó, anh ngoi lên rồi hỏi chuột tìm báu vật, tiểu bảo, gần đây có bảo bối không? Con chuột lắc đầu, ra hiệu là không có. Ngô Bình đang định đi tiếp thì có một nắm đấm bay tới, anh né đi. Phạm vi tấn công của đòn tấn công ấy rất lớn, cây cối đứt lìa, hình thành một con đường dài hơn 30 mét. Sau đó, anh nhìn thấy có hai tu sĩ vừa đánh nhau vừa chạy lại đây. Trong đó có một người trẻ, một người trung niên, võ thuật của họ đều khá, đánh bất phân thắng bại, quyền vừa rồi là của người đàn ông trung niên. Ngô Bình không có hứng xem náo nhiệt nên lập tức né ngay, phòng bị họ phát hiện. Anh vừa tránh đi thì cảm thấy phía sau có người nên quay lại. Một đường kiếm đâm về phía anh, Ngô Bình nhanh nhẹn né đi. Người ra tay là một ông già gầy gò, thấy đòn tấn công của mình thất bại, ông ta cười lạnh rồi độn thổ xuống đất. Ngô Bình cười khẩy rồi dậm chân, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã truyền xuống lòng đất. Quỳnh! Ngay sau đó, mặt đất xung quanh cũng nổ tung, ông già hộc máu, xương cốt đứt lìa. Anh đi tới cạnh ông ta rồi nói, đánh lén tôi rồi mà còn định chạy ư? Ông lão thở dài, tôi thua. Ngô Bình nói, thật ra tôi có thể tha tội chết cho ông, nhưng ông phải nói thật, tại sao ông muốn giết tôi? Ông lão ngẩn ra rồi nói, cậu không biết thật à? Ngô Bình, biết cái gì? Ông lão, gần đây đang có giết chóc, hễ gặp người sống thì phải ra tay giết ngay. Ngô Bình, cảnh giết chóc gì cơ? Tại sao lại phải giết người? Ông lão, vì phải sống ở đây và giết được ít nhất 3 người thì mới có tư cách vào bí cảnh ngũ hành. Ngô Bình, đó là nơi nào? Ông lão, bí cảnh ngũ hành là không gian mà tiên thiên ngũ hành đạo tạo ra, bên trong có ý nghĩa của ngũ hành. Ngô Bình hỏi tiếp, ai tạo ra quy luật? Ông lão, vô sanh lão tổ chủ nhân của rừng vô sinh. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, tại sao vô sinh lão tổ phải đặt ra quy tắc này? Các người tàn sát lẫn nhau có lợi gì với ông ta? Ông lão, quy tắc của vô sinh lão tổ trước giờ đã thế, còn tại sao thì bọn tôi cũng không biết. Ngô Bình, khu vực này có bao nhiêu người, rồi còn bao nhiêu người sống sót? Ông lão, theo tôi được biết, có lẽ không ít hơn 150 người, bình thường, khi số người giảm xuống còn khoảng 15, vô sinh lão tổ mới tuyên bố dừng cuộc thảm sát. Ngô Bình lắc đầu, anh thấy chuyện này quá mức kỳ lạ nên hỏi, có được rút lui giữa chừng không? Ông lão, không được rút lui. Xung quanh được bày bố sát trận, người vào thì không sao nhưng nếu ai muốn ra ngoài trước khi cuộc thảm sát kết thúc thì sẽ bị cấm chế giết chết. Sắc mặt Ngô Bình trở nên khó coi, nói thế là anh cũng bị vây khốn ở cái nơi quỷ quái này. Nếu tôi không giết ai cũng không tham gia vào cuộc thảm sát thì sao, ông lão quái lạ nhìn anh, cậu không giết người khác cũng sẽ giết cậu, không tránh được. Ngô Bình, nói thế tôi bắt buộc phải tham gia. Ông lão, đạo hữu, cậu tha cho tôi đi. Tôi ra tay với cậu cũng là vì quy tàn sát ở nơi này. Ngô Bình cười nhạo, vậy bây giờ có phải tôi giết ông rồi không? Ông lão khổ sở, ông già tôi vẫn chưa muốn chết, chỉ cần đạo hữu nguôi giận, tôi có thể đưa tất cả tài sản cho cậu. Ngô Bình rất có hứng thú với tài sản mà ông ta nói, ông có những gì, cho tôi xem thử. Ông lão lấy một túi đựng đồ vật ra, đưa cho Ngô Bình, khi mở ra xem thì anh thấy trong túi không gian này chứa không ít tiền báu và tiên thạch. Tổng giá trị chắc không ít hơn 200 triệu. Thật ra tu vi của ông lão không thấp, đã là bán bộ hư tiên nên khá giàu có.
Ngô Bình nhận lấy đồ rồi hỏi, ông tên là gì, đến từ tông môn nào? Ông lão nói, tôi là Đinh Thiên Thu, là tu sĩ của nước Ô Long, phía bắc rừng rậm Vô Sinh. Ngô Bình, những người như các ông đều là tu sĩ ở phía bắc rừng rậm Vô Sinh sao? Đinh Thiên Thu gật đầu, đúng thế, phía bắc có rất nhiều nước. Ngô Bình, được, tôi có thể tha cho ông một mạng nhưng tài sản của ông thì tôi tịch thu rồi. Đinh Thiên Thu mừng rỡ, cảm ơn đạo hữu. Ông ta đang định rời đi thì người trung niên trong hai người đánh nhau trước đó đi đến, tay ông ta cầm một cái đầu người. Mắt người trung niên đầy vẻ sát khí, hai người là tự sát hay đợi tôi ra tay? Đinh Thiên Thu biến sắc, run giọng nói, thôi xong, người này là huyết thủ lãnh phi. Ngô Bình cũng nhìn ra huyết thủ lãnh phi này là một hư tiên, thực lực rất mạnh, Đinh Thiên Thu còn chẳng có can đảm ra tay với kẻ này nữa kìa. Đi đi, nếu không người chết là ông đấy. Lãnh phi cười, này, ai cho một tên địa tiên nhỏ bé như cậu can đảm dám khiêu chiến với thiên tiên? Ngô Bình thở dài nói, tôi muốn giết ông thì ông cũng chẳng thể đỡ được một chiêu của tôi đâu. Lãnh phi lạnh lùng nói, vậy à, vậy tôi giết cậu trước. Ông ta bỗng giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều sợi tơ màu trắng sắp phóng đến đâm vào da thịt Ngô Bình. Cảnh tượng này khiến Ngô Bình cảm thấy rất ngạc nhiên. Rõ ràng người này rất kiêu ngạo nhưng khi ra tay đánh người thì đều là sát chiêu. Những đường màu trắng này là một chiêu khống chế tâm trí người khác. Cả người Ngô Bình run lên, lông tơ dựng đứng hệt như kim sắt, trong khi đó những sợi tơ muốn đâm vào người anh này lập tức bị lông tơ chém đứt. Ngay cả lông tơ của anh cũng có thể chém đứt sợi tơ muốn đâm vào người này như thể đã biến thành những thanh kiếm ngắn. Tay Lãnh Phi vừa chạm vào Ngô Bình thì máu tươi bắn ra, ông ta đau đớn kêu lên. Vội vàng buông tay. Ngay khi tay đối phương vừa buông, chân Ngô Bình bỗng đá vào mặt khiến ông ta ngã xuống đất. Sức lực của cú đá này rất lớn, đầu Lãnh Phi đập mạnh xuống đất làm mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Ngay giây phút Lãnh Phi mất ý thức, Ngô Bình lại đạp lên người ông ta thêm ba cái. Cứ thế một hư tiên bị Ngô Bình đạp thành cái đống thịt, xương cốt cả người và nội tạng đều tan nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cũng mặc kệ Lãnh Phi nằm dưới đất, anh nói với Đinh Thiên Thu đang ngây người, Đinh Thiên Thu, ông biết người này sao? Đinh Thiên Thu nói, Lãnh Phi có danh tiếng không tốt ở ngoài vì thủ đoạn tàn ác, thế nên tôi vừa nghe cậu ta nói ra tên mình thì đã muốn đầu hàng rồi. Ngô Bình, tàn ác thì tàn ác thật nhưng thực lực lại khá yếu, không hay đánh nhau. Đinh Thiên Thu cười khổ, thực lực của cậu quá đáng sợ, không nói đến người này. Dù là người mạnh hơn người này mấy lần cũng không đỡ được một đòn của cậu. Nói rồi ông ta lấy một chiếc nhẫn chứa đồ trên người Lãnh Phi, hai tay đưa cho Ngô Bình, đây là vật quý giá của Lãnh Phi, chắc không ít tiền. Dĩ nhiên Ngô Bình không khách sáo, nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, anh hỏi Đinh Thiên Thu, trước kia có người từng vào bí cảnh ngũ hành chưa? Đinh Thiên Thu, đương nhiên là có, bằng không chuyện bí cảnh ngũ hành cũng không thể được truyền ra ngoài. Hơn nữa có không ít người nhận được lợi ở bí cảnh ngũ hành. Ngô Bình, Vô Sinh lão tổ tự dưng cho người vào bí cảnh ngũ hành chiếm hời, chuyện này có vấn đề. Đinh Thiên Thu, bọn tôi cũng từng nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân, hơn nữa chuyện này vẫn luôn tồn tại nên không ai ngờ vực gì. Ngô Bình, chắc chắn chuyện này có nguyên do, chỉ là các ông không biết thôi. Đinh Thiên Thu, cậu nghĩ tại sao Vô Sinh lão tổ làm thế? Ngô Bình, thế giới này sẽ không có miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống đâu, thế nên không thể vào bí cảnh ngũ hành thì chúng ta phải nghĩ cách đi khỏi đây. Đinh Thiên Thu ngây người, nhưng nếu không giết đủ người, e là chúng ta không thể đi. Ngô Bình, ông không biết giả chết à, nói rồi anh đánh vào đầu Đinh Thiên Thu, cả người Đinh Thiên Thu cứng đờ rồi ngã xuống đất. Cùng lúc đó Ngô Bình cũng ngã xuống đất, khí tức toàn thân, nguyên thần đều biến mất như thể anh thật sự trở thành một thi thể. Bây giờ anh chẳng khác nào một khúc gỗ, một hòn đá cả, dù có người dùng thần niệm lướt qua cũng không phát hiện ra anh. Hai người giả chết quả nhiên không thu hút sự chú ý của những người khác, khoảng 7-8 tiếng sau, cuối cùng khu vực gần đó cũng yên tĩnh hơn, vì những người còn lại, mỗi người đều đã giết hơn 3 người, hơn nữa số người đã không đủ 15, cuộc thảm sát kết thúc. Lúc này không trung xuất hiện một cánh cổng ngũ sắc, 15 người này mừng rỡ đều chạy đến chỗ cánh cổng đó rồi biến mất không thấy. Khoảng 5 phút sau, cánh cổng ánh sáng đó biến mất, cả vùng đó lại trở về như bình thường. Thêm mười mấy phút nữa, Ngô Bình mới chậm rãi mở mắt ra, anh đá vào Đinh Thiên Thu một cái,
ông ta cũng trở lại như thường, người này ngạc nhiên hỏi, xong rồi. Ngô Bình, cuộc thảm sát đã kết thúc, những người kia đều đã đi vào cánh cổng ngũ sắc, chắc là đến bí cảnh ngũ hành gì đó rồi. Đinh Thiên Thu thở dài như cảm thấy lấy làm tiếc vì chuyện này. Ngô Bình hỏi, sao thế? Ông cảm thấy bị thiệt à? Đinh Thiên Thu vội nói, không có, tôi chỉ nghĩ bản lĩnh của cậu thật cao minh, thế mà có thể lừa được Vô Sinh lão tổ bằng cách giả chết. Ngô Bình, không thể ở lại nơi này lâu, đi thôi. Hai người nhanh chóng ra khỏi khu vực này, họ tiếp tục đi về phía bắc, không lâu sau đã ra khỏi rừng rậm Vô Sinh, xuất hiện ở đồng bằng rộng lớn phía bắc. Từ đây đi về phía bắc, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều khu dân cư, vô cùng phồn hoa. Đinh Thiên Thu thở phào, hay là đến nước của tôi ở mấy ngày? Ngô Bình xua tay, không cần đâu, tôi còn có việc. Nói rồi anh để lại một lá bùa tin tức, sau này nếu rừng rậm Vô Sinh xảy ra chuyện gì, ông cứ dùng bùa đưa tin này liên hệ. Anh nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày người ở hai bên rừng rậm sẽ hợp lại thành một, để lại một người có thể trao đổi tin tức ở phía bắc cũng không tệ. Đinh Thiên Thu, được, nếu xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo cho cậu. Nói thêm vài câu nữa, Ngô Bình cưỡi độn quang bay vượt qua rừng rậm Vô Sinh, nhanh chóng quay về khe núi ở Long Quốc. Sau đó anh dẫn theo nhân viên Cũ Thiên Long và mấy người Diệp Huyền cùng quay về đảo Hưng Long. Đến đảo Hưng Long, Ngô Bình cử người sắp xếp ổn thỏa cho nhân viên Thiên Long Cũ, người nhà của thành viên Thiên Long Cũ đã ổn định ở trên đảo Hưng Long từ sớm nên rất vui vẻ đến đây. Đi đến vườn sau, Ngô Bình thả Liêu ra hỏi, Liêu, một người có thể sở hữu bao nhiêu con thú bảo vệ? Liêu nói, điều đó phụ thuộc vào thực lực của mỗi cá nhân, thực lực càng mạnh thì khí vận càng mạnh, sẽ có càng nhiều thú bảo vệ. Chẳng hạn như có vài người có thể có đến mười mấy thú bảo vệ nhưng có người lại chẳng thể thuần hóa được một con nào. Nói chuyện với Liêu một lát, Ngô Bình bắt đầu tu luyện tráng cốt kinh có 5 tầng, anh đã tu luyện tầng thứ nhất, chuyển đổi tế bào xương, làm chức năng tạo máu mạnh hơn. Tầng thứ hai của tráng cốt kinh khá khó, phải sinh ra cốt văn trên xương cốt. Cốt văn có chứa năng lượng siêu phàm giống phù văn tiên thiên. Trong tráng cốt kinh không có giới thiệu cốt văn cụ thể nên cốt văn của mỗi người sẽ khác nhau. Sự hiểu biết về âm dương của Ngô Bình vô cùng sâu sắc nên thứ anh khắc ra chính là cốt văn âm dương. Cốt văn âm dương là loại mạnh nhất trong số các cốt văn, có cốt văn âm dương thì có thể làm cho xương cốt của Ngô Bình cứng cáp hơn, sức mạnh vô lượng, đồng thời cũng có thể nâng cao sức chiến đấu của anh. Vừa khắc cốt văn xong, anh đã cảm nhận được đảo Hưng Long rung chuyển dữ dội, anh vội vàng ra ngoài xem thử thì thấy một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trong hồ Ma Long, vòng xoáy đó liên tục hút hết nước trong hồ. Sau đó mực nước trong hồ Ma Long giảm dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thấy thế mọi người đều rất ngạc nhiên. Thần Chiếu nói, chủ nhân, hình như là mặt đất có khe nứt, nó đang hút hết nước của hồ Ma Long. Cứ tiếp tục như thế không lâu nữa nước trong hồ sẽ một rút hết hơn nửa. Ngô Bình, địa hình bên dưới hồ Ma Long có cao có thấp, nếu mực nước tiếp tục giảm xuống, phần đáy hồ sẽ trở thành lục địa, đồng thời cũng sẽ tạo thành rất nhiều hồ nước lớn nhỏ. Đường Tử Di cười nói, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Chồng ơi, anh là tổng đốc nơi này, hồ Ma Long đều là của chúng ta, sau này có thêm nhiều đất canh tác, chúng ta có thể trồng lương thực rồi. Nói đến việc trồng lương thực, Ngô Bình nhớ đến lương thực ở tiên giới khác với hạ giới, lương thực ở tiên giới khá quý giá, các tu sĩ chỉ được ăn gạo thần, gạo tiên v.v. Lúc đầu Ngô Bình lấy được không ít gạo thần từ trong kho lương thực của bộ lạc Phục Thiên, anh quyết định trồng gạo thần này xem có thể sản xuất ra gạo thần không. Vết nứt cực lớn dưới đất cứ liên tục rút nước trong hồ, mực nước cứ thế giảm xuống. Ngô Bình cũng không để ý nữa mà tiếp tục tu luyện tráng cốt kinh đến tầng thứ ba. Tầng thứ tư, tráng cốt kinh ở hai tầng này lần lượt tạo ra cốt tinh và ngoại cốt cách. Cốt tinh là một tầng kết tinh ở bề mặt ngoài của xương, vô cùng cứng rắn, bất kể là ma pháp hay độc dược nào cũng không thể công kích, cho dù là đao sắc bén, vũ khí thần cũng không thể xuyên thủng cốt tinh trên bề mặt xương. Cốt tinh không chỉ bảo vệ xương cốt mà còn bảo vệ cốt văn ở bề mặt xương. Sau khi cốt tinh được tạo ra, những đòn tấn công bên ngoài không thể tổn thương đến xương của anh. Ngoại cốt cách khá dễ hiểu, là xương phát triển bên ngoài da và bảo vệ một phần da. Nhưng bình thường xương bên ngoài được giấu đi, chỉ có khi Ngô Bình ở trong trạng thái chiến đấu, xương bên ngoài mới xuất hiện để bảo vệ anh. Khi đang định tu luyện tầng thứ 5 của tráng cốt kinh, đảo Hưng Long đột ngột rung chuyển.
Anh ra ngoài xem thử thì phát hiện hồ Ma Long đã không còn nữa, thay vào đó là từng khu lục địa và vô số hồ nước lớn nhỏ giữa các lục địa. Lúc này Hoa Giải Ngữ bước đến nói, đại nhân, chỗ biên giới đang có rất nhiều nông dân đến đáy hồ trồng trọt, chúng ta có nên đuổi họ đi không? Vậy à, Ngô Bình cảm thấy hứng thú, rất nhanh đã xuất hiện ở đáy hồ một mảnh đất. Phần lục địa này ít nhất rộng mấy triệu mẫu đất, lúc này đang có rất nhiều nông dân chạy đến từ vùng gần đó. Hóa ra lục địa này vì từng là đáy hồ nên rất phì nhiêu, trồng trọt ở đây sản lượng có thể sẽ cao hơn trồng ở những nơi khác. Trong số đó có một gia đình hơn chục người, già trẻ lớn bé không ngừng đào bới đất, hóa ra phần đất do ai đào thì sau này sẽ thuộc về người đó nên họ làm việc không biết mệt mỏi để đào bới, xây nhà. Ngô Bình hỏi một ông lão trong gia đình này, ông cụ, ông định làm ruộng ở đây à? Ông lão nhìn Ngô Bình, ừ, cậu cũng tới làm ruộng à? Ngô Bình cười nói, tôi không biết trồng trọt, nhưng tôi nghĩ đất đai nơi này rất phì nhiêu. Ông lão nói, đương nhiên rồi, đất được hình thành hàng triệu năm ở đáy hồ này gọi là đất báu, là mảnh đất tốt nhất để trồng trọt nhưng bây giờ vẫn chưa thể sử dụng nó được, phải đào bới cho tơi. Ngô Bình hỏi, tôi nghe nói nơi này là địa bàn của Long Quốc, các ông chạy đến đây không sợ Long Quốc đuổi các ông đi sao? Ông lão không lo lắng nói, những người như bọn tôi đến từ các nước khác nhau, những nơi khác nhau. Thật ra với bọn tôi đất nước gì đó chẳng có gì khác biệt cả, chúng tôi đến đây khai hoang, Long Quốc chắc cũng rất vui, dù sao nơi này không sử dụng đến cũng lãng phí, hơn nữa bọn tôi sẵn lòng nộp một phần lương thực, Long Quốc có lý do gì mà đuổi bọn tôi. Những suy đoán của ông lão rất bình thường, Ngô Bình cười nói, đúng thế, các ông có thể trồng trọt, Long Quốc có thể lấy được lương thực rau củ, hai bên đều có lợi. Ngô Bình lại nhìn xung quanh, sau đó cử một rất nhiều người đến đăng ký những người mới đến này, anh quy định chỉ cần đăng ký, họ có thể sử dụng miễn phí mảnh đất ở đây trong vòng 20 năm. Đây đúng là tin tốt, phải biết ban đầu những người này đều trồng trọt thuê ở bên ngoài. Hàng năm phải giao cho thương nhân bán lương thực dùng hoàng gia khoảng 3/4 sản lượng, trừ đi phần lương thực dùng cho gia đình thì còn lại rất ít, thường không bán được bao nhiêu tiền, còn bây giờ Tổng đốc Long Quốc không thu thuế lương thực, đó quả là một tin tức rất tốt. Thế là mọi người nô nức đến đăng ký, tình nguyện trở thành công dân của Long Quốc, đồng thời tin tức được lan truyền đi, nông dân các nước xung quanh lần lượt đổ xô đến đây để khai khẩn đất hoang. Thấy ngày càng có nhiều người vào khu vực Hồ Ma Long, Ngô Bình không từ chối bất cứ ai đến, chỉ cần biết cách canh tác, anh sẽ chấp nhận tất cả. Thế là từng ngôi nhà lần lượt được dựng lên và những cánh đồng màu mỡ được khai hoang, Hồ Ma Long ban đầu đang nhanh chóng thay đổi. Sau khi Hồ Ma Long biến mất, diện tích đất canh tác trong khu vực tăng hơn 100 triệu mét vuông và rất nhiều hồ nhỏ có thể nuôi cá xuất hiện. Một diện tích lớn như thế, đất đai màu mỡ, khí hậu thích hợp, ít nhất có thể chứa được mấy chục tỷ người. Trong các hồ nhỏ mới được hình thành có rất nhiều loài cá, những người khai hoang đến bắt cá, sau đó bán cho người trên đảo Hưng Long, như thế có thể đổi được những vật phẩm thiết yếu trên đảo Hưng Long. Vì thuộc nền văn minh khác nhau nên song, nồi, quần áo và giày dép trên đảo Hưng Long đều là những mặt hàng rất được săn lùng ở đây. Những người khai hoang này ban đầu sử dụng đồng tiền của họ, thậm chí còn trao đổi bằng hàng hóa, Ngô Bình đã ban lệnh, bất kể đồng tiền của quốc gia nào. Đến Hưng Long đều có thể đổi lấy nội tệ nơi này, theo cách đó, thương mại dần dần trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên, nơi nào có người, nơi đó giang hồ, chẳng bao lâu sau sẽ có người đánh nhau, có kẻ đất của người khác, còn có kẻ cướp vợ của người khác. Thậm chí có hai tông tộc đánh nhau với quy mô lớn, một lần sẽ có hàng trăm người chết hoặc bị thương nhưng khu vực này quá lớn, hàng trăm triệu km vuông, người làm phân tán khắp nơi, đầy rẫy khó khăn trong việc quản lý. Ngô Bình đã bàn bạc với mọi người và quyết định chọn một thủ lĩnh từ trong các thế lực lớn nhỏ khác nhau, sau đó trao cho họ một chức vụ và mức lương chính thức và yêu cầu họ tuân thủ luật pháp. Luật pháp mà anh sử dụng là do Long Quốc ban hành, Ngô Bình đã bỏ đi những thứ phức tạp, chỉ để lại những điều cơ bản nhất, chẳng hạn như, không thể giật đồ của người khác, ai lấy trước thì là chủ sở hữu, không được trộm cắp, không được đàn áp phụ nữ, không được đánh nhau, làm người khác bị thương, giết người, v.v. Sau khi luật ban hành, hầu hết mọi người đều chấp hành nhưng đôi khi vẫn có vài người vi phạm, cướp của hay giết người, mỗi lần như thế Ngô Bình sẽ cử đội tuần tra đi bắt tội phạm và đưa ra trước công lý ngay tại chỗ. Thời loạn lạc thường áp dụng các luật nghiêm khắc trừng trị, dù chỉ là trộm cắp cũng phải bị chặt tay, cướp của hoặc đả thương người khác thì dùng gậy đánh chết.
rất nhanh tình thế đã được kiểm soát, cư dân mới đến cố gắng trồng trọt sản xuất lương thực, dần dần ngành công thương nghiệp bắt đầu phát triển. Thế nhưng Hồ Ma Long ban đầu không chỉ có một thế lực đảo Hưng Long mà còn các thế lực khác như đảo Băng Hỏa. Xung quanh các nơi này đã không còn nước, phải phái người đi thăm dò. Thậm chí có vài thế lực bắt đầu trưng thu lương thực của người dân khai hoang, yêu cầu cống nạp đàn ông mạnh khỏe và phụ nữ xinh đẹp. Hôm nay có người đến báo, một thế lực tên là Ma Vân Tông đi trưng thu lương thực khắp nơi, còn cướp người khiến người dân vô cùng oán hận. Ngô Bình nghe xong cũng tức giận, đích thân đến Ma Vân Tông. Ma Vân Tông vốn dĩ là một hòn đảo, diện tích lớn gấp 10 đảo Hưng Long, có mấy triệu người dân sinh sống trên đảo và một tông môn tên là Ma Vân Tông. Ngô Bình từ trên trời đáp xuống trước cổng núi của Ma Vân Tông, anh vung một tay lên, một bàn tay cực lớn đập vào cổng núi, sau đó đi thẳng vào bên trong. Kẻ nào, có người ngăn lại nhưng vừa nói được mấy chữ là đã bị anh đánh văng ra xa. Trên đường đi liên tục có người xuất hiện đều bị anh đánh văng ra xa, không ai có thể ngăn anh lại được. Rất nhanh, Ngô Bình đã đánh đến trước chính điện của Ma Vân Tông, hai người đàn ông đứng trước điện, sắc mặt khó coi nhìn Ngô Bình. Cậu là ai? Một người trầm giọng nói. Ngô Bình, tôi là Tổng đốc Hưng Long, người của các vị đi khắp nơi cướp lương thực, cướp người, đã vi phạm vào pháp luật của Long Quốc, tôi đến trừng phạt các người. Người đàn ông tức giận nói, bọn tôi không phải là người Long Quốc, anh không quản được. Ngô Bình, khu vực Hồ Ma Long này đều là phạm vi của Long Quốc, các người cũng là người dân Long Quốc, phải tuân thủ luật pháp của Long Quốc. Ai là tông chủ thì lăn ra đây cho tôi. Một người đàn ông nổi giận nói, hỗn láo, muốn động vào tông chủ thì bước qua ải của tôi đã. Người này lớn giọng nói, phía sau Ngô Bình bỗng xuất hiện một cái miệng lớn đầy máu, nó xuất hiện quá nhanh, một ngụm đã nuốt chửng Ngô Bình. Cái miệng lớn ra sức gặm cắn, hai người kia bật cười, tổng đốc gì đó. Ở trước mặt thôn ma thú của Ma Vân Tông cũng chỉ là cùi bắp thôi. Nụ cười của hai người bỗng cứng đờ khi nhìn thấy một nắm đấm xuất hiện từ trong cái miệng lớn, đấm gãy mấy cái răng. Sau đó một bàn tay khác tách hai hàm răng ra, Ngô Bình bị nuốt vào trong lại có thể đánh vỡ cái miệng rồi nhảy ra ngoài. Ngô Bình lau mặt tức giận nói, làm bẩn bộ đồ mới của tôi rồi, bồi thường đi. Anh dẫm lên nền đất, kiếm vực thi triển, hai người kia biến sắc, không dám động đậy, Ngô Bình tung một quyền ra khiến hai người này ngã xuống đất. Sau đó nói với vào cung điện phía sau, lăn ra đây. Ông lão có một nửa đầu bị người ta gọt mất nhưng không chết, động tác cứng đờ từ từ đi ra. Ông lão nhìn Ngô Bình, không ngờ cậu còn trẻ thế mà đã có thực lực này rồi. Ngô Bình, ông là tông chủ Ma Vân Tông. Ông lão gật đầu, là tôi. Ngô Bình, người của ông đi khắp nơi làm việc xấu, ông có gì muốn nói không? Ông lão cười, vì chỉ có nửa mặt nên khi cười lên vô cùng quái dị. Cường giả là vua, không có gì để nói cả. Bây giờ cậu mạnh nên cậu nói gì cũng đúng thôi. Ngô Bình thầm nói ông già này là người thông minh, anh nói, lập tức trả lương thực và người đã cướp về, đồng thời xin lỗi. Ông lão, được, chúng tôi sẽ tuân thủ. Ngô Bình nhìn ông lão, bỗng lên tiếng hỏi, có phải một nửa đầu bị chém mất của ông vẫn còn hoạt động không? Ông lão ngạc nhiên, sao cậu biết? Ngô Bình, một nửa đầu này của ông rõ ràng là do tự mình chém. Ông lão thở dài, đúng thế, là tôi tự mình chém, lúc đầu tôi bị ý thức ma long xâm lấn, để bảo vệ mình, tôi phải ép ý thức ma long vào trong một nửa đầu, sau đó gọt mất. Ngô Bình, ý thức ma long, chẳng phải thần ma long đã chết rồi sao? Ông lão, thần ma long là sự tồn tại của cấp đại la, ý thức không bị tiêu diệt. Nhiều năm trước, tôi tìm được một viên châu ngọc ở dưới đáy hồ Ma Long, trong đó có ý thức còn sót lại của thần Ma Long, tôi thử luyện hóa nó nhưng bị ý thức thần Ma Long phản phệ, suýt nữa đã chết. Cuối cùng mặc dù tôi còn sống nhưng cũng chỉ còn lại một nửa bên đầu. Ngô Bình nhìn ông lão như nhìn tên thiểu năng, lá gan của ông không nhỏ nhỉ, dám luyện hóa thần Ma Long. Ông lão cười khổ, Ma Vân Tông có một bộ bí pháp tên là thần thuật đại phệ, tôi cảm nhận được trong đó có thần niệm, tôi bèn muốn nuốt nó thử. Nào ngờ nó lại là ý thức thần Ma Long, nếu tôi biết trước thì có đánh chết cũng không dám làm thế. Ngô Bình hỏi, một nửa bên đầu của ông ở đâu rồi? Vẻ mặt ông lão hơi quái dị, Tổng đốc, cậu muốn lấy một nửa cái đầu còn lại của tôi làm gì? Ngô Bình, tôi và ông giao dịch đi, tôi giúp ông khôi phục nửa cái đầu kia, ông đưa tôi Ma Long châu đó.
Mắt ông lão sáng rực, nếu cậu có thể chữa trị được cho tôi thì tôi sẵn sàng tặng Ma Long Châu cho cậu. Sau đó ông lão mời Ngô Bình vào trong đại điện, ông ta mở một cái hộp ra, trong hộp chứa đầy hàn băng nghìn năm, dưới cùng là nửa cái đầu. Nửa cái đầu này vẫn còn tươi mới, não vẫn còn giật nhưng nó được bao phủ bởi một lớp tơ đen, điều khiển tất cả các dây thần kinh của nó. Ngô Bình đặt tay lên cái đầu, những sợi tơ màu đen đó lập tức bám vào tay, muốn đâm vào da thịt anh. Sợi tơ vừa động, dấu ấn hoa sen đỏ tỏa ra một tia năng lượng, sợi tơ đen lập tức bốc cháy hóa thành làn khói xanh rồi tản đi, sức mạnh thanh tẩy của hoa sen đỏ rót vào nửa cái đầu quét sạch những sợi tơ màu đen bên trong. Vài giây sau, cái đầu đã được thanh tẩy hoàn toàn, Ngô Bình đặt nó lên đầu ông lão, đồng thời thi triển y thuật để khôi phục lại nó. Nơi hai nửa cái đầu tiếp xúc hiện lên ánh sáng màu xanh, mấy phút sau các dây thần kinh trong não đã được nối lại, qua mấy phút nữa, Ngô Bình mới buông tay ra hỏi, ông thấy thế nào? Ông lão sờ đầu mình, không để lại sẹo, thậm chí tóc cũng đã mọc trở lại, ông ta quỳ xuống đất, Vân Thiên Cốt cảm ơn cậu. Ngay sau đó Vân Thiên Cốt dần dần trở nên trẻ hơn, từ một ông lão biến thành người đàn ông anh Tuấn chỉ mới 20 tuổi. Nhìn thấy sự thay đổi của ông ta, Ngô Bình cười nó, xem ra nửa phần đầu mà ông chém đi chứa nhiều sức mạnh sinh mệnh của ông nhất. Vân Thiên Cốt gật đầu, không giấu gì cậu, trong nửa cái đầu này có hóa thân mạnh nhất của tôi. Ngô Bình, hạt châu ở đâu? Vân Thiên Cốt lấy một hạt châu màu đen ở bên cạnh ra, lớn bằng quả táo, bề ngoài có phù văn kỳ lạ. Cầm hạt châu trong tay, Ngô Bình quan sát một lúc mới cất đi. Vân Thiên Cốt, ông có hứng thú với làm người dưới trướng của tôi không? Vân Thiên Cốt suy nghĩ một lúc bèn quỳ xuống, tôi sẵn sàng ra sức phục vụ đại nhân. Ngô Bình gật đầu, ông là tông chủ, có kinh nghiệm quản lý, thế này nhé, tôi chia 1/10 khu vực Hồ Ma Long cho ông quản lý, việc thu thuế, an ninh, bổ nhiệm chức vụ hay cách chức đều do ông phụ trách hoàn toàn. Tôi chỉ có một yêu cầu, muốn làm cho cuộc sống của người dân thoải mái thì không được thu thuế nặng. Vân Thiên Cốt nói, vâng, tôi nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Ra khỏi Ma Vân Tông, Ngô Bình quay về Hưng Long bắt đầu nghiên cứu hạt châu đó. Khi anh nắm hạt châu trong tay, từ trong hạt châu phóng ra một nguồn năng lượng muốn đi vào trong người anh dọc theo cánh tay. Lúc này hoa sen đỏ phóng ra năng lượng thanh thuần, tiến vào trong hạt châu. Ngay lập tức, Ma Long Châu này phóng ra rất nhiều khói màu đen, khiến cả căn phòng bị bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón. Dấu ấn hoa sen đỏ tỏa sáng rực rỡ. Một hạt sen đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Ngô Bình, ánh sáng đỏ dao động, khói đen lập tức tản đi. Ma Long Châu lơ lửng giữa không trung, dưới ánh sáng đỏ liên tục tỏa ra sương mù đen. Nửa tiếng sau, sương mù đen dần tiêu tán, hạt châu trở nên trong suốt, bên trong có một con rồng bay lượn, khí tức kinh người, ma tính của nó đã bị hoa sen đỏ luyện hóa, chỉ còn lại sinh mệnh lực và tinh thần lực thần long thuần khiết. Ngô Bình lẩm bẩm, lúc hóa thân thành rồng, mình phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, vừa lúc có thể luyện hóa nó. Đúng lúc này, bùa tin tức trên người anh sáng lên, vang lên giọng của Vân Tịch, chồng ơi, em muốn vào luân hồi đại kiếp. Luân hồi đại kiếp không nhỏ, Ngô Bình không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Vân Phủ ở Vân Châu. Lúc này Vân Tịch rất yếu ớt, cô ấy nằm trên giường, không thể động đậy. Ngô Bình xuất hiện với thân phận trưởng Tiểu Bình, mấy người ở nhà họ Vân đến đón tiếp. Nhìn thấy Ngô Bình, Vân Tịch mỉm cười, chồng ơi, luân hồi đại kiếp vô cùng nguy hiểm, chuyến này mà đi có thể chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa nhưng dù kết quả thế nào, anh cũng là chồng em. Ngô Bình, nói mấy lời ngốc nghếch gì thế, có anh ở đây dĩ nhiên sẽ không để em xảy ra chuyện. Lúc này anh âm thầm truyền bản lĩnh luân hồi đại kiếp cho Vân Tịch, sau đó dùng phương pháp châm cứu để cho Vân Tịch đi vào trạng thái giả chết. Sau đó anh hồi phục cơ thể giúp Vân Tịch. Bù vào những khiếm khuyết tiên thiên của cô ấy, sau đó anh sử dụng thuật thôi miên để tẩy hết những ký ức trước đây của Vân Tịch, đồng thời đưa những ký ức mới vào tâm trí cô bằng bí pháp. Làm xong mọi thứ đã là 3 ngày sau, anh ôm Vân Tịch lên, chào tạm biệt người nhà họ Vân rồi đến Vân Kinh. Khu vực Giang Nam có dân số đông đúc, an ninh cũng tương đối tốt, để Vân Tịch ở đây trải qua luân hồi thì quá tốt. Luân hồi đại kiếp không chỉ có thể bổ khuyết tiên thiên mà thần hồn cũng có thể. Nên Vân Tịch sẽ có cuộc đời khác, có trải nghiệm khác. Sau khi được anh sắp xếp, ngày hôm sau bệnh viện trực thuộc Vân Kinh có thêm một cô y tá xinh đẹp tên Liễu Y Y, cùng lúc đó bác sĩ Ngô bác sĩ thiên tài đã nhiều năm không đến cũng quay lại làm việc.
Bệnh viện rất xem trọng anh, dành một khu vực cho Ngô Bình làm phòng khám riêng, thậm chí còn phân phối cho anh 10 nhân viên phục vụ, bao gồm 4 nhân viên bảo vệ, 4 y tá, thư ký sinh hoạt và trợ lý. Vân Tịch làm y tá ở khoa nhi bên cạnh, ký ức mà Ngô Bình tạo cho cô ấy là Liễu Y Y tốt nghiệp trường điều dưỡng, mới đến làm việc ở đây, bố mẹ cô ấy đều là người tỉnh ngoài, khó khăn lắm cô ấy mới tìm được công việc này. Để làm cho mọi thứ trông chân thật hơn, Ngô Bình thậm chí còn điều tra tình hình của một số y tá và Trình Tường Vũ rồi lưu trữ chúng vào trong ký ức của Vân Tịch. Bây giờ làm bác sĩ không dễ, vì đến khám bệnh không chỉ có người bình thường mà có cả người tu hành. Bác sĩ bình thường không chữa được bệnh cho người tu hành nên thường xảy ra chuyện bệnh nhân đánh người khác bị thương. Chẳng hạn mấy ngày trước, một người tu hành cấp bậc luyện khí xảy ra vấn đề, bụng đau, bác sĩ kiểm tra đủ kiểu cũng không tìm ra bệnh, cuối cùng người đó tức giận đấm bác sĩ tử vong. Khí tức bản thân cũng trở nên loạn rồi chết tại chỗ. Nghe nói có một thần y đến bệnh viện, rất nhiều người dân đến xin thuốc bác sĩ. Vì linh khí hồi phục nên người dân thường không bị ốm, cũng hiếm khi bị cảm, bệnh nhân mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường gì đó cũng giảm đi rất nhiều. Vì có nhiều linh khí nên sức khỏe sẽ tốt hơn, ai cũng có thể sống đến 90, 100 tuổi. Bây giờ, thời đại toàn dân tu luyện đã mở ra. Vì vậy những người đến khám bệnh hoặc là bị người khác đánh bị thương, một là bản thân tu luyện có vấn đề, hai là bị chó mèo biến dị cắn, còn có người trúng độc do dùng thực phẩm biến dị. Tóm lại 10 người đến khám bệnh thì có 7 người khác với bệnh nhân chính thống, điều này làm khó các bác sĩ, bệnh viện gần như ngừng hoạt động. Bây giờ Ngô Bình đã trở lại, viện trưởng rất vui mừng bèn đích thân sắp xếp mọi việc cho cậu, nhưng ông ta không biết sở dĩ Ngô Bình trở lại là vì một cô y tá nhỏ tên Liễu Y Y. Ngoài ra, anh tới bệnh viện còn vì một nguyên nhân khác là muốn tìm những người có tư chất tốt. Sau khi linh khí khôi phục, thiên phú của rất nhiều người đã phát huy, là nguyên liệu của tu hành. Bình thường những người này sẽ có sự thay đổi vì không có ai chỉ dạy họ, một số người trong số họ sẽ đến bệnh viện để được giúp đỡ. Phòng khám mở cửa, bên ngoài đã có một hàng dài người, viện trưởng sắp xếp người gọi tất cả bệnh nhân mắc bệnh đến nhờ Ngô Bình chữa trị. Người đầu tiên bước là một bà lão tuổi ngoài 80, bây giờ khắp người ngứa ngáy, da chóc ra từng mảng lớn, lộ ra một lớp da màu tím nhạt. Điều này khiến bà cụ sợ hãi, đi đến nhiều bác sĩ khám mà không rõ nguyên nhân. Cách đây không lâu, bà cụ nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng bà hãy đến bệnh viện, bác sĩ Ngô chắc chắn có cách chữa khỏi cho bà cụ. Vì vậy, bà lão đã đến từ sáng sớm. Ngô Bình chỉ nhìn, cười nói, bà lão, bà là đang khôi phục huyết mạch. Tổ tiên của bà từng xuất hiện một người rất lợi hại, bây giờ bà kế thừa gen của người đó, sở hữu năng lực đặc biệt. Bà lão dạo này trở nên minh mẫn hơn, người cũng phấn chấn hơn, nhưng da rẻ lại rất ngứa. Nghe đến đây, bà lão hỏi, tôi có năng lực gì? Ngô Bình cười nói, bà có năng lực biến hình, chỉ là bà vẫn không biết thôi, nào, tôi dạy cho bà. Anh vươn tay nhấn vào đầu bà lão, sau đó, gương mặt bà lão chợt nhăn lại. Cả người đều thay đổi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà lão trở thành một mỹ nữ 20 tuổi, hơn nữa làn da sần sùi bên ngoài cũng chóc xuống, để lộ làn da màu lam nhạt. Ngô Bình cầm gương đưa cho bà ấy xem, anh nói, xem thử, đây là bà của hiện tại. Bà lão kinh ngạc hô lên, sao tôi lại thành da như vậy? Ngô Bình, từ từ sẽ quen. Sau đó anh lấy ra một cuốn sách rồi đưa cho bà lão, đây là căn bản nhập môn tu hành do chính tôi biên soạn, bà mang về đọc thử, luyện từ từ, sẽ có lợi. Bà lão rất cảm kích, liên tục nói cảm ơn. Tiếp theo, người bệnh thứ hai ngồi xuống. Đây là một người thiếu niên, giữa trán anh ta có một cục bướu màu đỏ, to chừng đầu ngón cái, vừa chạm đã đau. Anh ta cũng tìm rất nhiều bác sĩ, đều không thể chữa trị. Ngô Bình nhìn cục bướu, đột nhiên bật cười. Hỏi cậu tên gì? Thiếu niên, bác sĩ, tôi tên Phạm Cửu Lực. Ngô Bình, Cửu Lực, cậu dùng hết sức đánh một quyền xem. Nói rồi, anh vươn bàn tay trái ra. Phạm Cửu Lực do dự nói, bác sĩ, sức tôi khá mạnh, liệu có làm anh bị thương không? Ngô Bình, không cần lo lắng, đánh bị thương thì tôi không trách anh. Phạm Cửu Lực cũng gật đầu, đánh một quyền vào bàn tay Ngô Bình khẽ di chuyển tay, tránh để bị thương Phạm Cửu Lực. Anh gật đầu, sức lực rất lớn, tình huống này của cậu là bởi vì không biết cách dẫn dắt chân khí trong thân thể. Phạm Cửu Lực, trong thân thể tôi giống như một con chuột đang chạy loạn vậy, là chân khí sao?
Ngô Bình, đúng vậy, bây giờ tôi giúp cậu đưa chúng vào kinh mạch, thuận tiện giúp cậu mở ra linh khiếu trong toàn bộ cơ thể, được không? Thiếu niên gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Ngô Bình, quá trình có chút đau đớn, cậu phải nhẫn nhịn. Thiếu niên cắn răng, tôi không sợ. Ngô Bình lập tức thi triển chiêu thức cưỡng ép chân khí hỗn loạn trong thân thể thiếu niên quay về đúng vị trí, sau đó đả thông linh khiếu, dẫn dắt chân khí vận hành. Tuy thiếu niên kêu la thảm thiết, nhưng vẫn cắn răng kiên trì giữ cơ thể không động đậy. Mấy phút sau, khối u sau gáy dần dần biến mất, hiển nhiên bên trong nó là chân khí quay về vị trí, tự nhiên nó cũng sẽ biến mất. Sau khi chân khí hồi phục thì lại vận hành, toàn thân thiếu niên thông suốt. Cảm giác được trong người đầy sức lực, có một luồng khí thế như kinh thiên động địa. Ngô Bình rất hài lòng, nói, không ngờ tư chất cậu lại tốt vậy, không tu luyện cũng có thể tự sản sinh ra chân khí, điều này chứng tỏ cậu là thiên tài tu hành. Cậu có muốn học cách tu luyện cao hơn để trở thành tiên nhân không? Phạm Cửu Lực vui mừng, trong lòng phấn khởi, vội quỳ xuống dưới đất nói, tôi đồng ý. Xin anh hãy dạy cho tôi. Ngô Bình đưa cho thiếu niên phương thức liên lạc. Cậu quay về thương lượng với người nhà chút, sau đó liên lạc với tôi. Khi tu luyện với tôi, có thể cậu sẽ không được gặp người nhà một khoảng thời gian dài. Phạm Cửu Lực nói, vâng, tôi bàn bạc với người nhà xong thì sẽ lập tức tìm anh. Cứ thế, Ngô Bình vừa trị bệnh vừa phát hiện không ít hạt giống tu hành, nếu tư chất không tệ, anh sẽ để lại phương thức liên lạc, bảo bọn họ có thể tìm anh bất kỳ lúc nào. Đến giờ cơm trưa, Ngô Bình đóng cửa phòng bệnh, lúc này, anh đã chữa trị cho 10 người, đến lúc nghỉ ngơi chốc lát rồi. Nói là nghỉ ngơi, thật ra là anh đi tìm Liễu Y Y. Trong ký ức của Liễu Y Y không có anh, vì vậy anh phải nghĩ cách tiến vào thế giới của Liễu Y Y, như vậy mới dễ dàng giúp cô ấy mau chóng hoàn thành luân hồi đại kiếp. Lúc này, khu bệnh nhi bỗng náo loạn, một tu sĩ tung một chưởng đánh bay một y tá, anh ta là người tu hành, trực tiếp đánh y tá bị thương nặng. Y tá không ngừng ho ra máu. Tình trạng gần như không thể sống sót. Liễu Y Y dìu y tá, rơi lệ gọi, chị Tiểu Lệ. Sau đó cô ấy quát về phía tu sĩ ra tay kia, anh dựa vào đâu mà đánh người. Tu sĩ cười lạnh, đánh đám phế vật như các người, không chăm sóc tốt con trai tôi, đều chết hết đi. Nói rồi, gã lao về phía Liễu Y Y, nhưng khi gã gần đến trước mặt Liễu Y Y, thì một bóng người đã chặn ngang phía trước. Tu sĩ giống giận, cút. Gã vươn tay kéo người kia, đối phương lại không hề dịch chuyển, thoáng chốc, tu sĩ này lập tức hiểu ra là mình gặp phải cao nhân, vội lùi vài bước hỏi, anh là ai? Người này chính là Ngô Bình, anh nhìn y tá bị thương nặng dưới đất, cúi người chữa trị cho cô ấy. Không lâu sau, y tá được trị thương xong, anh đút cho cô ấy một viên đan dược. Cảnh tượng thần kỳ diễn ra, cô y tá khó nhọc người dậy, cảm kích nhìn Ngô Bình, cảm ơn bác sĩ Ngô. Danh tiếng của Ngô Bình, trong bệnh viện không ai không biết, ngay cả y tá cũng nhận ra. Liễu Y Y còn mừng hơn cả cô ấy, cảm ơn bác sĩ Ngô. Ngô Bình cười với cô ấy, không cần khách sáo, buổi trưa có thời gian cùng ăn cơm không? Liễu Y Y đỏ mặt, trong ký ức của cô ấy, bản thân chỉ là một y tá nhỏ mà thôi, nhưng bác sĩ Ngô trước mặt đây lại là vị thần trong lòng các nhân viên y tế. Tu sĩ kia thấy Ngô Bình không quan tâm đến gã thì tức giận nói, tôi đang nói chuyện với anh. Ngô Bình vung tay, một ấn chưởng xuất hiện trước ngực tu sĩ, gã thét lớn, bị đánh bay xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, lục phủ ngũ tạng của gã vỡ vụn, hơi thở yếu ớt. Ở phía sau, một cô gái ôm lấy gã khóc lớn, chồng ơi, anh sao vậy? Tu sĩ muốn nói, nhưng vừa mở miệng là đã phun máu, bên trong có cả mảnh vỡ nội tạng. Cô gái tức giận nhìn Ngô Bình, tại sao anh lại đánh người? Ngô Bình lạnh nhạt nói, bây giờ gã bị thương nặng chính là do vừa rồi đã đánh trọng thương y tá. Hiện tại tôi cũng chỉ trả nghiệp cho gã thôi. Tốt nhất là mau tìm một bác sĩ chữa trị cho chồng cô đi, bằng không gã có thể mất mạng đấy. Bác sĩ và y tá đều âm thầm khen ngợi. Rất nhiều đồng nghiệp của bọn họ đã từ chức, bởi vì hiện tại làm bác sĩ quá nguy hiểm, mỗi ngày đều có người bị thương, thậm chí bị đánh chết. Quá nguy hiểm. Cô gái tức giận nói, chồng tôi là người của Mãnh Hổ Bang, anh dám đánh anh ấy, Mãnh Hổ Bang sẽ không tha cho anh. Ngô Bình, tôi tên Ngô Bình, là bác sĩ ở đây. Cô có thể bảo người của Mãnh Hổ Bang đến tìm tôi. Sau đó anh lại cười nói với Liễu Y Y, nghe nói cô là người đẹp nhất ở khoa nhi, hôm nay vừa gặp,
đúng là danh bất hư truyền. Liễu Y Y càng đỏ mặt, cúi đầu không biết nói gì. Ngô Bình nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi, cùng nhau ăn bữa trưa đi. Các bác sĩ và y tá xung quanh trêu chọc, Y Y, cô đi đi, buổi tối cũng không cần quay về, chúng tôi trực ban giúp cô. Liễu Y Y chừng bọn họ, sau đó nói với Ngô Bình, xin lỗi bác sĩ Ngô, tôi còn phải đi làm nữa. Ngô Bình, bây giờ không phải đang nghỉ rồi sao? Chỉ là ăn bữa cơm thôi, không làm trễ nãi công việc đâu. Bởi vì Ngô Bình từng cứu mình, Liễu Y Y cũng khó mà từ chối, cô ấy gật đầu, được thôi, để tôi mời bác sĩ Ngô bữa cơm nha. Ngô Bình cười nói, được, nhà hàng Hoàng Tân gần đây nấu ăn cũng được lắm. Nhà hàng Hoàng Tân cách bệnh viện không xa, đi xe cũng chỉ tốn 10 phút. Khi đến nhà hàng Hoàng Tân, Ngô Bình mới phát hiện nơi này đã đổi chủ lâu rồi, nhân viên phục vụ đều là những người mới. Lâu lắm rồi anh không liên lạc với Lý Hạo Xuyên, bèn hỏi nhân viên phục vụ, ông chủ các anh là ai vậy? Nhân viên phục vụ lạnh mặt nói, tốt nhất là bớt hóng hớt nhiều chuyện nếu không cần thiết đi. Ngô Bình nhíu mày, nói các anh đối xử với khách như vậy sao? Nhân viên phục vụ cười lạnh, thế nào, anh không phục sao? Có tin tôi ném anh ra ngoài cho chó ăn không? Dầm. Nói xong, gã đột nhiên quỳ sụp xuống đất, đầu gối đau nhức, xương cốt như muốn nứt ra. A! Nhân viên phục vụ kêu thảm một tiếng, nước mắt cũng chảy ra. Ngô Bình nói, dập đầu, 100 cái. Bịch bịch bịch. Vì vậy nhân viên phục vụ bắt đầu dập đầu, mỗi lần dập xuống đều nện xuống đất. Dập 10 mấy cái, nhân viên phục vụ cũng cầu xin, đại ca, tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi. Lúc này, từ phía sau có một đám người đi đến, người đi đầu tức giận hỏi, có chuyện gì? Ngô Bình bình tĩnh nói, ai biết, người này đột nhiên dập đầu với tôi. Người này tai to mặt lớn, vẻ mặt hung dữ, lạnh giọng nói, cậu bạn, người quang minh không làm chuyện mờ ám. Dám đến nhà Hoàng Tân tôi gây sự, anh đã nghĩ hậu quả chưa? Ngô Bình cười lạnh, hậu quả, tôi chỉ là đến ăn cơm, hỏi một câu ông chủ là ai, mà cứ thứ chó má này đã trừng mày trợn mắt. Bảo ông chủ các anh ra đây gặp tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ san bằng cả nhà hàng Hoàng Tân này. Mạnh miệng nhỉ, người đàn ông cười lạnh một tiếng, biết ông chủ chúng tôi là ai không? Ngô Bình, mặc kệ là ai, ở trước mặt tôi cũng chỉ như thằng nhóc thôi. Người đàn tức giận, vung quyền muốn đánh về Ngô Bình, nhưng tay vừa vung được một nửa. Thân thể đã cứng đờ, không thể động đậy được gì. Ngô Bình bĩnh tình nói, đi gọi ông chủ của các người ra đây. Anh vừa nói xong, có người đã chạy đi ngay. Chưa đến nửa phút đồng hồ, một thanh niên vội bước đến, gã nhìn xung quanh, trong lòng sợ hãi, ôm quyền nói, anh bạn, nhân viên của tôi đã mạo phạm, tôi xin tạ lỗi với anh. Ngô Bình quan sát người thanh niên này, hỏi, anh là ông chủ ở đây? Người thanh niên nói, chính là tại hạ. Ngô Bình, nhân viên phục vụ chỗ anh rất kiêu ngạo, nói muốn ném tôi ra ngoài cho chó ăn, còn muốn ra tay với cả tôi. Người thanh niên nói, xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm, trở về nhất định tôi sẽ dạy dỗ bọn họ đàng hoàng. Ngô Bình cười lạnh, dạy dỗ, hôm nay là tôi có thể đối phó với bọn họ, nếu đổi lại là người không có năng lực phản kháng, chẳng lẽ thật sự sẽ bị ném ra ngoài sao? Người thanh niên nói, là lỗi của tôi. Ngô Bình, tôi nhớ ông chủ nơi này vốn là Lý Hạo Xuyên, ông ấy đâu? Người thanh niên biến sắc, anh quen ông ấy. Ngô Bình, chúng tôi là bạn bè. Người thanh niên nói, ông chủ nơi này gặp phải kẻ cướp, cả nhà đều chết. Tôi thu mua nhà hàng này từ tay người khác. Ngô Bình nhìn nhân viên phục vụ nói, anh nói thật đi, ông chủ nơi này, Lý Hạo Xuyên đi đâu rồi? Hiện tại lời anh gần như là lời vàng tiếng ngọc, nói sao làm vậy? Miệng nhân viên phục vụ bị khống chế, lập tức trả lời, Lý Hạo Xuyên không chịu giao ra nhà hàng, bị ông chủ đánh chết rồi. Người nhà ông ấy đến náo loạn, cũng bị đánh chết, thân thể bị ném vào vịnh Bạch Long. Nhân viên phục vụ nói xong, trong mắt lộ vẻ kinh sợ, chuyện gì thế này? Tại sao lại không khống chế được miệng mình chứ? Người thanh niên cũng kinh ngạc, kêu lên, anh là thiên tiên. Trong nhận thức của gã, có thể thao túng người khác thì nhất định phải là thiên tiên. Ngô Bình cười lạnh, tôi là người giết anh, quỳ xuống. Thực lực người thanh niên cũng không yếu, là tu vi nhân tiên nhưng đáng tiếc, trước mặt Ngô Bình, người này chỉ như con kiến, nghe được tiếng quát là lập tức quỳ xuống. Kể lại toàn bộ đầu đuôi chuyện xảy ra ngày hôm đó,
không được giấu giếm, anh lạnh lùng nói. Miệng người thanh niên bị khống chế, trong lòng suy nghĩ gì là lập tức nói ra. Thì ra, lúc ấy linh khí vừa khôi phục, thiên hạ loạn lạc. Lý Hạo Xuyên không dám làm ăn, cả nhà trốn tránh trong nhà hàng, vì vậy ông ấy tiết kiệm không ít lương thực. Người thanh niên này là một tu sĩ mới nổi lên gần đây, sau khi linh khí phục hồi, gã đột nhiên khai khiếu, tu vi bỗng tăng vọt, một bước trở thành nhân tiên. Vốn dĩ gã là người yếu đuối, tên là Lưu Đắc Thắng, không tiền không thế, trước giờ đều làm công cho người khác, từng làm tại nhà hàng Hoàng Tân một thời gian. Trong thời gian, thực ra Lý Hạo Xuyên đối xử với gã không tệ, rất quan tâm, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho gã. Sau đó Lưu Đắc Thắng kết hôn, Lý Hạo Xuyên còn cho gã mượn tiền mua nhà. Thế nhưng, Lưu Đắc Thắng chẳng những không cảm kích Lý Hoạt Xuyên, trái lại còn cảm thấy Lý Hạo Xuyên dựa vào đâu mà có tiền rủng rỉnh, ăn ngon uống tốt, còn mình lại nghèo khó. Vì vậy, sau khi trở nên mạnh hơn, gã đến tìm Lý Hạo Xuyên. Hành vi của gã cực kỳ ác độc, đầu tiên là đánh Lý Hạo Xuyên một trận, ép giao ra tiền bạc thẻ ngân hàng, sau đó lại làm nhục vợ Lý Hạo Xuyên ở trước mặt thân nhân họ. Lý Hạo Xuyên tức giận, liều mạng với gã, bị gã dùng một chưởng đánh chết, sau lại đánh chết vợ, con gái ông ấy và các nhân viên nhà hàng. Sau đó, gã liền chiếm lấy nhà hàng Hoàng Tân, tiếp tục mở cửa kinh doanh. Nghe đến đây, sắc mặt Ngô Bình cực kỳ u ám, anh đứng dậy đánh người này mấy chục cái, vừa đánh vừa dùng hơn 20 thủ đoạn độc ác, nhưng lại không để người chết ngay lập tức. Lưu Đắc Thắng kêu thảm thiết, đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, âm thanh vô cùng bi thảm. Liêu Y Y bị dọa sợ, nói, gã sao vậy? Ngô Bình bình thản nói, xin lỗi, chúng ta phải đổi chỗ ăn cơm thôi. Nhà anh cũng gần đây, chúng ta tự mình nấu ăn đi. Họ đi qua ngõ lớn tại Vịnh Bạch Long, đến biệt thự Vịnh Bạch Long số 1. Sau khi vào nhà, anh chọn vài nguyên liệu rồi tự mình nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn cũng không ít, gà, cá, nấm, thịt khô, đào tiên gì đó cũng có mười mấy thứ. Mà với nguyên liệu tốt nhất, thường chỉ cần xử lý đơn giản là có thể tôn lên mùi vị của nó. Khi Liễu Y Y nhấm nháp đồ ăn anh làm, cô ấy lập tức trợn to hai mắt, bác sĩ Ngô, ngon quá. Ngô Bình cười nói, Y Y, chúng ta xưng anh em nhé. Hình như em đang ở ký túc xá nhân viên, chỉ bằng dọn vào đây ở cho an toàn. Liễu Y Y lập tức xua tay, không được không được, sao em có thể ở nhà anh chứ? Ngô Bình, không sao. Dù gì cũng trống không mà, bình thường anh cũng không ở nhà, em cứ xem như là giúp anh trông nhà đi. Liêu Y Y vẫn còn muốn từ chối, Ngô Bình bèn nói, thỉnh thoảng anh sẽ đến làm cơm, lúc đó em lại thưởng thức tay nghề của anh. Liêu Y Y nghĩ đến món ngon này, lại không thể từ chối, cô ấy nói, vậy, vậy cũng được, em có thể trả tiền thuê cho anh. Ngô Bình khẽ cười, tiền thuê thì không cần, em có thời gian thì giúp anh dọn dẹp vệ sinh một chút, hay dọn cỏ thôi. Liêu Y Y gật đầu, được, em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hai người đang ăn cơm thì có một đám người đi về phía này, người đi đầu chính là công chúa Thiên Mông, lần trước cô ta đã chiếm phòng của Ngô Bình, kết quả bị Ngô Bình đòi hơn chục triệu tiền báu. Một người trông giống bảo vệ nói, công chúa, tôi vẫn luôn quan sát. Một tiếng trước, người kia đã quay về, còn dẫn theo một cô gái. Công chúa Thiên Mông hừ lạnh, tôi tìm hắn đã lâu rồi, đến đúng lúc lắm. Nói rồi, cô ta nhìn một người thanh niên bên cạnh, dịu dàng nói, quan công tử, người bên trong đã lừa tôi rất nhiều tiền, tôi nuốt không trôi cục tức này. Vẻ mặt người đàn ông u ám, lông mi dài, trông có chút hung ác, người đắc tội với công chúa, tôi sẽ khiến gã sống dở chết dở. Đám người này còn chưa tới cửa Ngô Bình đã cảm nhận được. Anh đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt nhìn công chúa nước Thiên Mông. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Công chúa nước Thiên Mông không khỏi cười lạnh một tiếng, lần trước tôi bị anh ức hiếp, hôm nay tôi mời chồng chưa cưới là anh quản tới đây. Nếu anh thông minh thì ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi tôi có thể không giết anh. Mặt Ngô Bình chẳng có biểu cảm gì, thời thế này đúng là khó làm người tốt. Công chúa Thiên Mông, khi trước tôi tha chết cho cô, lại còn bán thánh tâm đan giá rẻ cho cô, bây giờ đổi lại là sự trả thù của cô sao? Được thôi, tất cả những người tới đây hôm nay đều phải chết. Tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Quản phi Long kia hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, mày to mồm đấy. Công chúa Thiên Mông cười mỉa, anh mở to mắt ra mà nhìn, anh ấy là quản phi Long đấy. Thiên tài cảnh giới địa tiên đứng đầu thiên đạo môn,
là thiên kiêu đứng thứ 84 trên bảng tiên tôn. Vốn đã rất hiếm người đạt đến cảnh giới đoạt thiên, người này lại là nhân vật có trên bảng tiên tôn, có thể thấy được thực lực đúng là rất mạnh mẽ. Ngô Bình khẽ than, công chúa Thiên Mông, vì sự ích kỷ của mình mà cô đã hại chết thiên kiêu của Thiên Đạo Môn, cô nghĩ Thiên Đạo Môn có tha cho cô không? Có tha cho nước Thiên Mông của cô không? Công chúa Thiên Mông hừ một cái thật mạnh, đừng cứng mồm thế, nếu hôm nay anh không dập đầu xin lỗi tôi thì người chết chính là anh. Ngô Bình nghiêm mặt nói, tôi là Tổng đốc nước Long, nếu các người dám ra tay với tôi chỉ có thể giết các người để phòng vệ, các người tự liệu đi. Quản phi Long kia nhíu mày, đúng là ngông cuồng, chết đi cho tao. Hư không chấn động, bỗng có một bàn tay ánh vàng xuất hiện xung quanh Ngô Bình, phù văn trên đó lập lòe, ẩn chứa khí tức giết người đáng sợ, chộp về phía anh. Ngô Bình từng đánh với một tiên tôn, hơn nữa còn là một vị võ tiên tôn. Lúc đó anh mới chỉ là nhân vương thôi, thực lực còn hơi yếu nhưng vẫn có thể trốn thoát được. Bây giờ thực lực của anh mạnh hơn trước gấp cả trăm lần, đối mặt với tiên tôn đoạt thiên này, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Anh thi triển kiếm vực, bàn tay ánh vàng kia vừa tiến lại gần thì bỗng tan biến. Cùng lúc đó, anh xuất hiện ngay sau lưng Quản Phi Long, đánh một quyền vào lưng hắn ta. Rắc! Cột sống của Quản Phi Long lập tức bị anh đánh gãy, cả người bay ra xa mấy chục mét, đập mạnh xuống đất. Rầm! Sau đó anh thi triển ngũ hành phiên thiên ấn, một màn sáng chết chóc năm màu ập xuống, năm con rồng xuất hiện cùng một lúc, áp xuống người Quản Phi Long. Xin hãy nương tay! Trên người Quản Phi Long bỗng bốc lên một màn sáng tím, không thể xem thường màn sáng tím này được, màn sáng tím có thể cản được ngũ hành phiên thiên ấn của anh khiến nó lơ lửng giữa không trung. Sau đó không gian xung quanh vặn vẹo, không gian bị xé rách, một bàn tay lớn thò ra, lôi Quản Phi Long vào trong. Sau đó giọng nói kia vang lên, cậu bạn, hôm nay đã đắc tội rồi, nói xong, không gian bị xé rách nối liền lại, giọng nói cũng biến mất. Công chúa Thiên Mông đã thẫn thờ. Thiên tài Thiên Đạo Môn như Quản Phi Long mà cũng không phải là đối thủ của Ngô Bình, lại suýt chút bị anh giết chết. Ngô Bình quay người, lạnh lùng nhìn chòng chọc công chúa Thiên Mông, anh nói, cô tự sát hay đợi tôi ra tay. Mặt công chúa Thiên Mông tái mét, cô ta quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tôi biết sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi một lần. Ngô Bình thờ ơ nói, tha cho cô, cũng được, nhưng lần này cô phải trả giá đắt cho sự tùy hứng của mình. 5 tỷ tiền báu. Cho phụ vương của cô 3 ngày để chuẩn bị. Nếu trong vòng 3 ngày tôi không nhận được tiền, thì tôi sẽ giết hết tất cả các người, không chừa một ai. Công chúa Thiên Mông suy sụp ngồi bệt xuống đất, trời ơi, có bán cả nước cô ta đi cũng không có được 5 tỷ. Cô ta khóc, tôi sai rồi. Phụ vương của tôi thật sự không lấy đâu ra 5 tỷ được, hu hu, xin anh tha cho tôi một lần. Ngô Bình vô cảm nói, Quản Phi Long là chồng chưa cưới của cô có thể mượn hắn. Bây giờ, cô có thể phái một người ra ngoài để báo tin. Công chúa Thiên Mông đã biết mình không thể cầu xin được nữa, bất lực cử một thuộc hạ trở về nước Thiên Mông để báo cáo chuyện này. Ngô Bình lạnh giọng nói, các người đều ra sân đứng đợi đi. Anh vừa dứt lời, đám người kia đều mất khống chế đối với cơ thể của mình, ngoan ngoãn ra sân đứng, không thể động đậy được. Trở về phòng ăn, anh tiếp tục dùng bữa với Liễu Y Y, cười hỏi, Y Y, em có bạn trai chưa? Liễu Y Y lắc đầu, đỏ mặt đáp, vẫn chưa ạ. Ngô Bình, thế em thấy anh thế nào? Liễu Y Y vô cùng xấu hổ, cô ấy nói, bác sĩ Ngô rất tốt. Ngô Bình, em là y tá, anh là bác sĩ, chúng ta xứng đôi lắm, hay là anh làm bạn trai em nhé? Liễu Y Y ngớ người ra, ấp úng nói, bác sĩ Ngô, anh ưu tú như thế, em không xứng với anh. Ngô Bình, giữa nam nữ không có xứng hay không xứng. Chỉ có thích hay không thích. Anh thấy em xinh đẹp, dịu dàng, lại lương thiện, anh rất thích em. Anh thẳng thắn quá dọa sợ Liễu Y Y, cô ấy ngây ngốc nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Ngô Bình cười nói, em không cần trả lời vội, cứ về suy nghĩ thật kỹ đi. Ăn cơm xong, hai người quay về bệnh viện. Lúc đi, Ngô Bình để hóa thân kiếm đạo ở lại canh chừng công chúa Thiên Mông, còn anh thì tiếp tục trở lại bệnh viện làm việc. Buổi chiều bệnh nhân càng đông. Đa số đều là bệnh nan y khó chữa, những bác sĩ khác đều bó tay, chỉ có thể tìm anh giúp đỡ. Qua buổi sáng, bây giờ danh tiếng của Ngô Bình đã nổi như cồn, thế nên buổi chiều có rất nhiều tu sĩ, thậm chí cả những nhân vật lớn tới tìm anh khám bệnh. Nhưng ai đến cũng phải xếp hàng,
hoặc bỏ tiền ra mua số của những người xếp trước. Chỉ là số người bằng lòng bán số vô cùng hiếm hoi, thế nên đa số chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng đợi. Đến bệnh nhân thứ 20, anh thấy đây là một chàng trai trẻ tầm 30 tuổi, sắc mặt khó coi. Anh ta vừa ngồi xuống, Ngô Bình đã thấy không ổn, âm khí trên người anh ta dày đặc, tròng trắng mắt thì nhiều, tròng đen thì ít. Anh nghiêm mặt nói, gan của mày lớn đấy, dám chạy tới trước mặt tao, mày muốn chết à? Thì ra anh đã cảm nhận được người này đã bị ma nhập. Ai ngờ, người này lại quỳ xuống đất nói, bác sĩ, tôi bị ma nhập rồi, nhưng tôi vẫn có thể giữ được tỉnh táo, xin anh cứu tôi với. Ngô Bình ngạc nhiên nói, rõ ràng tu vi của anh không cao lắm, hơn nữa tà ma này lại rất mạnh, sao anh có thể giữ được tỉnh táo? Người kia đáp, bằng một cách kỳ diệu nào đó, lúc tôi lên ba đã học được một bộ tâm kinh, tôi tụng tâm kinh thì tà ma này không làm gì được tôi cả. Chỉ là thế này khiến tôi rất khó chịu. Ngô Bình trầm tư, anh có thể đọc tâm kinh đó cho tôi nghe thử không? Người kia trả lời, bác sĩ, tâm kinh này của tôi rất đặc biệt, chỉ có thể thầm niệm trong lòng, không thể nào nói ra bằng lời được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, không sao, anh cứ niệm trong lòng là được rồi, nói rồi anh thả thần niệm vào trong ý thức của đối phương, xem thử rốt cuộc anh ta đã niệm kinh gì. Lúc này, linh hồn hai người có một sợi dây kết nối. Đây là một loại năng lực mới mà anh có được sau khi luyện thần ma cửu biến, tên là kết nối linh hồn. Kết nối linh hồn không chỉ có thể giúp hai bên tâm ý tương thông mà còn có thể cùng chịu tổn thương, bù đắp lẫn nhau, cùng tiến bộ. Chàng trai thầm niệm tâm kinh, Ngô Bình lập tức ghi nhớ. Học được tâm kinh, anh rất bất ngờ, cảm thấy tâm kinh này rất huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý nhưng không thể truyền đạt lại bằng lời. Anh hỏi, anh còn biết tâm chú nào khác không? Chàng trai, có, lúc tôi 10 tuổi, 16 tuổi, 24 tuổi cũng lần lượt nhớ ra những đoạn kinh khác nhau, nhưng chưa từng dùng. Ngô Bình, anh thầm niệm toàn bộ đi. Người này lập tức thầm niệm 4 đoạn kinh văn, chúng lần lượt là luyện ma kinh, quang minh kinh, lôi kinh và đoàn long kinh. Ngô Bình nghe xong thấy thật kỳ diệu, anh nói, bây giờ tôi giúp anh trừ ma nhé. Nói xong anh kích hoạt tâm kinh, bỗng chốc, thần hồn của cả hai cùng chấn động. Tà ma nhập vào người chàng trai kia vô cùng thống khổ, nó lập tức muốn trốn chạy. Nhưng sau đó anh lại thi triển quang minh kinh, tà ma kia bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến. Tâm kinh và quang minh kinh này rất thần kỳ, chỉ là người này không có tu vi gì, chỉ là một người phàm nên không có uy lực. Nhưng Ngô Bình thì khác, nguyên thần của anh mạnh mẽ, chỉ cần thi triển một chút thôi thì tà ma đó đã không chịu nổi rồi. Ngắt kết nối linh hồn, Ngô Bình cười nói. Vừa nãy tôi đã cho anh một tạo hóa, sau khi về nhà anh có thể thử tu luyện. Đây là căn bản tu hành mà tôi đã biên soạn, anh tu luyện cho tốt nhé. Chàng trai cảm ơn rối rít rồi lui ra ngoài, trợ lý đứng bên hỏi, bác sĩ Ngô, sao anh ta lại bỗng dưng biết một đoạn kinh văn vậy? Ngô Bình nói, trên đời này có rất nhiều thứ bất diệt, chúng nó có linh tính, có thể tồn tại ở những hình thức khác nhau. Những đoạn kinh này là những thứ đỉnh của đỉnh, cộng hưởng với thiên đạo. Có thể tồn tại rất rất lâu. Đồng thời do cơ duyên trùng hợp, được người kia học được. Thế nên anh ta chỉ là một người trung gian truyền đạt kinh văn thôi. Trợ lý đăm chiêu, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng ngại hỏi tiếp. Tan làm, anh trở về biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Anh vừa về chưa bao lâu thì nước Thiên Mông cũng đã cử sứ giả tới. Sứ giả là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, dẫn theo hai tùy tùng. Ông ta mang theo rất nhiều lễ vật. Thuyết phục hết mức, hy vọng Ngô Bình có thể rộng lượng bớt lại chút ít tiền. Nhưng Ngô Bình quyết tâm muốn công chúa Thiên Mông biết điều, thế nên từ chối mọi lời mặc cả. Cuối cùng, sứ giả kia bất lực nói, nếu đã vậy thì thưa cậu, vua của chúng tôi quyết định từ bỏ công chúa Thiên Mông, từ nay trở đi, để cô ấy làm người hầu của cậu ạ. Ngô Bình nghe thế thì ngẩn người, gì cơ, mới thế đã từ bỏ rồi á. Anh rất muốn nói đưa 1 tỷ cũng được. Nhưng sứ giả đã bỏ đi mà đầu không thèm ngoảnh lại. Công chúa Thiên Mông sững sờ, bỗng ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cảm giác bị phụ vương vứt bỏ thật đau khổ. Ngô Bình thấy khó chịu, anh cần tiền chứ cần cô gái mất não này làm gì? Anh lạnh lùng nói, đừng khóc nữa, còn khóc nữa tôi vứt cô vào lò luyện minh thần luyện thành đan dược bây giờ. Quả nhiên công chúa Thiên Mông nín khóc ngay, cô ta đáng thương nhìn Ngô Bình, tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi. Ngô Bình cười khẩy, lúc cô tìm người gây chuyện với tôi sao không nghĩ có ngày này.
tha cho cô là chuyện không thể nào. Từ bây giờ cô là người hầu của tôi, đi đi, đi quét dọn vệ sinh cho tôi. Thật ra công chúa Thiên Mông này rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng bây giờ lại chẳng ngang ngược tí nào, Ngô Bình bảo cô ta làm việc thì cô ta ngoan ngoãn làm việc. Còn những tùy tùng của cô ta thì trở thành người chăm vườn, người chạy vặt, đầu bếp. Đều có nhiệm vụ cả. Đêm xuống, Ngô Bình mệt nhọc cả ngày ngồi xuống tĩnh tu, thầm niệm tâm kinh, niệm được vài lần thì anh cảm thấy tâm linh được gột rửa sạch sẽ. Sau đó anh lại niệm Quan Minh Kinh, quanh thân phát ra vầng sáng chói lọi. Sau đó anh niệm Lôi Kinh. Khi niệm Lôi Kinh này, quanh thân sẽ lập lòe sấm chớp, mây rông mù mịt trên trời, uy lực khiếp người. Sấm chớp này có công hiệu tôi luyện thể phách. Còn sau khi niệm Đoàn Long Kinh thì sẽ sinh ra một hiệu quả rất thần kỳ. Nó dùng để luyện hình, luyện thần, nhưng mỗi lần niệm tác dụng rất nhỏ, cần phải niệm liên tục, tích lũy từng ngày từng tháng mới được. Cuối cùng là luyện ma kinh, kinh này có thể luyện hóa ma quỷ, hiệu quả đương nhiên cũng rất mạnh. Ngoài ra, anh phát hiện niệm lúc niệm năm đoạn kinh, dường như mơ hồ giữa vũ trụ có các loại năng lượng tập trung lại, rót vào cơ thể anh, sinh ra biến hóa có lợi cho anh. Anh không ngừng niệm năm đoạn kinh mãi cho đến lúc trời hửng sáng. Lúc này, tinh thần anh đã căng đầy, sức lực sung mãn, thân tâm đều thoải mái, nên nhân cơ hội tu luyện tầng 5 tráng cốt kinh thiên cốt. Thiên cốt này hệt như một pháp bảo vậy, có thể tương ứng với đất trời, cộng hưởng với thiên đạo, điều này khiến anh có thể đạt được kết quả tốt hơn dù là trong tu luyện hay là lúc vượt tai kiếp. Quá trình tu luyện không thuận lợi cho lắm, mãi đến hơn 8 giờ anh mới luyện thành thiên cốt. Khi đã có thiên cốt, Ngô Bình phát hiện trong xương mình bỗng xuất hiện một thứ gì đó giống kinh mạch, anh gọi nó là cốt kinh. Năng lượng trong thiên cốt vận chuyển trong cốt kinh, khiến anh thấy thân nhẹ như én. Không cần làm gì hết cũng đã có thể lơ lửng giữa không trung. Anh không có thời giờ để lĩnh ngộ sâu hơn, vì đã đến giờ đi làm rồi. Anh thay đồ, chớp mắt đã đến tầng thượng của bệnh viện, sau đó đi thang bộ xuống phòng khám làm việc. Cửa phòng khám đã mở, bên ngoài vẫn là hàng dài bệnh nhân. Anh ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc của mình. Đương nhiên là Ngô Bình không khám không công rồi, tiền khám cho những người có tu vi khá cao thâm sẽ hơi cao. Ít thì mấy trăm tiền bùa, nhiều thì mấy chục nghìn tiền bùa. Thế nên một ngày làm việc anh cũng có thể kiếm được kha khá tiền. Lúc này, ở khoa nhi, một bác sĩ nam mới tới đang cầm một bó hoa tươi, khẽ cười tặng cho Liễu Y Y, nói Y Y, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Liễu Y Y luống cuống tay chân, lúc này trong đầu cô ấy toàn là hình ảnh của Ngô Bình, cô ấy lắc đầu, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Chàng trai đanh mặt lại. Lạnh giọng nói, em có bạn trai rồi sao? Là ai, anh sẽ khiến hắn phải bỏ cuộc, không ai dám tranh bạn gái với cậu chủ Hải là anh đâu. Y tá xung quanh đều tỏ ra rất sợ hãi, kéo nhau tránh ra xa, vì cậu chủ Hải này có lai lịch rất ghê gớm, bố của anh ta là chân chạy vặt của tổng đốc đấy. Liễu Y Y rụt rè nói, anh, đừng có vậy, bạn trai tôi nóng tính lắm. Cô ấy nhớ rõ. Hôm qua Ngô Bình chỉ tát một cái mà đã khiến kẻ ác gây chuyện kia bị thương. Tuy cô ấy không hiểu gì về tu hành, nhưng biết được người thường không thể nào sánh được với sự mạnh mẽ của Ngô Bình. Cậu chủ Hải hừ một cái, nói nhảm. Trong mắt anh, không ai dám nổi nóng với anh đâu. Liễu Y Y chỉ có thể nói, bạn trai tôi là bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô, cậu chủ Hải kia ngơ ra một lúc, không hề có ấn tượng gì với Ngô Bình cả. Tuy anh ta cũng là bác sĩ. Nhưng vì có bố làm việc cho phủ tổng đốc nên trước giờ chưa từng đi làm, chỉ thỉnh thoảng tạt qua một chút rồi đi. Anh ta ở đâu, cậu chủ Hải hỏi. Liễu Y Y bất lực đành dẫn anh ta tới phòng khám của Ngô Bình. Cả khu vực lớn này đều là của Ngô Bình, bệnh nhân xếp hàng chật cả hành lang. Cậu chủ Hải giận đùng đùng xông tới trước cửa phòng khám, lạnh lùng nói, anh chính là bác sĩ Ngô. Tôi nói cho anh biết, tôi đã để ý Liễu Y Y rồi. Tốt nhất anh đừng nên có ý đồ gì với cô ấy, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Ngô Bình không ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng một người đàn ông chọc đầu đứng sau lưng anh ta xếp hàng chờ khám bệnh lại tát một phát vào ót anh ta, mắng, quát tháo cái gì. Không thấy bác sĩ Ngô đang khám bệnh à? Cái tát này xem tát lệch đầu cậu chủ Hải. Anh ta ngồi hẳn xuống đất, đầu óc ong ong, đang định nổi cáu với người đàn ông chọc đầu thì phát hiện ra khí tức trên người ông ta quá mạnh mẽ. Rất có thể là một vị địa tiên cảnh giới bất tử. Anh ta được mặt ra, địa tiên bất tử mà cũng tới khám bệnh á.
anh ta đang ngờ vực thì một ông cụ khác lạnh giọng nói, cút ngay, nếu không ông đây cho cậu hồn bay phách tán bây giờ. Ông cụ là một vị thiên tiên, khí tức mênh mông như biển. Lần này khiến cậu chủ Hải sợ mất mật, hét lên ôi mẹ ơi. Rồi chạy biến ra ngoài, đâu dám gây phiền phức cho Ngô Bình nữa. Ra khỏi phạm vi phòng khám, anh ta bắt đầu nghe ngóng xem Ngô Bình là ai. Lần nghe ngóng này khiến anh ta chết lặng. Bây giờ trong giới bác sĩ, Ngô Bình nổi danh hàng đầu, ở Giang Nam, phàm là tu sĩ nào biết đến danh tiếng của anh, cứ hễ ốm đau gì đều tìm đến anh xếp hàng chữa bệnh. Hiện nay đã có mấy nghìn người xếp hàng chờ rồi, xếp kín lịch đến tháng sau. Để tiện việc khám bệnh, bệnh viện đã phát cho những người này một số thứ tự, đến lượt ai bệnh viện sẽ gọi họ đến để khám. Thế mà lại là một vị tiên y, cậu chủ Hải lau mồ hôi hột, nhanh chóng chuồn. Đúng lúc này, một vị thiên tiên vừa được Ngô Bình chữa trị xong bước ra, lúc nhìn thấy cậu chủ Hải thì ông ta lạnh lùng nói, thứ khốn kiếp, cậu Ngô là người mày có thể ức hiếp à? Biến thành chó cho tao, cả đời ăn phân. Thiên tiên là sự tồn tại có thể thay trắng đổi đen, lời vừa dứt, cậu chủ Hải kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi lăn một vòng, sau đó thật sự biến thành một con chó ghẻ. Con chó này hoảng loạn, sủa một tiếng rồi quay đầu chạy ra ngoài, vị thiên tiên kia cười khoái chí rồi nghênh ngang rời đi. Trong phòng khám, Ngô Bình thấy Liễu Y Y tới, nói Y Y, sau này e ở lại chỗ anh giúp đỡ đi. Liễu Y Y cười hỏi, vậy được không ạ? Ngô Bình, được chứ, để lát anh nói với viện trưởng. Lúc này, có người đi vào phòng khám, Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái quen thuộc, chính là Tô Phi. Mắt anh sáng lên, cười hỏi, Tô Phi, sao cậu lại đến đây? Tô Phi mỉm cười, mình nghe nói bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh có một bác sĩ rất giỏi, tên là Ngô Bình. Mình biết là cậu nên tới thăm. Vân Đỉnh và Vân Kinh rất gần nhau, lái xe tới chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ. Trước đây lúc trời đất thay đổi, Ngô Bình cũng từng báo cho Tô Phi biết để chú ý an toàn, còn phái vài người tới bảo vệ cô ấy. Lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện trên đầu Tô Phi xuất hiện một đóa sen vàng, có ánh sáng đỏ vòng quanh, trong ánh sáng đỏ này có hàng tỷ phù văn, số phù văn này ngưng tụ thành hình tượng chân long và phượng hoàng. Anh ngẩn người, từ bao giờ vận khí của Tô Phi trở nên mạnh mẽ thế này? Tô Phi, tan làm mình có chuyện muốn nói với cậu. Ngô Bình nhìn thời gian, cũng đã sắp đến 5 giờ rồi, anh đứng lên nói, hôm nay tan làm rồi, mọi người mai lại đến nhé. Bệnh nhân nghe vậy cũng không dám nói gì, chỉ chia nhau ra về. Anh mời Tô Phi tới phòng nghỉ, cười hỏi, chuyện gì mà thần bí vậy? Tô Phi nhìn anh nói, cảm ơn trước đây cậu đã chăm sóc mình phải rời khỏi đây một khoảng thời gian. Ngô Bình động tâm niệm, anh quan sát Tô Phi, thấy bây giờ cô ấy rất lạ. Thần niệm của mình lại không cảm nhận được cô ấy. Hơn nữa, trong cơ thể của cô ấy có một luồng năng lượng rất kỳ lạ, đến khả năng nhìn thấu vạn vật của anh cũng không nhìn thấu được nguồn năng lượng này. Tô Phi, cậu làm sao vậy? Tô Phi cười nói, mình vốn là tu sĩ của hoang cổ giới, chạy trốn kẻ địch nên mới lánh nạn ở đây. Tô Phi lúc trước mà cậu gặp là một hóa thân của mình, bây giờ mới là bản thể của mình. Ngô Bình khá bất ngờ, đến cả mình cũng không nhìn thấu được tu vi của cậu, rốt cuộc cậu ở cảnh giới nào. Tô Phi đáp, hoàng đế, cũng gần như đại la sơ kỳ của các cậu. Ngô Bình trợn tròn mắt, đại la sơ kỳ. Tô Phi, mình nhận được tin, kẻ thù vì không tìm được mình nên đang bế quan đột phá, thế nên mình muốn trở về giết hắn. Ngô Bình hỏi, hoang cổ giới là nơi như thế nào? Tô Phi, chẳng phải cậu đã từng hấp thu hoang cổ thánh lực sao? Hoang cổ thánh lực đó là đến từ hoang cổ giới đấy. Ngô Bình gật đầu, mình biết rồi, nó ở một duy độ cao cấp khác. Tô Phi, cậu hiểu như vậy cũng được. Hoang cổ giới là thế giới thánh hoàng thượng cổ khai mở, nó là một thế giới cao cấp hơn cả tiên giới. Thật ra cậu có thể đi cùng mình tới hoang cổ giới, với tố chất của cậu, chỉ cần tu luyện một thời gian ở đó thì sẽ trở thành bá chủ của hoang cổ giới. Ngô Bình lắc đầu, tạm thời mình không đi được. Có thời gian thì mình sẽ đi tìm cậu. Tô Phi cười, cũng được. Trước khi đi, mình tặng cho cậu một tạo hóa. Cô ấy bỗng ôm Ngô Bình, miệng đối miệng truyền một đốm sáng vào miệng anh. Ngô Bình trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy môi mình mát lạnh. Sau đó là một luồng năng lượng huyền diệu chảy vào đan điền. Chưa kịp phản ứng lại thì Tô Phi đã đẩy anh ra, cười nói, cậu cố gắng tu luyện nhé. Hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Nói xong,
Tô Phi hóa thành một đạo cầu vồng, bay vút đi. Lúc Ngô Bình đuổi theo đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, không khỏi nghĩ ngợi. Anh cảm nhận trong đan điền, nguồn năng lượng huyền diệu đó đã ngấm vào đạo thổ của anh, trở thành một phần của đạo thổ. Ngay sau đó, đạo thụ xảy ra biến hóa kịch liệt, nó bắt đầu lớn nhanh như thổi, cuối cùng kết ra một quả màu vàng kim ở cành cây thứ 5, to như trái đào. Nguyên thần của anh lập tức chạy lại, hái quả xuống rồi ăn mất. Bất chợt, nguyên thần như bị say rượu, loạng choạng, vội trở về Âm Dương Thiên Cung. Nguyên thần say thì đương nhiên Ngô Bình cũng say, anh đi không vững, chợt được một người đỡ lấy, quay đầu nhìn thấy là Liễu Y Y. Liễu Y Y quan tâm hỏi, bác sĩ Ngô, anh sao vậy? Ngô Bình xua tay nói, không sao, anh về phòng nằm một chút. Không thể nào khống chế được thân thể nên anh chỉ có thể về phòng nghỉ. Phòng nghỉ này rất xa hoa, là do đích thân viện trưởng tìm người tới thiết kế trang trí, mục đích chính là để Ngô Bình nghỉ ngơi cho tốt. Anh vừa nằm xuống đã cảm thấy đan điền nóng hầm hập, bất giác giơ tay kéo Liễu Y Y đang rót nước cho mình. Liễu Y Y đỏ mặt, bác sĩ Ngô, anh sao vậy? Ngô Bình xấu hổ, trong lòng thầm nói Tô Phi cho mình ăn thứ gì vậy? Sao lại sinh ra cảm giác mãnh liệt thế này? Hơn nữa, cảm giác này thật ra là do nguyên thần sản sinh ra, cơ thể anh chỉ chịu ảnh hưởng thôi. Lúc này, có người gõ cửa, Liễu Y Y mở cửa, người đi vào là Tử Phi. Cô ấy nhìn thấy Ngô Bình thì cười nói, quả nhiên là anh. Ngô Bình gượng ngồi dậy, nói, cô Tử Phi, sao cô lại đến đây? Tử Phi, nghe nói anh là thần y ở đây nên qua xem thử. Thật ra lần trước gây chuyện ở phủ tổng đốc anh đã nhìn thấy Tử Phi rồi, nhưng Tử Phi chỉ gặp anh với thân phận là Ngô Bình thôi, không biết anh chính là Lý Huyền Bình, thế nên lúc đó hai người không nói chuyện với nhau. Ngô Bình, mời ngồi, Y Y, pha trà cho cô Tử Phi. Bên cạnh chính là trà, Liễu Y Y vội đi pha trà. Tử Phi, không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay, cảm ơn thiên nhất thần đan mà anh đã cho tôi, nó đã giúp tôi rất nhiều. Ngô Bình, cô Tử Phi tu hành ở môn phái nào? Tử Phi cười nói, tôi là đệ tử của Thiên Đạo Môn, khi xưa bị sư phụ đưa tới nước Viêm Long để trông coi hoa thiên hồn, không ngờ lại bị anh cướp mất. May là anh biết luyện đan, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Ngô Bình hơi bất ngờ, thì ra cô là đệ tử của Thiên Đạo Môn, thất lễ. Tử Phi, anh bớt đi, đại sư luyện đan là anh cao quý hơn một đệ tử nhỏ của Thiên Đạo Môn như tôi nhiều. Lúc nói chuyện, nguyên thần của Ngô Bình bỗng xông ra ngoài, nhảy thẳng vào thần cung của Tử Phi. Linh hồn sơ sinh của Tử Phi đang ngồi yên trong đó, sau đó thấy nguyên thần của Ngô Bình xông vào. Cô ấy chưa kịp phản ứng lại thì nguyên thần của Ngô Bình đã kéo linh hồn sơ sinh của cô ấy về Âm Dương Thiên Cung. Nguyên thần không nói gì đã ôm chặt linh hồn sơ sinh của Tử Phi. Kiểu tiếp xúc linh hồn này còn nhanh hơn tiếp xúc cơ thể gấp nghìn lần, cả hai người đều bất giác ươm lên một tiếng. Liễu Y Y không phát hiện ra, cô ấy hỏi, sao vậy? Ngô Bình không trả lời, anh chỉ nhắm mắt lại nói, Y Y, em về Vịnh Bạch Long bảo bọn họ dọn dẹp nhà cửa đi. Vâng, Liễu Y Y đẩy cửa đi ra ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Phi mở to, run run hỏi, anh. Muốn làm gì, lúc nói chuyện, cô ấy không ngừng lùi về sau. Cơ thể có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Ngô Bình rất gượng, xin lỗi nhé, bây giờ tôi không thể khống chế được nguyên thần, vừa hay linh hồn sơ sinh của cô rất quyến rũ, thế nên... Tử Phi chợt cắn môi, nhào lên người Ngô Bình, tiếp xúc linh hồn mà không có tiếp xúc thân thể thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ. Tử Phi bây giờ cũng không nghĩ được nhiều, bất chấp tất cả nhào vào lòng Ngô Bình. Trong Âm Dương Thiên Cung, nguyên thần và linh hồn sơ sinh dường như hòa quyện làm một. Thần hồn cộng hưởng, sau đó đã xảy ra một biến hóa kỳ diệu, nguyên thần của Ngô Bình bỗng có được những thứ có ích nhất trong linh hồn sơ sinh của Tử Phi. Đương nhiên, linh hồn sơ sinh của Tử Phi cũng có được những gì ưu tú của nguyên thần Ngô Bình. Hơn 2 tiếng sau, trời đã tối hẳn, nguyên thần và linh hồn sơ sinh mới tách ra. Sau đó, thân thể hai người cũng tách ra. Hai người nhìn nhau một cái, Tử Phi lặng lẽ đi tắm, tắm rửa sạch sẽ mới ra ngoài. Lúc cô ấy bước ra, Ngô Bình đang ngồi trên sofa hút thuốc, vẻ mặt kỳ quái. Tử Phi nhìn anh chằm chằm, gan của anh không nhỏ đâu, dám ức hiếp nữ đệ tử của Thiên Đạo Môn. Ngô Bình liếc mắt, em thôi đi, vừa nãy em rên muốn bể cái nhà đấy. Tử Phi tức lồng lộn, anh còn nói nữa. Ngô Bình cười nói, việc này cho thấy anh với em có duyên,
hơn nữa cả anh và em đều thu được lợi ích rất lớn. Tử Phi khẽ than, lúc 15 tuổi, sư phụ đã định hôn cho em, giờ thì hay rồi, em không thể gả cho người kia được nữa. Gia tộc của người kia cũng sẽ nổi trận lôi đình, Ngô Bình, anh có thể chịu được lửa giận của bọn họ không? Ngô Bình cười khổ, anh không ngờ Tử Phi đã được định hôn, anh hỏi, bên kia là ai? Tử Phi, đối phương là thiên kiêu của thiên đạo môn, bố của anh ta là một trong 8 trưởng lão chủ chốt, địa vị rất cao. Đúng rồi, anh ta tên là Âu Chiến, là quái vật đứng thứ 37 trên bảng tiên tôn. Ngô Bình, nói vậy là anh đã phá hỏng chuyện tốt của em rồi. Vốn dĩ em có thể gả cho thiên kiêu, bây giờ lại phải đi theo một bác sĩ quèn như anh. Tử Phi khẽ cười, bác sĩ quèn cũng tốt lắm mà. Gia tộc của anh ta thế lực quá lớn, em qua đó cũng chỉ là công cụ sinh con mà thôi. Thiên kiêu như Âu Chiến thiếu gì phụ nữ, hơn nữa người này cực kỳ lãnh khốc vô tình, em không hề muốn làm người phụ nữ của anh ta. Ngô Bình nghe ra được ý trong lời của cô ấy, sao lại nói là công cụ sinh con? Tử Phi chừng Ngô Bình một cái, lẽ nào anh không cảm nhận được à? Em là thể chất vô cấu, bất kỳ người đàn ông nào có được cơ thể em đều sẽ như được thay da đổi thịt. Hơn nữa, con cái em sinh ra sẽ có tố chất hơn hẳn bố của nó. Thế nên nhà họ Âu muốn em sinh con cho nhà họ, sinh càng nhiều càng tốt. Nhưng thể chất vô cấu mỗi lần sinh một đứa con là như mất đi nửa cái mạng. Ngô Bình, thì ra là vậy, xem ra em sợ sinh con. Nếu anh thích, em có thể sinh cho anh một đứa, Tử Phi nói. Ngô Bình vội đổi chủ đề, chẳng phải sắp tới có đại hội tiên truyền sao? Anh sẽ vào thiên đạo môn, tới lúc đó sẽ quang minh chính đại cưới em. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Phi sáng lên, với tố chất của anh thì đó không phải là vấn đề. Đúng rồi, còn 5 ngày nữa là tới đại hội tiên truyền, đến lúc đó em dẫn anh đi nhé. Ngô Bình, anh sẽ dùng thân phận Trương Tiểu Bình, đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông tới đó. Tử Phi, thì ra anh còn thân phận khác nữa. Ngô Bình, nhiều thân phận chút sẽ an toàn hơn mà. Mấy ngày nay em không có việc gì thì ở lại Vân Kinh, anh giúp em nâng cao tu vi. Tử Phi nói, em là thể chất vô cấu, tu hành chỉ có 2 mốc quan trọng khó thông qua, một trong số đó là cảnh giới Long Môn. Bây giờ em vẫn mãi chưa tìm được cơ hội đột phá Long Môn. Ngô Bình, Long Môn à, anh có thể giúp em. Mắt Tử Phi sáng lên, anh giúp được em à. Ngô Bình gật đầu, anh có thể giúp em thực hiện long biến của cảnh giới Long Môn, lại còn không có nguy hiểm gì. Tử Phi vui mừng, quá tốt rồi, cảm ơn chồng. Ngô Bình gật cả mình, sao em gọi anh là chồng? Tử Phi nghiêm túc nói, anh đã có cơ thể của em, đương nhiên em là người phụ nữ của anh rồi, anh đừng hòng chạy nợ. Ngô Bình liếc mắt, thôi được, em muốn gọi gì cũng được. Bây giờ trời không còn sớm nữa rồi, chúng ta về trước đã. Vừa ra tới cổng bệnh viện, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Từ Quý Phi. Đã lâu rồi anh không có tin tức gì về Từ Quý Phi, nhưng nghe nói từ sau khi linh khí phục hồi, tu vi của ông ấy tăng vùn vụt, bây giờ nhà họ Từ đã có chỗ đứng ở Giang Nam rồi. Anh ba, Ngô Bình cười nói. Giọng của Từ Quý Phi nghe rất trầm ổn. Mang theo uy nghiêm mà trước đây không có, ha ha, chú em, chú ở Vân Kinh mà sao không báo với anh tiếng nào thế? Ngô Bình, vừa đến mấy ngày ạ, em chưa kịp gọi cho anh ba. Từ Quý Phi, tối nay anh định chiêu đãi vài bạn bè, chú có thời gian thì tới nhé. Ngô Bình không muốn gặp người lạ cho lắm, nhưng quan hệ của anh và Từ Quý Phi khá thân thiết, nên không do dự trả lời, được, em sang ngay. Ừ, anh đã chuyển nhà rồi. Để anh gửi địa chỉ mới cho chú. Có được địa chỉ, Ngô Bình hỏi Tử Phi, đi gặp bạn với anh không? Tử Phi lại không mấy hứng thú, em không đi, anh đưa em về nhà anh trước đi. Ngô Bình gật đầu, hai người cưỡi độn quang về biệt thự Vịnh Bạch Long trước. Đưa Tử Phi về nhà xong anh mới tới địa chỉ của Từ Quý Phi, là một trang viên rất rộng. Lúc anh tới trước cửa Từ Phủ đã thấy cửa phủ cao lớn, trước cửa có đến 8 người gác. Nhìn thấy Ngô Bình, một người trầm giọng hỏi, làm gì đấy? Ngô Bình, tôi tới tìm anh ba Từ Quý Phi. Người canh cửa cười khẩy, tên của Từ Tam gia là để cậu gọi đấy à? Thằng nhóc cậu chán sống rồi hả? Ngô Bình nhíu mày, chuyện gì thế? Anh ba gọi mình tới mà không nói trước với mấy người gác cổng này à? Anh nén giận nói, tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh ba, anh ấy hẹn tôi tới phủ chơi, các anh có thể vào hỏi. Người kia lấy bộ đàm ra nói, quản gia,
có một người muốn gặp Từ Tam gia, nói là Từ Tam gia mời tới chơi, ông hỏi giúp với. Nửa phút sau, bên trong vang lên tiếng, là Từ Tam gia mới tới đấy, để cậu ấy vào đi. Lúc này, Ngô Bình thấy trong lòng hơi khó chịu, mình tới rồi mà Từ Quý Phi cũng không ra đón sao. Không phải là anh kiêu ngạo, mà là với quan hệ giữa hai người, dù ai tới thăm ai thì người còn lại cũng sẽ ra tới cửa đón tiếp. Anh vào trong cũng chẳng có ai dẫn đường, anh chỉ có thể tự tìm. Đi một đoạn đường dài mới tới một ngôi nhà có kiến trúc cổ xưa. Lúc này, có một quản gia ra đón, cười nói, Ngô gia, cậu đến rồi ạ. Tôi là quản gia của Tam gia, mời cậu vào. Ngô Bình gật đầu, bước vào sảnh lớn. Bây giờ trong sảnh có bốn người ngồi, một người trong đó là Từ Quý Phi. Lúc nhìn thấy Từ Quý Phi, Ngô Bình lập tức ngây ra, Từ Quý Phi bây giờ đã đạt đến tu vi thiên tiên rồi. Cảnh giới của ông ấy luôn thấp hơn mình, sao có thể trở thành thiên tiên nhanh như vậy? Ba người còn lại cũng đều là thiên tiên, nhưng Ngô Bình phát hiện ra căn cơ của bốn người nông cạn, dường như đã dùng cách gì đó để ép tu vi tăng lên. Anh thản nhiên cười chào, anh ba. Từ Quý Phi cười vẫy tay với anh, chú em, mau lại đây ngồi. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh Từ Quý Phi, ông ấy cười nói, anh giới thiệu với chú, ba vị này đều là tri kỷ của anh. Ngô Bình ôm quyền, chào ba vị, lúc này anh phát hiện, một người trong đó hơi quen mặt. Nhoáng một cái, anh đã nhớ ra người này chính là Lưu Hải Vương, là người khi xưa đã nhảy ra ngăn cản anh khi anh báo thù cho anh em tốt của mình là Chu Phù Sinh. Lưu Hải Vương lạnh lùng hỏi, thằng nhóc, còn nhớ tôi không? Ngô Bình nheo mắt, Lưu Hải Vương, không ngờ ông đã là thiên tiên rồi. Lưu Hải Vương cười khà khà, khi xưa, cậu dẫn theo Lý Long Thần tới ức hiếp nhà tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ Quý Phi cười nói, còn có chuyện này nữa à? Lưu Hải Vương, anh có thể hỏi cậu ta. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện xưa rồi, không cần nhắc lại nữa, tuy đối phương là thiên tiên nhưng anh không hề sợ, nên không muốn nói nhiều. Ánh mắt Lưu Hải Vương tràn ngập sự khinh bỉ, nói, anh ba, nói thế nào thì anh cũng là thiên tiên rồi, còn kết giao với hạng tôm tép này à? Từ Quý Phi cười ha hả, khi xưa chú em này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể quên ơn nghĩa của cậu ấy được. Ngô Bình thản nhiên nói, anh ba nói vậy là khách sáo rồi. Lưu Hải Vương, chuyện năm xưa luôn lấn cấn trong lòng tôi, khiến tôi suy nghĩ không thông. Anh ba Từ, tuy người này là bạn của anh, nhưng món nợ cũ này, tôi nhất định phải tính với cậu ta. Từ Quý Phi khẽ cau mày, ông ấy nói với Ngô Bình, người anh em, chú nể mặt anh, xin lỗi anh Lưu một tiếng, nhún nhường một chút, được không? Ngô Bình im lặng, nếu anh là Từ Quý Phi thì chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ mình, nhưng Từ Quý Phi lại không làm vậy. Anh thờ ơ cười nói, đây là chuyện của em, không phiền người khác nhúng tay. Nói rồi anh đứng dậy, nhìn chằm chằm Lưu Hải Vương, ông cứ tự nhiên, tôi tiếp tới cùng. Lưu Hải Vương nhìn anh như nhìn một thằng ngốc, cậu chỉ là một địa tiên mà cũng dám nói với tôi lời này, tự tìm đường chết. Quỳ xuống cho tôi, tự cắt lưỡi mình đi. Đây chính là sự ngang tàng của thiên tiên, kích hoạt sức mạnh linh đài để thay đổi hiện thực. Lời này vừa dứt, bốn phương tám hướng đều có một nguồn năng lượng, áp lên người Ngô Bình, muốn anh quỳ xuống. Nhưng thực lực của anh trên cả hư tiên, Lưu Hải Vương này mới bước vào thiên tiên, căn cơ lại nông cạn, sao có thể ảnh hưởng tới anh được. Sắc mặt Ngô Bình không thay đổi, vẫn đứng thẳng tắp, lạnh giọng nói, chỉ dựa vào chút sức mọn này của ông cũng dám bảo tôi quỳ. Lưu Hải Vương, quỳ xuống. Dứt lời, anh triển khai kiếm vực, trong kiếm vực, Lưu Hải Vương run rẩy, sắc mặt thay đổi, không kiểm soát được quỳ xuống đất. Những người còn lại không cảm nhận được kiếm vực nhưng cũng cả kinh, sao như vậy được? Ngô Bình tới trước mặt Lưu Hải Vương, vung tay tát một cái. Cái tát này khiến mặt Lưu Hải Vương lệch hẳn, răng rụng, thiên anh chấn động, đau đớn thét lên một tiếng thảm thiết. Từ Quý Phi thất kinh, vội nói, chú em dừng tay. Ngô Bình lại như không nghe thấy gì, trở tay tát thêm hai cái nữa, đánh tới nỗi Lưu Hải Vương té ngã xuống đất. Anh bước lên trước đạp lên người ông ta, lạnh lùng nói, trở thành thiên tiên thì ghê gớm lắm à. Huống chi ông mới chỉ là một hư tiên rác rưởi căn cơ nông cạn. Câu này nói cho Lưu Hải Vương nghe nhưng sao Từ Quý Phi nghe xong lại thấy mặt nóng ran, dường như vừa bị người ta tát một tai. Ông ấy cắn răng muốn lên trước ngăn lại, nhưng vừa bước vào kiếm vực, sắc mặt bỗng tái mét, đứng nguyên tại chỗ không dám cử động. Ngô Bình dẫm lên đầu Lưu Hải Vương,
lạnh lùng hỏi, ông là một kẻ rác rưởi có tố chất thấp kém, sao trở thành thiên tiên được, nói tôi nghe. Ba người còn lại đều kinh hãi, đây là bí mật chung của bọn họ, nếu để anh biết thì không ổn. Nhưng Ngô Bình quá mạnh, bây giờ bọn họ không có cách nào khác. Lưu Hải Vương cảm giác như mình sắp chết, run rẩy nói, đừng đánh nữa, tôi nói. Mấy tháng trước mấy người chúng tôi gặp nhau, tình cờ nhắc đến một nơi thần kỳ. Chúng tôi bàn nhau rồi tới đó thăm dò, mất nửa tháng mới biết đó là một động tiên. Vốn dĩ chúng tôi không thể mở được động tiên đó, nhưng bỗng nhiên mặt đất thay đổi bất thường, linh khí phục hồi, động tiên đó tự mở ra. Vào động tiên, chúng tôi phát hiện trong này có rất nhiều đan dược. Thì ra, động tiên này thuộc về một thầy luyện đan thời Tiên Quốc. Ông ấy luyện chế rất nhiều đan dược, chỉ cần uống theo thứ tự thì không cần tu luyện cũng có thể vào được cảnh giới thiên tiên. Chúng tôi quá đỗi vui mừng, lập tức dùng thử, mất 18 ngày, từ đầu tới cuối dùng 9 loại đan dược. Dùng 9 loại đan dược theo trình tự, tu vi của chúng tôi không ngừng tăng lên, thuần dương, thần biến, linh biến, kết thai, anh biến, mãi đến cuối cùng là vũ hóa thành tiên. Thế mà lại có loại động tiên này, Ngô Bình cũng rất kinh ngạc, anh bây giờ cũng không thể đạt tới trình độ luyện đan này. Anh hỏi, động tiên đó ở đâu, các ông dùng hết đan dược trong đó rồi à? Lưu Hải Vương vội trả lời, không có. Trong động tiên đó có nhiều khu vực khác nhau, chúng tôi chỉ vào một khu vực trong đó mà thôi. Những khu vực khác có cấm chế ngăn cách, chúng tôi vào không được. Ngô Bình nói, dẫn tôi tới đó. Ba người còn lại nhìn nhau, bí mật lớn nhất của bọn họ cứ thế để cho người khác biết mất rồi, kẻ đó lại còn muốn chiếm lấy những lợi ích còn lại nữa. Nhưng dù biết vậy, họ cũng không dám cản Ngô Bình, vì anh thật sự quá khủng bố. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không hề mạnh hơn Lưu Hải Vương không phải là đối thủ của anh thì bọn họ cũng vậy thôi. Lưu Hải Vương nói, được, tôi đưa cậu đi. Ngô Bình nói với Từ Quý Phi, xin lỗi, em đi trước. Câu này anh thậm chí không còn gọi anh ba như trước đây nữa. Từ Quý Phi biết, vì sự lạnh nhạt và bạc tình của mình mà tình nghĩa hai bên đã không còn nữa. Ông ấy rất hối hận. Vì sao mình vừa trở thành thiên tiên đã khinh thường người anh em tốt trước đây? Lại còn yêu cầu Ngô Bình xin lỗi kẻ từng là đối thủ của anh. Ông ấy còn muốn nói gì đó nhưng Ngô Bình đã dẫn Lưu Hải Vương bay lên không rồi. Sau khi họ đi, bầu không khí im phăng phắc, một người nói, rốt cuộc. Cậu ta là ai? Rõ ràng chỉ là một địa tiên, cùng lắm là cảnh giới thần hóa, nhưng lại có thể dễ dàng trấn áp thiên tiên, quá đáng sợ. Từ Quý Phi thở dài. Nói, tôi đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Một người nói, động tiên mà chúng ta phát hiện ra không thể để cậu ta được lời như thế. Bây giờ tôi sẽ tung tin ra ngoài, để những cao thủ khác mau tới giành. Từ Quý Phi xua tay, bỏ đi, giữ lại chút tình, sau này còn gặp mặt nhau được. Cậu ấy bây giờ, không phải là người chúng ta có thể chọc giận được đâu. Mấy phút sau, Ngô Bình đã tới gần động tiên nằm trên một khu núi. Xung quanh chẳng có người sinh sống, lối vào bị che lấp rất kín, vì thế cho nên từ trước đến nay cũng chỉ có mấy người bọn họ phát hiện ra thôi. Lối vào lơ lửng giữa vách núi, một cái cửa động nghiêng lên trên. Người đứng phía trên sẽ không thấy được cửa động, chỉ khi xuống đến một độ cao nhất định thì mới thấy được. Cửa động không lớn, chỉ đủ một người đi vào. Ngô Bình và Lưu Hải Vương kẻ trước người sau đi vào. Vừa đi vào trong này là một mặt đất bằng phẳng. Rước đất lót gạch ngọc thạch có phù văn, môi trường xung quanh trông có vẻ rất cổ xưa. Lưu Hải Vương nói, chính là ở đây, phía trước có một cánh cửa, sau cánh cửa là phòng đá, bên trong có kha khá đan dược, nhưng bốn người chúng tôi đã chia đều hết rồi. Ngô Bình rồi nói, lúc ông tới đây có tu vi gì? Lưu Hải Vương, vừa thăng lên địa tiên. Ngô Bình, ông đứng yên ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung. Lưu Hải Vương đâu dám nói không? Đáp, rõ. Anh xuyên qua khu vực này, quả nhiên thấy một cánh cửa, sau cánh cửa là một phòng đá. Trong phòng đá không có lối ra vào nào khác. Ra khỏi phòng đá, anh đi quanh một vòng, phát hiện còn có ba cánh cửa khác, nhưng trên cửa có cấm chế này rất kỳ diệu, đến mấy thiên tiên như Lưu Hải Vương còn không mở được. Anh tới trước một cánh cửa kim loại có màu vàng xanh, ấn tay lên trên đó. Bất chợt, một luồng năng lượng kinh người truyền từ trong cửa ra. Chấn động khiến cánh tay anh tê dần. Một giây sau, cấm chế trên cửa bỗng biến mất, anh khẽ đẩy ra, cánh cửa lớn màu vàng xanh chậm rãi mở ra.
Anh đi vào trong cửa lớn thì phát hiện đây là một động tiên, trong động rất nhiều linh khí. Vừa đi vào anh đã ngửi thấy mùi của khoảng 10 loại bảo dược và thần dược quý, ngoài ra còn có cả mùi đan dược. Rầm. Cánh cửa đằng sau lại đóng lại, Ngô Bình phát hiện cái động này rất lớn, ít nhất phải hơn 10.000 km vuông. Anh đang định đi khám phá xung quanh thì đột nhiên có một luồng sáng vụt qua. Một đứa trẻ tóc buộc chỏm đang nhảy chân sáo về phía anh. Đứa trẻ này nhìn chỉ khoảng 5-6 tuổi, mặc quần màu đỏ, váy bên ngoài màu xanh, đi chân trần, da trắng nõn, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao y như từ trong tranh nhảy ra vậy. Ngô Bình vừa nhìn đã biết đứa trẻ này chính là đứa trẻ nhân sâm. Đứa trẻ nhân sâm này còn quý hơn ngựa linh chi và người linh chi nhiều. Ngô Bình từng có được rất nhiều loại nhân sâm, nhưng đứa trẻ nhân sâm như vậy thì chưa từng được thấy. Đứa trẻ chớp mắt nhìn anh, hỏi tôi là Dược Đồng Mục Vũ, anh muốn có được truyền thừa của gia chủ nhà tôi sao? Ngô Bình chắp tay đáp, tại hạ Ngô Bình hân hạnh được gặp Dược Đồng Mục Vũ. Đứa trẻ gật đầu đáp, được, vậy đi theo tôi. Nói rồi, đứa trẻ nhảy chân sáo đi đằng trước, nhưng tốc độ cực nhanh còn Ngô Bình vội vã theo sát đằng sau. Đi được một đoạn thì đằng trước mặt họ là một đại điện được tạc bằng đá. Cửa điện đang mở, khi vào trong điện, Ngô Bình phát hiện ra ba lò luyện đan, tất cả đều là lò luyện thần chất lượng rất tốt. Cửa lò đều đóng kín, có nghĩa bên trong đang luyện thứ gì đó. Mục Vũ nói, ba lò luyện này bên trong đang luyện đan nhưng chưa luyện xong. Truyền thừa của gia chủ tôi đều nằm trong ba lô đan đang luyện này. Còn học được bao nhiêu thì phải xem tư chất của cậu. Ngô Bình hỏi, xin hỏi quý gia chủ là vị nào vậy? Mục Vũ đáp, gia chủ nhà tôi là Dược Tổ, việc ông ấy giỏi nhất thực ra là trồng và nuôi dưỡng dược liệu. Trong động tiên này có không ít bảo dược và thần dược quý giá, còn có một ít đan dược mà Dược Tổ luyện thành. Nếu cậu có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân thì có thể sở hữu cái động tiên này. Ngô Bình kinh ngạc, thì ra là Dược Tổ, tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Nhưng không biết Dược Tổ giờ đang ở đâu. Mục Phú thở dài đáp, chủ nhân bị Đại Thiên Tôn của tiên giới trấn áp, muốn ông ấy ở đó phục vụ cho tiên đình nhưng chủ nhân tôi cao ngạo như vậy, làm gì có chuyện ông ấy đồng ý. Ngô Bình, nói vậy, Dược Tổ vẫn đang bị nhốt ở tiên đình. Mục Phú gật đầu đáp, đúng vậy, đã rất nhiều năm rồi. Có điều hình như gia chủ của tôi sớm đã có linh cảm nên mấy trăm năm trước đã tạo nên cái động tiên này, còn nói phải đào tạo truyền nhân. Ngô Bình tò mò hỏi, động tiên này bí mật như vậy, có lẽ cũng không nhiều người tới nhỉ. Mục Phú đáp, gia chủ nhà tôi đã dùng pháp chỉ để những người có tư chất tốt ở gần đây đều tới được đây. Cậu có thể tới đây cũng là do pháp chỉ của chủ nhân. Ngô Bình như thể ngẫm nghĩ gì đó, anh hỏi, tôi thấy hình như còn hai cánh cửa nữa. Cửa đó là gì vậy? Mục Phú, gia chủ của tôi có hai người bạn già, họ là Vu Tổ và Huyết Tổ. Ngô Bình trợn mắt kinh ngạc, Vu Tổ và Huyết Tổ. Mục Phú, đúng đó, Vu Tổ hiểu rõ muốn thành công trên con đường vu đạo thì không thể không dùng tới đan dược bổ trợ. Huyết Tổ cũng tương tự, cho nên họ đã hợp nhất truyền thừa của mình với truyền thừa của Dược Tổ. Nếu cậu có được truyền thừa của Dược Tổ thì cũng sẽ có được truyền thừa của Vu Tổ và Huyết Tổ. Ngô Bình gật đầu, sau đó bước tới bên cạnh một lò luyện. Đầu tiên anh mở mắt thấu thị quan sát một lát thì phát hiện ra loại đan dược trong lò đang ở giai đoạn đầu của đan biến. Đan biến là giai đoạn quan trọng nhất trong luyện đan, cần phải kết hợp các thành phần có công hiệu của dược liệu theo một trình tự phù hợp thì mới đạt được kết quả mong muốn. Đan biến cũng vô cùng phức tạp, ví dụ 10 loại dược liệu nhưng có tới hàng trăm nghìn kiểu biến hóa. Có kiểu biến hóa cực nhanh, chưa tới 1/1000 giây. Nhưng có những loại lâu hơn thì cần một vài giây. Nhiều kiểu biến hóa như vậy nên cần phải kiểm soát trình tự và liều lượng dược liệu cực chuẩn xác. Cho nên việc luyện đan mới khó như vậy, đan sư mới ít như thế. Lò đan này Ngô Bình không biết tên và cũng không biết trình tự đúng để phối dược liệu. Cho nên để phán đoán những việc này là cực khó, đến anh cũng phải cau mày lại. Hai tay anh đặt lên lò luyện đan, mắt nhìn chăm chú, cứ đứng như vậy hơn một tiếng đồng hồ. Mục Phú cười hỏi, thế nào? Có phải là cực kỳ khó không? Muốn bỏ cuộc hả? Nếu giờ cậu muốn bỏ cuộc thì tôi có thể tặng cậu một ít dược liệu quý rồi tiễn cậu đi khỏi đây. Ngô Bình không đáp lời, bởi anh đang bận tính toán các khả năng đan biến. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về dược tính cũng như về đan đạo. Thế nhưng, dược tính thiên biến vạn hóa nếu chỉ dựa vào việc tính toán trên lý thuyết thì rất khó tìm ra tổ hợp hiệu quả nhất.
Thêm một lúc lâu, anh mỉm cười nói, tôi biết dược tổ muốn dạy tôi điều gì rồi. Mục Vũ ngạc nhiên hỏi, ồ, chủ nhân muốn dạy cậu điều gì vậy? Ngô Bình, quá trình đan biến thực ra là một trạng thái hỗn hợp, muốn cưỡng ép kiểm soát nó gần như là việc không thể thực hiện được. Cho dù là khi tôi luyện đan cũng chỉ có thể về cơ bản kiểm soát được đan biến. Nhưng cách làm của tôi thực ra lại không tối ưu. Mục Vũ, sau đó thì sao? Cậu học được điều gì? Ngô Bình, đan biến không cần phải kiểm soát, chỉ cần dựa vào đặc điểm của loại đan dược cần luyện để tạo ra môi trường luyện đan tương ứng là được rồi. Lò đan này có lẽ dùng để luyện hình. Nói rồi, anh bắt đầu giải phóng thần niệm, tạo nên một loại trường lực phức tạp. Trường lực này được anh tạo ra từ kinh nghiệm luyện đan của mình. Từ trường này như thể một quy luật, trật tự, khi lò đan nằm trong trường lực này thì quá trình đan biến từ trạng thái hỗn độn chuyển sang có trật tự. Anh không cần phải kiểm soát từng chi tiết một nhưng những phản ứng đan biến mà anh mong muốn vẫn xảy ra, sau cùng đạt được hiệu quả mà anh mong muốn. Trước đó, anh tìm mọi cách để can thiệp vào quá trình đan biến để có được kết quả mà anh mong muốn. Còn hiện giờ, anh chỉ cần tạo ra môi trường thuận lợi để tạo ra kết quả mà anh mong muốn, sau đó để dược lực của quá trình đan biến tự chuyển hóa. Còn quá trình chuyển hóa đó có phức tạp ra sao cũng không liên quan đến anh. Sau khi tạo từ trường, anh vỗ một cái lên lò luyện, lửa trong lò cháy lên, lò luyện bị phong ấn giờ tiếp tục đỏ lửa. 10 loại dược lực biến đổi vô cùng kỳ diệu dưới tác dụng của trường lực. Quá trình luyện đan phía sau diễn ra thuận lợi. Hơn 10 phút sau cửa lò mở ra, 6 viên đan bay ra. Toàn bộ đều là đan đế phẩm. Loại đan này khá khó luyện mà Ngô Bình luyện ra được đế phẩm ngay từ lần đầu tiên. Điều đó khiến anh vừa vui mừng vừa phấn khích. Mục Vũ, là âm dương luyện hình đan đế phẩm, rất tốt. Ngô Bình, vậy tôi đã qua được ải này chưa? Mục Vũ đáp, chủ nhân nói chỉ cần là vương phẩm thì đã coi như lĩnh hội được truyền thừa rồi. Đan của cậu là đan đế phẩm nên đương nhiên được thông qua. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi quan sát tiếp lò luyện đan thứ hai. Đan dược trong lò này đã trải qua quá trình đan biến. Hiệu quả của quá trình đan biến này còn tốt hơn anh làm rất nhiều. Không hổ là tác phẩm của Dược Vương. Đan dược lúc này đang ở trước giai đoạn linh động chính là giai đoạn tiếp theo. Linh động là giai đoạn mà chỉ có một số đan dược cao cấp mới có. Một khi bước vào giai đoạn này thì đan dược đã thành tinh, có tính cách riêng của mình. Nhưng bước này rất khó, còn khó hơn đan biến hàng chục lần. Ngô Bình thở dài, tôi chưa từng thử bước linh động này vì nó quá khó. Mục Phú đáp, chưa tiếp xúc cũng đúng thôi. Đan dược sau linh động ít nhất cũng ở cấp truyền kỳ. Ngô Bình nói, để đan dược linh động cũng tương đương với việc tạo ra sinh mệnh, đây là năng lực của đấng sáng tạo. Mục Phú bảo, trí tuệ và kinh nghiệm của chủ nhân tôi đều ở trong lò đan dược này, có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem vận may của cậu. Ngô Bình ngồi xuống, dựa vào lò đan suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh hỏi Mục Phú, trước đây làm sao cậu có ý thức được vậy? Mục Phú bĩu môi, từ bé tôi đã có ý thức, lạ lắm à? Ngô Bình vừa cười vừa gật đầu, ừ đúng, thật ra thực vật cũng có ý thức. Dứt lời, anh ngẩn ra, phải rồi, thực vật có ý thức, thế chẳng phải dược liệu cũng có ý thức đấy ư? Thế là anh hỏi tiếp, Mục Phú, cậu thấy tư tưởng và ý thức của mình có gì thay đổi trước và sau khi trở thành cậu bé nhân sâm không? Mục Phú đáp, có chứ. Trước đây tôi nhìn thế giới bằng góc độ của thực vật. Bây giờ thì dùng góc độ của con người để nhìn thế giới. Hai cảm giác này khác hẳn nhau. Ngô Bình hỏi, là điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi này vậy? Mục Phú ngẫm nghĩ, hình như là, sấm sét. Tôi nhớ lúc đó tôi sống rất khổ, môi trường sống của tôi thay đổi, nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ chết vài năm sau. Nhưng đêm ấy, bầu trời nổ sấm, mưa to gió lớn. Không biết tại sao ý thức của tôi lại thay đổi trong tiếng sấm ấy. Kể từ đó, suy nghĩ của tôi gia tăng qua từng ngày. Khoảng 3 năm sau, tôi đã sở hữu ý thức trưởng thành và hoàn chỉnh. Sau đó tôi biến thành hình dáng bây giờ. Ngô Bình đứng lên, cười nói, sấm sét là năng lượng sản sinh sự sống đầu tiên. Quả nhiên nó có tác dụng thần kỳ. Ngay lập tức, sấm sét đã trải đầy hai tay anh. Ngô Bình trưởng vào, một tiếng rầm cực lớn vang lên trong lò đan. Lôi kinh mà anh tu luyện trước đó, giờ đã có chỗ dùng. Thế là anh không ngừng giải phóng sức mạnh sấm sét, chấn động dược tính ấy. Ngay tức thì, lò đan giải trừ phong ấn, tiếp tục luyện đan,
luồng khí được hình thành từ sự bao bọc của các loại dược tính bị sấm nổ tan ra rồi tụ lại, sau đó lại bị nổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dược lực này dần dần có được một chút ký ức nguyên sơ, tốc độ tụ lại của chúng ngày càng nhanh. Đánh phá cả chục lần, dược lực trở nên vô cùng linh động, như thể đã có được ý thức đơn giản và cơ bản nhất của mình. Cuối cùng, Ngô Bình vỗ vào lò đan, mở. Một luồng sáng vút ra rồi bay qua bay lại giữa hai tay Ngô Bình, cuối cùng bị anh đè xuống, trong bàn tay anh liền xuất hiện một viên đan dược. Trông viên đan dược này như rồng và hổ đang vần nhau, lơ lửng trên không trung, phát ra tiếng rồng kêu hổ gầm. Đôi mắt sáng rực, Mục Phú kêu lên, đan dược truyền kỳ, Long Hổ Thần Đan. Ngô Bình từng lấy được một viên Long Hổ Thần Đan ở Long Hổ Tiên Cảnh. Nhưng viên đó là đế phẩm, không đạt đến cảnh giới truyền kỳ. Song hôm nay anh đã luyện được Long Hổ Thần Đan cấp truyền kỳ. Ngô Bình thở ra một hơi, cất thần đan vào, chắc là tôi qua ải rồi nhỉ. Mục Phú gật đầu, qua, cậu có thể tiếp tục nghiên cứu lò đan dược thứ ba. Ngô Bình không vội, đoạn hỏi, tôi có thể lấy một ít dược liệu ở đây, luyện vài lò đan dược để thử tay nghề không? Mục Phú đáp, dĩ nhiên là được, cậu cần gì cứ hái đi. Ngô Bình nói câu cảm ơn rồi đi tìm dược liệu ở Động Thiên. Anh mất hơn một ngày để hái hơn 1000 cây thuốc. Về đến Thạch Điện, anh bằng đầu dùng lò đan thứ nhất để luyện chế âm dương luyện hình đan trước đó. Nắm được ý nghĩa của linh động, lần này, cuối cùng anh cũng luyện được âm dương luyện hình đan cấp truyền kỳ. Lò này có 2 viên đan thành phẩm, anh uống một viên đã cảm nhận được sức mạnh âm dương vô cùng kỳ diệu đang tôi luyện cơ thể. Ngô Bình cảm nhận dược lực thật tỉ mỉ, sau đó ngồi yên suy nghĩ. Rồi anh luyện chế lò đan dược thứ hai, thứ ba. Đan dược luyện thành càng ngày càng hoàn hảo, mà về cơ bản, anh đã nắm vững kỹ thuật để đan dược linh động. Sau đó anh bắt đầu luyện chế tam tai đan, gồm Tức Phong đan, Hóa Lôi đan, Tịnh Hỏa đan. Không ngoài dự liệu, tam tai đan mà anh luyện chế ra đều là cấp truyền kỳ, tuy còn hơi non nớt nhưng đúng là đã đạt cấp bậc ấy. Đến lúc này, anh mới đi tiếp xúc lò đan thứ ba. Đan dược trong lò đan này đã gần luyện thành và sắp ra lò. Thấy vậy, Ngô Bình đã biết điểm mấu chốt của lò đan này nằm ở việc thu đan. Thu đan cũng là một quá trình tỉ mỉ và phức tạp, chia thành 5 giai đoạn nhỏ, giai đoạn nào làm không tốt cũng ảnh hưởng hiệu quả của đan dược. Cách thu đan trước đó của Ngô Bình chỉ có thể nói là không tệ, thật ra anh hiểu biết về 5 giai đoạn này khá sơ sài. Lúc này, Mục Phú lấy một thẻ ngọc ra, cười nói, chủ nhân tôi bảo, nếu có người vượt qua 2 ải đầu thì tôi hãy đưa vật này cho người đó. Ngô Bình trợn mắt, sao cậu không đưa cho tôi sớm? Mục Phú đáp, tôi quên mất, giờ mới nhớ. Ngô Bình không biết nói gì. Anh cầm thẻ ngọc, tiếp nhận thông tin bên trong. Đây là thứ mà dược tổ để lại, nội dung là giới thiệu chi tiết về 5 giai đoạn thu đan, là kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật huyền diệu của dược tổ. Ngô Bình ghi nhớ những điều này, đoạn cảm thán, trình độ luyện đan của dược tổ mà xét ở tiên giới thì chắc chắn là thầy luyện đan mạnh nhất. Có được truyền thừa của dược tổ, Ngô Bình tự tin hơn. Anh quan sát một lúc rồi mở phong ấn, lò đan tiếp tục vận hành. Hai tay anh lập tức thực hiện 49 loại đan quyết, lúc thì vỗ, lúc thì gõ nhẹ, thần niệm cùng lúc chấn động. Quá trình này là cơ hội cuối cùng để anh sửa chữa điểm thiếu sót của đan dược, đồng thời có thể tăng cường linh tính của đan dược, giúp đan dược có cơ hội biến đổi lần nữa. Đây là lần đầu thao tác, nên thuốc cho ra từ lò đan đầu tiên vẫn chỉ là cấp truyền kỳ. Nhưng nếu Ngô Bình đủ thành thạo, đan dược này vẫn có thể hoàn hảo hơn. Mục Phú rất hài lòng, cậu lại vượt qua rồi. Yêu cầu của chủ nhân đối với lò đan này là, chỉ cần luyện thành xem như qua ải. Cậu không chỉ luyện thành mà còn cho ra đan dược truyền kỳ, rất xuất sắc. Ngô Bình nhìn viên đan dược to bằng quả nhãn trong tay rồi bảo, đây là thất tinh thần đan. Uống nó vào sẽ có được thất tinh bảo thể. Mục Phú bảo, bây giờ cậu đã là truyền nhân của dược tổ. Động dược tổ này thuộc về cậu. Dứt lời, Ngô Bình bị đẩy ra khỏi động thiên, trở ra bên ngoài cổng lớn. Không lâu sau, Mục Phú lấy ra một ngọc bài, đứng trước mặt Ngô Bình. Mục Phú nói với Ngô Bình, kính chào chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, Mục Phú, về động thiên trước đi. Mục Phú gật đầu rồi vào động thiên trong ngọc bài. Ngô Bình cất ngọc bài, đi đến cánh cổng thứ hai. Đến trước cổng thứ hai, Ngô Bình phát hiện bên trên có một chỗ lõm, kích cỡ tương đương với ngọc bài. Thế là anh lắp miếng ngọc bài vào chỗ đó,
cổng lập tức mở ra. Anh bước vào trong, phát hiện đây cũng là một động thiên, bên trong nồng nặc huyết khí. Anh vừa tiến vào, trong đầu đã vang lên một giọng nói tựa tiếng chuông, cậu nhóc, cậu đã tu luyện thiên huyết kinh của ta. Ngô Bình hỏi, cho hỏi ai thế? Đối phương đáp, ta được một giọt máu của huyết tổ biến thành, cậu có thể xem ta là hóa thân huyết tổ. Ngô Bình vội vã vái chào, vãn bối Lý Huyền Bình, kính chào huyết tổ. Một người đàn ông với hình tượng trung niên mặc áo choàng đứng trước mặt anh, cười bảo, không ngờ cậu đã tu luyện thiên huyết kinh đến cảnh giới vương huyết. Tốt lắm, rất giỏi. Ngô Bình hỏi, vì sao tiền bối lại chiêu mộ đệ tử ở đây ạ? Huyết tổ đáp, ta và Dược tổ, Phù tổ là bạn chí cốt. Trước đây bọn ta từng thảo luận với nhau, sau đó quyết định sẽ cùng nhận đệ tử ở đây, truyền tài nguyên và truyền thừa của cả ba cho người đó. Ngô Bình hỏi, ba vị tiền bối làm thế, chắc chắn phải có nguyên nhân nhỉ? Huyết tổ đáp, đúng thế. Ba người chúng ta đều có dự cảm rằng dã tâm của tiên đình rất lớn, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Chúng ta bồi dưỡng cậu vì hy vọng trong tương lai cậu có thể đánh bại tiên đình, giúp chúng ta trở mình. Ngô Bình cười khổ, một mình chống lại tiên đình ư. E là rất khó làm được. Huyết tổ nói, chỉ cần cậu giết được đại thiên tôn, tiên đình sẽ tự khắc tan rã. Dứt lời, ông ấy xua tay, đó là chuyện của sau này. Sở dĩ ba chúng ta trở thành bạn chí cốt chính vì phát hiện vu, huyết, dược khi phối hợp lại, sẽ có cơ hội giúp con người khôi phục năng lực của thủy tổ loài người. Ngô Bình cả kinh, thủy tổ loài người là lúc nữ oa tạo ra con người, nhóm tổ tiên loài người đầu tiên được sinh ra chỉ có vài nghìn người thôi. Thủy tổ của loài người sở hữu năng lực vô song, có thể lên 9 tầng mây giết thần, xuống 9 tầng địa ngục bắt ma. Bọn họ tung hoành một thời gian, đời sau của họ gọi là Thái Cổ Chân Nhân. Không ngờ lại khôi phục được cả năng lực của thủy tổ loài người. Huyết tổ bảo, đúng thế. Nếu cậu có thể được như thủy tổ loài người, Đại Thiên Tôn sẽ không còn là đối thủ của cậu, cả tiên giới này cũng phải thần phục cậu. Ngô Bình hỏi, nhưng việc này chắc hẳn rất khó. Huyết tổ nói, đừng vội. Hãy tu luyện thiên huyết kinh trước, khi nào tu luyện đạt đỉnh mới có tư cách bàn luận đến thứ khác. Ngô Bình hỏi tiếp, vâng, không biết ở đây, huyết tổ có thể đưa cho vãn bối thứ gì? Huyết tổ bảo, cậu nên gọi ta là sư tôn rồi. Ngô Bình đáp, vâng, sư tôn. Lúc này huyết tổ mới hài lòng gật đầu, thật ra điểm khó nhất của việc tu luyện thiên huyết kinh là phải tìm được nhân huyết có chất lượng. Chỉ khi tìm được nhân huyết đủ mạnh, con mới hấp thu được trí tuệ và văn minh của loài người. Những thứ này có thể giúp con ngược dòng trở về dáng hình nguyên sơ nhất của loài người. Ngô Bình trầm ngâm, sư tôn nói rất có lý, con cũng từng có suy nghĩ tương tự. Huyết tổ cười đáp, vậy nên con mới trở thành đệ tử của ba người bọn ta. Trong động thiên này của ta có máu của 1 đến 7 đời Thái Cổ Chân Nhân, thậm chí còn có 3 giọt máu của thủy tổ loài người. Ngô Bình sững sờ, máu của thủy tổ loài người ấy ạ. Huyết tổ nói, bây giờ con đã đạt vương huyết, chắc là có thể hấp thụ máu tươi của 7 đời chân nhân rồi. Ngô Bình hỏi, 7 đời Thái Cổ Chân Nhân nghĩa là gì ạ? Huyết tổ đáp, con cái do thủy tổ loài người sinh ra chính là chân nhân đời đầu tiên, cháu trai cháu gái của thủy tổ là Thái Cổ Chân Nhân đời thứ hai. Cứ thế, qua mỗi đời, huyết mạch sẽ loãng đi 50%. Ngô Bình hỏi, nói vậy, huyết mạch của 7 đời Thái Cổ Chân Nhân chỉ có 1/128 của thủy tổ loài người. Huyết tổ bảo, đúng thế, thậm chí ít hơn. Vậy nên con phải bắt đầu tu luyện từ máu của 7 đời Thái Cổ Chân Nhân. Dĩ nhiên, trừ máu ra, ta còn có thứ khác muốn cho con. Chúng sẽ giúp con nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới cao nhất của thiên huyết kinh. Ngô Bình nói, con đã đạt đến cảnh giới đế ở giai đoạn nhân tiên, theo lý thuyết thì có thể đạt đến cảnh giới hoàng huyết. Huyết tổ gật đầu, con ở cấp bậc nhân hoàng, sẽ không khó đạt hoàng huyết. Đi theo sư tôn. Ngô Bình đi theo huyết tổ đến một cái hồ máu cực lớn. Máu trong hồ này tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Huyết tổ nói, đây là hồ hoàng huyết, được tạo thành từ máu của các hoàng đế qua các thời đại, cộng với sự hỗ trợ của lời chú và đại trận, cùng các loại linh dược khác. Lúc xây dựng hồ này, dược tổ và vu tổ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Con cứ ở đây tu luyện, sẽ dễ dàng đạt được hoàng huyết. Còn về việc có đạt đến thánh huyết hay không thì phải xem vận may của con rồi. Ngô Bình nhìn hồ rồi hỏi. Sư tôn đã đạt đến cảnh giới thiên huyết sao ạ? Huyết tổ đáp, thiên huyết kinh này do ta tự sáng tạo, ta đã từng thực hiện cảnh giới tổ huyết.
nhưng cảnh giới thiên huyết ở mức cao nhất cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ngô Bình cởi đồ ra rồi ngâm mình trong hồ máu, từng luồng năng lượng không ngừng thấm vào cơ thể qua lỗ chân lông. Anh lập tức khoanh chân ngồi xuống, tu luyện thiên huyết kinh. Có sự hỗ trợ của hồ máu, Ngô Bình tiến triển rất nhanh. Khoảng 3 ngày sau, máu trong cơ anh đột nhiên chấn động, quanh người tỏa ra khí tức hoàng đạo vô cùng mạnh mẽ. Hoàng huyết và vương huyết khác nhau ở chỗ, hoàng huyết không chỉ tiến vào cơ thể người khác mà còn nhỏ máu tái sinh. Một khi hoàng huyết tiến vào cơ thể người khác, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của người đó, biến thành huyết bộc. Thực lực của anh càng mạnh sẽ càng kiểm soát được nhiều huyết bộc. Ngoài ra, hoàng huyết còn có thể cải thiện tư chất của người khác. Chỉ cần một giọt máu là đủ để giúp người đó sở hữu thể chất phi thường. Sau khi có được hoàng huyết, cơ thể Ngô Bình cũng thay ra đổi thịt, thể lực được tăng cường đáng kể. Lúc này anh có cảm giác rất đói khát. Thế là anh uống viên long hổ thần đan đế phẩm kia vào bụng. Sức mạnh của một rồng một hổ đã nhanh chóng ngập tràn cơ thể anh. Song chẳng mấy chốc, luồng sức mạnh ấy đã bị hoàng huyết hút sạch. Bây giờ máu đã biến thành màu xanh nhạt, máu ở bên trong đã không còn thấy đâu nữa. Huyết tổ vẫn luôn đứng đó canh chừng. Ông ấy cười bảo, tốt lắm, bây giờ con đã đạt đến hoàng huyết. Ngày xưa ta đã sáng tạo ra rất nhiều pháp thuật thần thông có uy lực cực lớn, bây giờ sẽ chọn ra vài cái hữu ích để dạy con. Ngô Bình nói, sư tôn, bây giờ con có chút việc cần xử lý. Về pháp thuật thần thông của sư tôn, khi nào có thời gian, con sẽ đến luyện tập. Huyết tổ đáp, được, con cứ mang động thiên này ở bên mình, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Lời vừa dứt, quả nhiên Ngô Bình đã trở ra ngoài cổng, trong tay có thêm hai miếng ngọc bài. Lúc này, giọng huyết tổ vang lên trong đầu anh, miếng ngọc còn lại là vu đạo động thiên. Khi rảnh, con hãy đến đó tu luyện tâm pháp vu đạo. Ngô Bình gật đầu, vâng. Ra đến cửa động, anh thấy Lưu Hải Vương vẫn đang đứng đấy, bèn bảo ông có thể đi rồi. Lưu Hải Vương ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, cậu Ngô à, có phải cậu đã lấy được truyền thừa không? Ngô Bình lạnh lùng bảo, liên quan gì đến ông? Lưu Hải Vương vội đáp, không dám, tôi chỉ tò mò thôi. Ngô Bình mặc kệ ông ta, bay ra khỏi sơn động, trở về Vịnh Bạch Long. Anh còn phải đi tham gia đại hội tiên truyền cùng Tử Phi. Đại hội tiên truyền là ngày hội chiêu mộ đệ tử của Thiên Đạo Môn. Lần này anh sẽ tham gia với thân phận Trương Tiểu Bình, dù sao thì trở thành đệ tử của Thiên Đạo Môn cũng là một trong những điều mà Thiên Địa Kiếm Tông kỳ vọng ở anh. Anh vừa gặp Tử Phi, cô ấy liền cười bảo, em còn tưởng anh không về chứ. Ngày mai là đại hội tiên truyền rồi, anh có đi không? Ngô Bình đáp, phải đi chứ. Tử Phi nói, lần này có rất nhiều thiên kiêu tiên giới xuất hiện, anh phải nghĩ cách áp chế bọn họ là chuyện không dễ dàng. Có điều em nghe nói lần này Thiên Đạo Môn hào phóng lắm, sẽ thưởng lớn cho người đạt điểm số cao nhất. Thưởng gì vậy? Ngô Bình rất tò mò. Tử Phi đáp, Thiên Đạo Môn sẽ mở tài nguyên tu hành quan trọng nhất cho họ, thiên vực. Ngô Bình chưa từng nghe đến thiên vực, nhưng anh biết chắc thiên vực rất đáng gờm, bằng không Thiên Đạo Môn đã chẳng xem trọng như vậy. Quả nhiên, Tử Phi nghiêm túc nói, thiên vực rất bí ẩn, ngay cả Thiên Đạo Môn cũng chỉ tìm kiếm được một phần. Anh biết Đại Thiên Tôn không? Năm ấy Thiên Tôn nổi lên nhanh như vậy chính vì có thu hoạch ở thiên vực. Ngô Bình hỏi, Tử Phi, thiên vực rốt cuộc là nơi nào? Tử Phi đáp, em cũng không rõ, nhưng nghe bảo các vị thánh thượng cổ hầu như đều từng đến thiên vực. Ngô Bình gật đầu, xem ra không thể xem thường thiên vực. Tử Phi nói đến quy tắc của đại hội tiên truyền lần này, người tham gia phải có tư cách, tức là vượt qua sàng lọc. Sau khi vượt qua sàng lọc, mới được tham gia đại hội. Cảnh giới của người tham gia đại hội tiên truyền bắt buộc phải là địa tiên hoặc nhân tiên cảnh giới cực. Thiên tiên, bán bộ thiên tiên đều không thể tham gia. Đại hội chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là kiểm tra căn cốt, chỉ có 300 người sở hữu căn cốt tốt nhất mới được tiến vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đấu loại nhóm nhỏ. 300 người chia thành 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 30 người. 30 người này sẽ tiến hành đấu loại không hạn chế, cuối cùng giữ lại 5 người. 5 người đứng đầu của mỗi nhóm nhỏ sẽ tiến vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là vòng thách đấu tích điểm. Ở vòng đấu tích điểm, mỗi người đều phải khiêu chiến đối thủ khác, tối đa phải chiến đấu với 49 người. Tất nhiên, do tính quyết liệt của đại hội, rất ít người có thể đấu đủ 49 trận.
vì lúc đầu sẽ có rất nhiều người bị đả thương hoặc thậm chí bị đánh chết nên không tiếp tục chiến đấu được nữa. Trong quá trình chiến đấu, đánh thắng một người sẽ giành 2 điểm, hòa sẽ có 1 điểm, thua thì không được điểm. Cuối cùng, 30 người sẽ xếp hạng theo điểm số. Người đứng hạng nhất không chỉ có quyền trực tiếp lựa chọn thượng trưởng lão làm thầy, còn có thể vào thiên khố, thư viện của thiên đạo môn để chọn đồ. Thưởng tiền mặt cũng rất hậu hĩnh. Người đạt hạng nhất sẽ nhận được 100 triệu đồng thần long và một viên thiên đạo đan của thiên đạo môn. Ngoài ra, hạng nhất còn có cơ hội vào thiên vực khám phá. Dù có cộng mọi giải thưởng trước đó lại với nhau, cũng không bì được cơ hội lần này. Nghe đến đây, Ngô Bình cũng hơi lay động. Anh hỏi, mấy người đứng đầu đều có thể gia nhập thiên đạo môn à? Tử Phi đáp, vốn dĩ chỉ có top 3 được vào thiên đạo môn. Nhưng tình hình bây giờ khác xưa rồi. Không gian gập đã mở ra, anh tài trong thiên hạ đều tụ hội về đây. Vậy nên lần này, top 10 có thể gia nhập thiên đạo môn, chỉ khác địa vị thôi. Ví dụ hạng nhất là đệ tử ưu tú, hạng 2 và 3 là đệ tử thân truyền, hạng 4 và 5 là đệ tử chân truyền, hạng 6 đến 10 là đệ tử nội viện. Hạng 11 đến 15 có thể đến tu hành ở ngoại viện của thiên đạo môn đấy. Ngô Bình nói, nghĩa là chỉ cần nằm trong top 15 là có thể gia nhập thiên đạo môn. Tử Phi bảo, có thể hiểu là thế. Ngô Bình bày tỏ, tốt đấy, đây cũng là cơ hội phát tài cực kỳ tốt đối với anh. Rồi anh hỏi Tử Phi, em cũng là đệ tử thân truyền ở thiên đạo môn. Tử Phi ừ một tiếng, từ bé, em đã được bố mẹ đưa đến thiên đạo môn bái sư. Trong tộc của em có rất nhiều người làm trưởng lão của thiên đạo môn. Nhà họ Tử cũng khá là có thế lực ở thiên đạo môn. Ngô Bình nói, đi làm trước. Ngày mai anh sẽ đi tham gia đại hội tiên truyền. Xế chiều, Ngô Bình quay về vùng lân cận Vân Kinh. Anh vừa đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân và viện trưởng đang lo lắng. Nhắc thấy anh, viện trưởng như trông thấy vị cứu tinh, vội nói, bác sĩ Ngô còn không đến thì những người này sắp phá hỏng bệnh viện mất thôi. Ngô Bình bảo, tôi bận ra ngoài làm chút chuyện. Đạt đến cảnh giới hoàng huyết của thiên huyết kinh cũng giúp y thuật của anh được cải thiện rõ rệt. Nếu là bệnh thông thường, anh chỉ cần vỗ vài cái là trị khỏi, thế nên tốc độ chữa bệnh cũng tăng lên đáng kể. Thời gian bình quân để chữa khỏi cho một bệnh nhân không quá một phút. Ngô Bình bận rộn từ 1 giờ chiều đến 8 giờ tối. Trong 7 giờ đồng hồ, anh đã chữa trị cho gần 500 bệnh nhân. Liễu Y Y nói, vất vả cho bác sĩ Ngô quá rồi. Tối nay em mời anh ăn cơm nhé. Ngô Bình mỉm cười, được thôi. Nơi Liễu Y Y đến dùng bữa là một quán ăn khá gần bệnh viện. Diện tích không lớn, chỉ có 4 bàn. Chủ quán là một người què, có cô con gái 16 tuổi phụ giúp ở quán. Mùi vị thức ăn rất ngon, có thể thấy chủ quán rất có tay nghề. Buổi tối có rất ít người ra ngoài ăn cơm, vì chị An đường phố không tốt lắm, quán ăn rất vắng vẻ. Nhưng cũng không phải là không có ai. Ngoài Ngô Bình ra, bàn bên cạnh cũng có người ngồi. Bàn đó có hai người trẻ tuổi đang vừa uống rượu vừa nhỏ giọng chuyện trò. Ngô Bình ăn được vài miếng thì nghe một người đàn ông bảo, nghe tin gì chưa? Xung quanh Đông Doanh xuất hiện 100.000 hải đảo, trên đảo có thổ dân khát máu sinh sống. Nghe nói chỉ trong một đêm, 1/3 người Đông Doanh đã bị thổ dân khát máu trên đảo giết sạch, đa số là nam thanh niên và người già. Bây giờ Đông Doanh chẳng còn bao nhiêu đàn ông nữa, toàn là phụ nữ. Vương của Đông Doanh đã cử sứ giả đến nước Long xin giúp đỡ, nhưng hoàng đế nước Long mặc kệ. Ngô Bình giật mình, bèn sang ngồi bàn của hai người kia, cười hỏi, chào hai vị. Vừa rồi nghe hai vị nói Đông Doanh xảy ra chuyện lớn. Chẳng hay, vương của Đông Doanh là ai? Cả hai thấy anh lịch sự, một trong hai liền đáp, là thế này, ban đầu Đông Doanh thấy xung quanh xuất hiện vô số hòn đảo, bèn lập tức sai người đánh chiếm. Hoàng thất Đông Doanh nhân cơ hội này để lấy lại quyền lực. Song lại không dám xưng hoàng, đối ngoại đều tự xưng là vương của Đông Doanh. Ngô Bình hỏi, thực lực của thổ dân trên 100.000 hòn đảo quanh Đông Doanh chắc hẳn rất mạnh. Người kia nói, nghe bảo những hòn đảo ấy chủ yếu thuộc 3 thế lực lớn, Thiên Tinh Môn, Doanh Châu, Nước Oa. Tính ra, Đông Doanh cũng từng là một phần của Nước Oa. Có điều hiện nay Nước Oa đang hỗn loạn, 8 người con trai của vương đang tranh giành vương vị. Ngô Bình gật đầu, có vẻ sau khi không gian mở ra, nước Đông Doanh cũng mở rộng rất nhiều. Người kia bảo, Nước Oa chiếm giữ hàng chục nghìn hòn đảo, chọn bừa một đảo cũng to hơn Đông Doanh. Vậy nên không bao lâu nữa, Đông Doanh sẽ bị Nước Oa thôn tính thôi.
Trong ba thế lực đó, Doanh Châu mạnh nhất. Đây là một thế lực tu chân, có tiếng là sở hữu hàng triệu môn đồ, có mối liên hệ chặt chẽ với tiên giới. Thời Tiên Quốc, Doanh Châu từng là một phần của Tiên Quốc. Thực lực của Thiên Tinh môn thì ngang ngửa nước Oa, môn phái này mạnh về trận pháp. Ngô Bình hỏi, nước Long cách nơi này bao xa? Người kia ngẫm nghĩ, chắc là vài trăm nghìn dặm, nhưng nếu độn hành nhanh thì chắc cũng không xa lắm. Ngô Bình cảm ơn họ rồi trở về bàn mình. Liễu Y Y hỏi, bác sĩ Ngô à, ở Đông Doanh có người nào hay có chuyện gì làm anh lo lắng sao? Ngô Bình đáp, ừ, anh có bạn ở đó, cũng không biết họ ra sao rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ đến Đông Doanh một chuyến. Liễu Y Y nói, dạo trước có vài bệnh nhân còn bàn luận về Doanh Châu, bảo Doanh Châu là một hòn đảo rất rộng lớn, diện tích còn lớn hơn cả địa cầu ban đầu. Ngô Bình bỗng hỏi, địa cầu ban đầu là một tinh cầu, bây giờ nó trông như thế nào nhỉ? Liễu Y Y cười bảo, muốn đi xem thật đấy. Muốn xem địa cầu trông như thế nào thì cứ bay lên vùng không trung cao nhất, như thế mới quan sát được. Ngô Bình bảo, được, ăn cơm xong, anh sẽ dẫn em đi xem. Hai người ngồi ăn bên cạnh vội khuyên nhủ, này cậu bạn, trên trời nguy hiểm lắm, gió to mà thổi một cái thôi là thần anh của mình bị thổi tan luôn đấy, xương cốt cũng nát vụn luôn. Còn có gió lạnh trên cửu thiên nữa chứ, đến thiên tiên còn không trụ được lâu ở đây nữa là. Ngô Bình không hề biết những điều này nên đã cảm ơn người đó. Đồ ăn khá ngon, nhưng tu vi càng cao thì Ngô Bình càng không còn khẩu vị với đồ ăn của thế tục nữa, vì thế hầu như anh chỉ nhìn Liễu Y Y ăn. Ăn xong, Ngô Bình bỏ tiền báu xuống bàn rồi rời đi, xong vẫn không quên nói cảm ơn với chủ quán. Bọn họ vừa đi ra ngoài thì có một bóng đen lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, đó là một người đàn ông trung niên cầm dao găm, sau đó đâm thẳng vào ngực của Ngô Bình. Ngô Bình không hề né đi, để mặc cho con dao đâm vào người mình, nhưng có một tiếng động vang lên, một luồng sức mạnh phản vệ mạnh mẽ đã bắn ngược vào người đàn ông, ông ta hét lên đau đớn rồi bay ra xa, cả cánh tay đã gánh nát. Cùng lúc đó còn có một luồng sức mạnh khủng khiếp tấn công vào cơ thể ông ta, khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta dập nát, thập tử nhất sinh. Ngô Bình tiến lên hỏi, sao ông lại muốn giết tôi? Người đàn ông thoi thóp rồi kinh hãi nói, tôi định cướp tiền của cậu, nhưng không ngờ cậu lại mạnh thế, cứu tôi với. Ngô Bình mặc kệ ông ta, sau đó đưa cửu bảo tiên y cho Liễu Y Y mặc rồi cười nói, đi, chúng ta đi xem thế giới bây giờ ra sao rồi. Anh kéo Liễu Y Y bay vút lên cao, họ càng bay càng cao, loáng cái đã biến mất trên không trung. Họ vừa bay được một đoạn thì trên cao xuất hiện gió lớn, cơn gió có uy lực rất mạnh, tu sĩ dưới cảnh giới Long Môn không thể chịu được. Lên cao tiếp nữa là đến tầng khí giá lạnh, nhiệt độ giảm cực sâu, với tu vi hiện giờ mà Ngô Bình vẫn còn thấy lạnh. May mà Liễu Y Y mặc cửu bảo tiên y và được Ngô Bình che chở nên không cảm thấy gì. Họ bay lên cao tiếp thì thấy có một đám mây nhiều màu sắc, Ngô Bình biết trong các đám mây này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nếu chạm phải thì chúng sẽ nổ tung ngay, vì đây chính là lôi vân. Họ bay tiếp và vượt qua khu vực của lôi vân, sau đó tiến vào một không gian u tối, xung quanh không có một vì sao nào, đây cũng chính là nơi lạnh nhất trong vũ trụ. Khi ở đây, con người sẽ thấy cô đơn và nhỏ bé cùng một cảm giác sợ hãi từ trong sâu thẳm. Dù Ngô Bình đã là tu sĩ có tu vi cực cao, nhưng cũng không cản được cảm giác ấy. Nhìn kìa, Liễu Y Y hô lên. Ngô Bình phóng trường vực ra, để một chút không khí bao lấy Liễu Y Y, giúp cô ấy có thể hít thở, vì thế cô ấy mới thích ứng được với không gian này. Ngô Bình nhìn xuống thì thấy có một chùm sáng to như quả bóng bầu dục, bên trong không chỉ có một mặt trăng và mặt trời, chúng di chuyển theo một quy luật phức tạp và chính xác quay quanh chùm sáng này. Vì thế người ở bên dưới có thể nhìn thấy ban đêm và ban ngày. Ngô Bình ngẩn ra nói, đây chính là thế giới mà chúng ta sống ư. Liễu Y Y, to thật đấy, nhưng em vẫn không nhìn rõ nó vận chuyển thế nào. Ngô Bình cười nói, làm sao nhìn rõ được, không gian trên này có kết cấu rất phức tạp, có phải không gian ba chiều đơn giản đâu. Hình như thế giới này có ba tầng, đại lục Côn Luân của chúng ta chắc ở tầng một. Ngô Bình có đôi mắt xuyên thấu nên mới nhìn rõ. Liễu Y Y, còn tầng bên trên thì sao? Là thế nào? Ngô Bình, tầng bên trên rất thần bí, anh cũng không nhìn rõ. Nhưng anh có thể nhìn rõ tầng ở dưới, môi trường ở đó rất khắc nghiệt, ánh sáng kém, không khí ô nhiễm, nhiều nơi còn rất nóng, nơi thì lại quá lạnh, không có nhiều thực vật hay sinh vật sống được, nói chung là một nơi tồi tàn.
Liễu Y Y, chẳng lẽ là địa ngục trong truyền thuyết? Ngô Bình cười nói, ai biết được, nhưng anh không có hứng thú với nơi này. Đúng lúc này, Ngô Bình đã nhìn thấy có một con cự long dài cả nghìn mét ở phía xa, nó kéo theo một cung điện bằng đồng bay trong vũ trụ. Liễu Y Y cũng nhìn thấy, cô ấy hô lên, thứ gì thế anh? Ngô Bình cảm nhận được uy áp khủng khiếp phát ra từ trong cung điện này, anh kéo Liễu Y Y trốn ra xa, sau đó quay lại mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Bay lên thì dễ, nhưng khi về thì hơi phiền hà. Vì không gian ba tầng phức tạp này đang vận chuyển, mình chỉ ở trên cao một lát thì phía dưới đã có rất nhiều đổi thay rồi. May mà Ngô Bình có đôi mắt nhìn xuyên vạn vật nên có thể xác định vị trí, vì thế hơn một tiếng sau thì họ đã đáp xuống vị trí ban đầu rồi. Liễu Y Y vừa đáp đất đã hào hứng nói, xuất sắc. Được trải nghiệm điều này một lần trong đời là quá đủ rồi. Ngô Bình, chúng ta về nhà thôi. Hai người vừa về đến Vịnh Bạch Long thì nghe thấy bên trong có tiếng động lớn, Ngô Bình nhanh chóng đi vào quan sát thì thấy có một con thủy xà và một con quái ngư đang đánh nhau giữa sông. Chúng đều đã thành tinh nên rất mạnh, đánh nhau đến sát bờ rồi, nhiều người đứng xem sợ quá đều phải lùi lại. Ngô Bình nổi giận nói, biến, không tao làm thịt chúng mày bây giờ. Tiếng gào chưa lực tinh thần khủng khiếp của anh dội vào trong thức hải của hai con tinh quái kia, chúng giật bắn mình rồi chui xuống nước, không dám đánh nhau nữa. Bây giờ, Vịnh Bạch Long đã sáp nhập hệ sông lớn hơn, vì thế thường xuyên có sinh vật thủy tộc mạnh mẽ đến đây đấu đá, gần như ngày nào cũng phải vài trận. Nhiều lúc, các loài tinh quái còn đánh nhau lên tận bờ, khiến nhiều người thiệt mạng. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi quay về Hưng Long, sau đó gọi con cá vương đến. Nó đã nhận được khá nhiều lợi ích từ anh nên thực lực hiện giờ đã mạnh hơn nhiều. Con cá vương quay lại Vịnh Bạch Long, còn Ngô Bình về luyện một lò ngư long đan, thành phẩm là 3 viên đan dược cấp truyền kỳ. Anh cho cá vương một viên, nó phấn kích tới độ nhảy cao lên cả chục mét, sau đó chìm sâu xuống đáy. Ngô Bình mặc kệ nó rồi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải tham gia đại hội tiên truyền. Tối đó, trong Vịnh Bạch Long có sấm chớp đùng đoành. Tiếng nước chảy xối xả khiến nhiều người bị mất ngủ. Sáng hôm sau, Ngô Bình đi ra bờ sông rồi nói, ra đây. Một con cá khổng lồ dài cả trăm mét ngoi lên mặt nước, người nó dẹt, mọc thêm 4 cái móng búa, còn đầu thì biến thành đầu rồng. Nhìn thấy sự thay đổi của cá vương, Ngô Bình nói, xem ra mày tiến hóa khác với cá chép nhỉ, giờ là nửa cá nửa rồng thôi, nhưng thực lực không thua gì thuồng luồng đâu. Cá vương nói tiếng người, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, cố mà tu luyện, tiện thể trông chừng khu này, đừng để các loài tinh quái khác gây chuyện. Vâng, cá vương. Sau đó, Ngô Bình đã dẫn Tử Phi cùng đến Thiên Đạo Môn để tham gia đại hội đan truyền. Nơi diễn ra đại hội nằm ở một thung lũng cách Thiên Đạo Môn không xa, khi Tử Phi dẫn Ngô Bình đến đây thì thấy người đông như biển. Ngô Bình, xếp hàng thôi. Tử Phi cười nói, không cần, đi theo em. Cô ấy dẫn Ngô Bình đi đến trước một thước đo kiểm tra, có vài đệ tử của Thiên Đạo Môn phụ trách việc tuyển chọn ở đây. Nhìn thấy Tử Phi, họ đều đứng dậy hành lễ, sư tỷ. Tử Phi gật đầu, đây là Trương Tiểu Bình anh họ của tôi, phiền mấy sư đệ kiểm tra cho anh ấy trước nhé. Mấy người kia cười nói, ra là anh họ của sư tỷ, được ạ. Anh Trương, anh hãy dồn toàn lực rồi đánh vào cái thước này, nó sẽ hiển thị sức mạnh của anh. Người khác nói, chỉ cần đạt mức là qua cửa. Ngô Bình gật đầu rồi tung bừa một đấm vào đó, mặt trước của cái thước lóe lên, ngọn lửa đã vượt qua vạch màu đỏ rồi nhưng vẫn dâng cao lên tiếp cho tới khi chạm đến đỉnh. Mấy người đó ngẩn ra, đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống, ai cũng phải trò mắt vì Ngô Bình quá mạnh. Anh Trương đã qua vòng, mời sang vòng khác. Ngô Bình nhìn thấy tỷ lệ loại ở vòng này rất cao, chỉ có 2 đến 3 người trong tổng số 10 người qua vòng. Cứ thế, Tử Phi lại dẫn Ngô Bình đến vòng thi thứ 2, đó là một quả cầu đá khổng lồ. Bề mặt của quả cầu này được khắc phù văn, người dự thi phải phóng thần niệm vào bên trong. Thần niệm càng mạnh thì ánh sáng mà quả cầu phát ra càng mạnh, màu sắc cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa, quả cầu còn có thể kiểm tra được chất lượng của nguyên thần, cao nhất sẽ là màu tím, tiếp đến màu lam, màu xanh lá, màu vàng kim, màu đỏ và màu trắng. Ngô Bình quan sát thì thấy những người đang kiểm tra hầu như chỉ phát ra được ánh sáng trắng, hiếm lắm mới có màu đỏ, nếu ánh sáng đỏ đạt đến một độ sáng nhất định thì sẽ qua vòng. Ngô Bình xếp hàng chờ kiểm tra, khi đến lượt thì anh chạm tay lên quả cầu đá rồi truyền thần niệm vào,
nhưng anh chỉ truyền 1/50 mà thôi. Ngay sau đó, quả cầu đã tỏa ra ánh sáng màu tím, ánh sáng bay cao hơn chục mét, khiến mọi người ở xung quanh phải né sang một bên. Các đệ tử phụ trách kiểm tra cũng phải kinh ngạc nói, nguyên thần cấp tím. Hơn nữa còn chạm đến giới hạn. Trông thấy vẻ choáng ngợp của mấy người đó, Tử Phi đắc ý nói, đây là Trương Tiểu Bình anh họ của tôi, sau này anh ấy cũng sẽ là sư huynh của mấy cậu. Dù mấy người kia có ngốc đến mấy cũng biết Trương Tiểu Bình này chính là một hạt giống thiên kiêu, vì thế tất cả đều chào hỏi lễ phép với anh. Ánh sáng màu tím cũng làm kinh động đến người ở hai vòng kiểm tra khác, khi họ nhìn thấy Ngô Bình đi tới thì đều có vẻ mong chờ. Vòng thứ ba có một cái ghế, người dự thi sẽ ngồi lên đó, sau đó chiếc ghế sẽ tiến hành quét kiểm tra cơ thể của họ. Kết quả kiểm tra thấp nhất là phàm thể, tiếp đến linh thể, bảo thể, vương thể, thánh thể và tiên thể chí tôn. Trong đó, linh thể và bảo thể được chia tiếp thành ba cấp nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Vương thể và thánh thể thì cực hiếm, trong thiên đạo môn cũng không có ai, còn tiên thể chí tôn thì chưa từng xuất hiện bao giờ. Ngô Bình không muốn làm người khác kinh hãi nên đã thi thiên huyết của mình lại, chỉ cho huyết dịch bình thường ra thôi, ngoài ra anh còn điều chỉnh cơ thể khiến mình không quá xuất sắc. Các đệ tử phụ trách việc kiểm tra cũng rất khách sáo với anh Trương, mời anh. Ngô Bình ngồi xuống ghế, sau đó cảm thấy có rất nhiều nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể mình. Khoảng 30 phút sau, các nguồn năng lượng ấy đã biến mất. Sau đó, đã có vài số liệu xuất hiện trên chiếc bảng màu vàng cạnh ghế. Những người khác vội nhìn ngay rồi hô lên, một người nói, là thánh thể. Tử Phi cười nói, còn một vòng cuối nữa, chúng ta đi thôi. Vòng cuối này là kiểm tra lực chiến đấu. Vì dù tư chất có tốt đến mấy mà lực chiến đấu kém thì cũng vứt. Ba vòng thi trước đã loại 99% người dự thi đi rồi, giờ chỉ còn 1 đến 2 người trong số 100 người có thể tiến vào vòng này thôi, và Ngô Bình là một trong số đó. Kiểm tra lực chiến đấu chính là vòng thi đấu với con rối võ đạo mà Ngô Bình đã quá quen thuộc, con rối võ đạo ở dây thấp nhất là cấp 5, cao nhất là cấp 50. Chỉ khi đánh thắng được con rối cấp 5 thì mới qua vòng. Nhưng do điểm kiểm tra chỉ có giá trị tham khảo nên người dự thi phải đánh lên tiếp tới khi bị con rối hạ gục mới thôi. Tử Phi cười nói, anh họ, trong lịch sử của thiên đạo môn thì có người đánh bại con rối cấp 50 rồi, anh định bắt đầu từ cấp mấy? Ngô Bình, 40 đi. Tử Phi gật đầu, được. Một con rối được thả ra, xung quanh nó có rất nhiều phù quang, khí tức tỏa ra cũng mạnh, nó có 4 tay 4 chân, trong đó có 2 tay cầm vũ khí. Ngô Bình không nói nhiều mà lao lên chiến luôn, anh không dùng vũ khí mà chỉ đánh tay bo. Anh cảm thấy con rối này ngang cơ với con rối cấp 50 trong tháp tiên võ. Sau khi giao đấu vài chục chiêu, anh đã đấm vỡ đầu nó. Ngô Bình đã đánh bại con rối võ đạo cấp 128 nên đương nhiên con này không phải đối thủ, vì thế anh tiếp tục hạ gục con cấp 41, 42. Đến con rối cấp 45 thì anh mới giả vờ thua. Tuy thế thì Ngô Bình cũng là người mạnh thứ hai trong lịch sử của thiên đạo môn. Qua vòng, các đệ tử phụ trách kiểm tra hô lên. Tử Phi, chúc mừng, anh đã thông qua tuyển chọn, đi theo em vào trong đăng ký thôi. Cô ấy đã quá quen thuộc với nơi này nên nhanh chóng dẫn Ngô Bình đến một biệt viện rất rộng, nơi này do các trưởng lão của thiên đạo môn quản lý. Tử Phi lấy 4 tờ giấy chứng nhận qua vòng ra, bên trên có ghi kết quả kiểm tra của Ngô Bình. Một người đàn ông trung niên để râu trong phòng cầm lấy tờ giấy rồi đọc, sau đó ngạc nhiên nói, sức mạnh vượt mức, nguyên thần cấp tím, thánh thể, đánh bại con rối cấp 44, đây chính là hạt giống thiên kiêu rồi. Tử Phi, Lưu trưởng lão, đây là anh họ của tôi. Lưu trưởng lão cười lớn rồi nói với Ngô Bình, cậu tên gì? Là người của môn phái nào? Ngô Bình, tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu trưởng lão gật gù nói, tốt lắm, Trương Tiểu Bình, cậu là thành viên mới cấp hạt giống thiên kiêu, vì thế tôi sẽ tách cậu và các hạt giống thiêu kiêu khác ra rồi chia vào từng nhóm, để tránh các cậu xô xát. Ngô Bình, Lưu trưởng lão, khi nào thì vòng loại bắt đầu ạ? Lưu trưởng lão, 3 ngày đầu là tuyển chọn, khi nào xong thì mới bắt đầu vòng loại. Tử Phi, anh họ, nhân lúc rảnh, để em dẫn anh đi tham quan thiên đạo môn nhé. Ngô Bình, thôi anh phải về nhà một chuyến đã, 3 ngày nữa anh sẽ quay lại. Tử Phi gật đầu, cũng được, em chờ anh. Chào Tử Phi xong, Ngô Bình quay về Hưng Long. Về đến nhà rồi,
anh lấy ngọc bài động thiên ra rồi đi vào động thiên của dược tổ. Mục Vũ nhanh chóng ra đón tiếp, chủ nhân. Ngô Bình, Mục Vũ, lần trước cậu bảo sư phụ để lại ít đan dược, chúng đâu? Mục Vũ, chủ nhân đi theo tôi. Anh đi theo Mục Vũ đến một cung điện được xây bằng ngọc thạch, cậu ta mở cửa cung điện ra thì Ngô Bình nhìn thấy một hàng lang rất dài, hai bên đường có rất nhiều cánh cửa, phía sau mỗi cánh cửa đều là một gian phòng. Mục Vũ, đây là đan dược luyện chế ở các giai đoạn khác nhau, viên này là chủ nhân luyện chế lúc ở cảnh giới nhân vương, còn đây thì khi là địa tiên sơ kỳ, còn viên này thì là lúc ở cảnh giới động thiên, cậu ta nói rõ từng cái một. Ngô Bình sáng mắt lên nói, dẫn tôi đến mấy phòng cuối xem nào. Mục Vũ, nhưng chủ nhân cũ dặn là chủ nhân phải luyện chế được đan dược ở căn phòng phía trước thì mới được lấy đan dược ở phòng phía sau. Ngô Bình, thì cũng phải cho tôi xem một chút chứ. Mục Vũ, vâng. Vì thế Ngô Bình đã đến xem đan dược mà dược tổ luyện chế khi ở cảnh giới linh biến. Mục Vũ mở cửa ra, Ngô Bình nhìn thấy có 4 ô vuông trên một cột ngọc ở bên trong. Trong mỗi ô vuông có một cái bình ngọc. Những chiếc bình này rất đặc biệt, nó có thể giữ cho đan dược ở bên trong không bị mất dược tính. Ngô Bình mở bình đan dược đầu tiên ra thì thấy có một viên đan dược màu xanh. Anh quan sát rồi nói, đây là đan dược luyện hình, hay đấy, chắc tôi cũng luyện chế được. Anh bảo Mục Vũ đi lấy lò luyện đan, cậu ta nhanh chóng đi ngay rồi khiêng một cái lò đến. Cái lò này trông cũ lắm rồi, nhưng rất oai phong. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, lò luyện này rất đặc biệt, tốt hơn 3 viên của đại điện nhiều, sư phụ tôi từng uống nó rồi à? Mục Vũ gật đầu, đây là lò luyện đan mà chủ nhân cũ dùng ở cảnh giới địa tiên, nó là tứ hoang thần lò, thuộc cấp tam phẩm. Ngô Bình cười nói, được, tôi sẽ dùng nó để luyện đan. Ngô Bình lấy một phiến ngọc trong ô vuông ra, bên trên có giới thiệu kỹ về đan dược. Loại đan dược này có tên là cửu thiên bá thể đan. Uống nó vào thì tu sĩ sẽ có bá thể cửu thiên nhờ luyện hình. Bá thể cửu thiên mạnh ngang với bá thể hoang cổ của Lý Huyền Bá, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, đây cũng là lý do mà luyện chế nó rất khó. Ngô Bình bắt đầu luyện đan, lò luyện đan này rất hay, anh tập trung toàn bộ sức lực để luyện bình luyện hình đan đầu tiên. Bên ngoài đan dược này có 3 tầng phù quang bao phủ, nó là đan dược cấp đế. Tuy chỉ ở cấp này, nhưng vẫn khó luyện chế được. Vì 3 tầng phù quang tương đương với 3 dược hiệu đặc biệt mà dược tổ trang bị cho đan dược này. Ngô Bình đã chuẩn bị đủ dược liệu, anh vừa nghiên cứu đan dược vừa thử luyện đan. Lần thứ nhất, anh miễn cưỡng thành công, nhưng chỉ là một viên đan dược cấp tam phẩm. Lần thứ hai, anh đã lĩnh hội được kiến thức, cuối cùng thì cũng cho ra đan dược cấp nhất phẩm, nhưng vẫn chưa đến được cấp đế. Vì thế, anh tiếp tục luyện lò thứ 3, hiệu quả ở lần này khác hẳn. Đan dược đã đạt cấp phương phẩm. Mãi đến lò thứ 4 thì Ngô Bình mới đạt được cấp đế phẩm, nhưng anh không bằng lòng với kết quả đó, mà tiếp tục luyện lò thứ 5 dựa vào kinh nghiệm từ những lần trước. Đan dược ở lần này đã đạt đến cấp truyền kỳ. Được đấy, Ngô Bình rất hài lòng, anh rời khỏi động thiên, sau đó bảo Đường Tử Di mang bán cửu thiên bá thể đan cấp tam phẩm. Đường Tử Di hỏi, đan dược tam phẩm chắc đấu giá không được nhiều đâu anh nhỉ? Ngô Bình, đây là cửu thiên bá thể đan, luyện chế khó lắm, hơn nữa dược liệu cũng hiếm nên chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Đường Tử Di, anh định giá bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, 100 triệu tiền báu, mỗi lần tăng giá là 10 triệu. Đường Tử Di kinh ngạc nói, 100 triệu ư? Ngô Bình ừm một tiếng, em cứ thử đi, không thì mình lại hạ giá. Điều khiến Ngô Bình bất ngờ mà. Đan dược vừa được mang ra đấu gái thì đã có 3.000 người tham gia, vì thế giá đã được đẩy lên cao ngất. Trong lúc đấu giá, số lượng người tham gia đã lên đến con số 100.000 người. Đường Tử Di nói, hình như họ rất muốn có được viên đan dược này, nó có tác dụng gì thế anh? Ngô Bình, uống nó rồi thì sẽ có bá thể cửu thiên, nhờ đấy mà tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng dễ thành công hơn. Đường Tử Di, chồng, Tử Yên luôn cố gắng tu luyện. Hay anh giúp em ấy có thể chất đó đi. Ngô Bình cười nói, được thôi, để anh tìm trong số đan dược mà dược tổ luyện chế, nếu có thì anh sẽ lấy cho em ấy. Sau đó, Ngô Bình bắt tay vào luyện chế lục nan đan. Giai đoạn hư tiên sẽ phải trải qua tam tai lục nan thì mới có thể trở thành thần tiên. Lục nan có nghĩa là 6 lần vận khí suy yếu, hay còn gọi là vận xui. Khi ấy, tu sĩ sẽ thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần hỗn loạn.
từ đó xảy ra nhiều tình huống bất ngờ nên nó thường khiến tu sĩ nhức đầu hơn tam tai rất nhiều. Lục nan đan là một loại đan dược giúp tu sĩ tránh khỏi kiếp nạn bằng cách điều chỉnh tâm tính, đương nhiên nó khó luyện chế hơn tam tai đan. Ngô Bình thử luyện lò thứ nhất, thành phẩm là 3 viên đan dược nhị phẩm. Anh uống xong thì thấy tinh thần phấn chấn, tư duy minh mẫn. Lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu, đan dược vừa được mang ra thì mọi người đã ổ lên. 100 triệu, 150 triệu, 200 triệu, giá vẫn tăng không ngừng. Cuối cùng đan dược đã thuộc về một người bỏ ra 390 triệu. Đường Tử Di lẩm bẩm, không ngờ bán được với giá cao vậy. Ngô Bình, em đấu giá thêm một viên đan dược tương tự nhưng là cấp nhất phẩm. Đường Tử Di gật đầu, sau đó bảo Tiên Nhi nhập số liệu. Tin tức vừa được công bố, các tu sĩ tại đây đã như bùng nổ. Giá khởi điểm của viên đan dược này là 300 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 20 triệu. Nửa tiếng sau, buổi đấu giá bắt đầu, cạnh tranh vẫn rất gay gắt, nhưng chưa nới nửa phút sau, giá đã được đẩy lên thành 1 tỷ 80 triệu. Chốt, Tiên Nhi tuyên bố kết quả. Đường Tử Di ngẩn ra nói, Huyền Bình, mấy người này giàu thế. Ngô Bình nói, đã là gì đâu, nhiều môn phái còn dám bỏ ra cả vài chục tỷ chỉ để bồi dưỡng thiên kiêu đấy. Anh nói tiếp, nhìn đây, em bán đấu giá tiếp lục nan đan nhị phẩm đi. Đường Tử Di, giá bao nhiêu anh? Ngô Bình, đan dược này cũng khá khó luyện, giá khởi điểm 20 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 2 triệu. Vì thế, Đường Tử Di tiếp tục đấu giá lục nan đan, số người tham gia chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Loáng cái, giá của lục nan đan cũng đã được đẩy lên cao thành 60 triệu. Cứ thế, Đường Tử Di bán tiếp viên thứ hai, thứ ba. Lần này, Ngô Bình đã thu về được 1 tỷ 670 triệu. Đường Tử Di, Huyền Bình, nhà máy thuốc mà mình mở trước kia đã đầu tư bao nhân công và dược liệu, giờ thế giới thay đổi, thế là bỏ không hết à? Ngô Bình vẫn nhớ các loại thuốc mà mình từng sản xuất không còn nhiều giá trị ở thời điểm hiện tại nữa, vì thế chất của hầu hết mọi người đều đã tăng lên, giờ hiếm ai mắc bệnh tiểu đường hay tim mạch nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra cũng không bỏ uổng đâu, chúng ta chỉ cần sửa đổi lại một chút là có thể nghiên cứu ra các loại thuốc nâng cao thể chất của người bình thường. Hơn nữa, sau này khách hàng của chúng ta không chỉ có người dân của Viêm Long, mà là toàn thế giới. Nếu thuốc của mình tốt thì lo gì không bán được. Đường Tử Di hỏi, nhưng chúng ta sẽ làm thuốc gì? Có chắc bán được không? Ngô Bình, đương nhiên là các loại thuốc nâng cao tư chất. Không phải ai cũng tu tiên được. Anh sẽ nghiên cứu ra loại thuốc khiến ai uống vào cũng có thể tu tiên được. Đường Tử Di, thế là phổ cập tu tiên à? Ngô Bình, chưa đến mức ấy, loại thuốc này chỉ có thể thúc đẩy tiềm năng của con người thôi, ai có tiềm năng kém thì không thấy được hiệu quả. Ngô Bình rất giỏi luyện đan nên đã nghiên cứu ra loại thuốc ấy ngay. Đến tối, anh gần như đã hoàn thành xong phương thuốc, sau đó bắt đầu điều chỉnh dược liệu. Sang ngày hôm sau, anh đã rất hài lòng với thuốc của mình và đặt tên cho nó là Tiên Lộ. Sau đó, anh bảo Đường Tử Di tìm 100 người bình thường đến thử tác dụng của thuốc. Kết quả là uống Tiên Lộ xong, ban đầu mọi người đều thấy khó chịu, nhưng loáng cái đã bình thường trở lại. Không lâu sau, họ đều có sự thay đổi, người tăng nguyên khí, người tăng lực tinh thần, còn có người mở được huyết mạch hay thậm chí là có thiên bẩm. Cuối cùng trong số 100 người thử thuốc đã có 36 người có sự chuyển biến tốt. Có 21 người trong số đó đã đủ tư cách tu hành và gia nhập các môn phái nhỏ. 15 người còn lại thì có 5 người có tư chất khá, số còn lại thì có thể gia nhập môn phái tầm trung. 64 người kia tuy không có sự thay đổi rõ ràng, nhưng thể chất cũng đã mạnh hơn. Ngô Bình rất hài lòng nên đã mua thật nhiều dược liệu, để sản xuất Tiên Lộ với số lượng lớn. Sau đó, Ngô Bình đến công trường đã dừng hoạt động một thời gian nhưng thiết bị vẫn có thể sử dụng được. Anh gọi một số nhân viên kỹ thuật đến, giúp mình dùng những thiết bị này luyện Tiên Lộ. Công nghệ luyện Tiên Lộ rất phức tạp, anh vừa làm vừa điều chỉnh, quá trình này kéo dài tới khi trận đấu nhóm của Đại hội Tiên Truyền diễn ra. Trước khi trời sáng, thiết bị gần như đã được điều chỉnh xong, anh cho công nhân thử sản xuất trước còn anh thì quay về Đại hội Tiên Truyền. Lúc anh quay về nhà, Tử Phi đã đứng đó chờ. Cô ấy cười nói, em đã lấy số giúp anh, số của anh là số 12. Được xếp vào nhóm thứ 6, nhóm của các anh có 47 người. Ngô Bình, không phải mỗi nhóm có 30 người sao?
Tử Phi, có nhiều người qua được vòng tuyển chọn nên số người tham gia tăng lên, bây giờ mỗi nhóm đều có 40, 50 người. Tử Phi nhanh chóng dắt Ngô Bình đến một quảng trường, xung quanh quảng trường là tường bao, chiếm diện tích tầm 10 mẫu. Tiếp đó, 47 người của nhóm thứ 6 sẽ vào trong khu vực tường vây, khi bắt đầu tính giờ, họ sẽ phải tấn công nhau cho đến khi số người còn sót lại trong quảng trường không quá 5. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, đào thải kiểu đó rất dễ có chuyện không hay xảy ra. Tử Phi, đương nhiên rồi. Trước đây luôn có người có tư chất tốt bị đánh chết ở vòng loại. Có điều, chuyện này cũng khó tránh mà, nếu bị người ta đánh chết thì chứng tỏ không may thôi. Người không may mắn thì không có tư cách gia nhập thiên đạo môn được. Ngô Bình, 47 người mà chỉ chừa 5 người, 42 người còn lại không chết cũng bị thương. Tử Phi, xác suất chết khá cao, nhóm của anh ít nhất phải có 5 người chết, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Một lúc sau, một trưởng lão xuất hiện, hạ giọng nói, cả 6 nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng, một tiếng nữa vào sân. Lúc này có người tiến về phía Ngô Bình, nói, anh bạn, nếu muốn sống thì hãy chuẩn bị cho tôi 100 triệu tiền bùa. Ngô Bình thản nhiên đáp, tôi không hiểu anh đang nói gì. Người đó khó chịu nói cho anh biết, chúng tôi đã tạo thành liên minh rồi. Nếu anh đưa tiền thì chúng tôi sẽ không đối phó với anh hoặc đánh chết anh. Nếu anh không chịu đưa tiền thì xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ đánh chết anh ngay. Ngô Bình hỏi, liên minh của các anh có bao nhiêu người? Người đó kiêu ngạo đáp, 17 người. Ngô Bình gật đầu, anh về nói lại cho họ biết, nếu không muốn bị đánh chết thì mỗi người hãy đưa cho tôi 1 tỷ tiền bùa. Đối phương trợn tròn mắt, sau đó cười lớn, nói, mày sẽ là người chết đầu tiên. Sau khi người đó bỏ đi, Tử Phi hỏi, anh đối phó với 17 người được đó chứ? Ngô Bình, một đám tép siêu, dù là 100 tên thì cũng không thể đánh lại tôi. Phải rồi, em có nhận ra người đó không? Tử Phi, chắc là người có quan hệ, muốn dùng cách này để tiến vào vòng đấu luân phiên, nếu có thể lọt vào top 50 thì sẽ có phần thưởng. Hơn nữa, nếu người đứng sau anh ta đủ mạnh, anh ta có thể trở thành đệ tử ngoại viện. Ngô Bình, thiên đạo môn có bao nhiêu đệ tử ngoại viện? Tử Phi, mấy chục nghìn người thì phải, nội viện thì ít hơn, chỉ có vài nghìn người. Ngô Bình, mỗi năm thiên đạo môn đều tuyển người mới, vậy sao còn phải tổ chức đại hội tiên truyền? Tử Phi, không giống nhau, đại hội tiên truyền mở ra cho các anh hùng trong thiên hạ, đến cả tiên giới cũng có người bị thu hút, sức ảnh hưởng của nó rất lớn. Họ mới nói được vài câu thì lại có người đến, nói, anh bạn. Có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? Bây giờ liên minh của chúng tôi đã có 9 người rồi, nếu anh tham gia thì chúng ta sẽ có 10 người. Ngô Bình, không hứng thú. Mặt người đó sầm xuống, anh ta nói, anh bạn, nếu anh không gia nhập thì chúng tôi sẽ nhằm vào anh trước. Ngô Bình lạnh lùng đáp, được thôi, nhất định các anh phải đánh tôi trước tiên nhé, như vậy thì cuộc chiến mới có thể nhanh kết thúc. Người đó hừng một tiếng thật nặng rồi nói, được thôi. Tôi nhớ mặt anh rồi đấy. Tử Phi cười nói, bây giờ anh đã đắc tội với một nửa nhóm rồi, lát nữa có kịch hay rồi đây. Ngô Bình, Tử Phi, thiên đạo môn các em có thiên kiêu không? Tử Phi, có chứ. Thiên kiêu đứng đầu có cảnh giới địa tiên là Quản Long Phi, còn có 3 nhân vật mới nổi nữa, chỉ là tu vi của họ không bằng Quản Long Phi nên chỉ xếp phía sau. Nhưng nếu xét về thực lực, Quản Long Phi có thể không bằng họ. Có điều... Phần lớn thiên tài của thiên đạo môn đều là thiên tiên cảnh, rất nhiều người trong số họ là người của tiên giới, dù gì thì thiên kiêu cũng trưởng thành nhanh, ở lại địa tiên cảnh không được mấy năm thì đều lên thiên tiên hết. Ngô Bình gật đầu, trước đó tôi đã từng đánh Quản Long Phi. Tử Phi mím môi cười, em đã nghe nói rồi, anh thật sự rất dũng mãnh, nghe đồn bây giờ Quản Long Phi đã bế quan khổ luyện rồi, xem ra anh ta đang muốn đánh một trận khác, lấy lại thể diện. Ngô Bình, phải rồi. Thiên Mông công chúa vẫn còn ở bên cạnh anh, vốn dĩ anh còn muốn vòi ít tiền, không ngờ quốc vương Thiên Mông đã không cần cô ấy nữa. Tử Phi nói, vậy thì giữ lại đi, công chúa Thiên Mông là đại mỹ nữ mà, giữ lại ấm giường chẳng phải vừa đẹp sao. Ngô Bình liếc cô ấy, có em ấm giường rồi, anh còn cần cô ấy làm gì nữa. Tử Phi chừng anh, Ngô Bình liền im lặng. Nói chuyện một lúc thì trận đấu loại đã bắt đầu, 47 người lần lượt vào sân. Sau đó. Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người xông lên đánh. Hơn nữa, hai nhóm người trong số những người tham gia vừa vào là đã hầm hầm nhắm vào Ngô Bình. Hai nhóm người kia là hai phe mà Ngô Bình đã đắc tội trước đó,
họ đều quyết định đánh Ngô Bình trước. Ngô Bình vung cánh tay với vẻ mặt không cảm xúc, đưa tay lên đấm người nào là người đó ngã xuống ngay. Ngô Bình cứ đi một bước là tung một đấm, mỗi đấm một người, chưa tới nửa phút thì đã có tới 20 mấy người ngã xuống. Những người này gặp phải anh thì chẳng khác gì giấy nhão, không chịu nổi lấy một đòn. Những người còn lại đều cảm thấy không ổn, không dám tấn công anh nữa. Nhưng Ngô Bình thì lại đuổi theo người của hai nhóm đó để đánh, cho đến khi đánh gục hai tên đã uy hiếp anh thì mới dừng lại. Anh trở thành ma vương của nhóm đó, tất cả mọi người đều né tránh anh. Vì chỉ có thể giữ lại 5 người nên Ngô Bình chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đuổi đánh mấy tên không vừa mắt. Có một người trông ngầu như Lư Tuấn Phi vậy, Ngô Bình bước tới, đá tên đó văng ra xa. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, sau 5 phút, chỉ còn 5 người còn trụ lại. Mấy người lớn tiếng lúc ban đầu đều đã bị Ngô Bình đánh cho bò ra đất. Có rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Môn đến xem, đứng ở xung quanh, nhìn thấy Ngô Bình dũng mãnh như thế thì đều rất kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Chậc chậc, xem chừng Thiên Đạo Môn lại sẽ có thêm một dũng sĩ nữa, không biết so với Quản Long Phi thì thế nào. Tôi thấy có thể thực lực của anh ta không yếu hơn Quản Long Phi đâu. He he, lần này có kịch hay xem rồi. Tu vi của Quản Long Phi cao hơn anh ta, chuyện này khó nói lắm. Nhưng bây giờ anh ta đã mạnh mẽ đến vậy rồi, nếu như đạt đến cảnh giới của Quản Long Phi thì nhất định có thể giết chết Quản Sư Huynh ngay lập tức. Tôi có một người bạn, là đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông, nên biết anh ta. Anh ta tên Trương Tiểu Bình, là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông, còn là thầy luyện đan tử 4 sao nữa. Gì cơ, thầy luyện đan tử 4 sao sao? Lợi hại thật, lần này Thiên Đạo Môn của chúng ta nhặt được vàng rồi. Nhất định chúng ta phải làm quen với anh ta, nói không chừng có thể giúp chúng ta luyện đan. Anh đừng có nằm mơ nữa, người ta là thiên kiêu đấy, sẽ để ý đến anh sao? Trưởng lão phụ trách nói, vòng đấu loại kết thúc, 5 người đi theo ta. 5 người rời khỏi quảng trường, đến trước một điện lớn, rồi lại bốc số lần nữa. Lượt này, số của Ngô Bình là 9. Trưởng lão nói, sáng mai bắt đầu đánh luân phiên, đừng đến trễ đó. Ngô Bình lấy số xong thì định đi, Tử Phi kéo anh lại, nói, ngày mai thi rồi, anh đừng đi, lát nữa em dắt anh đến chỗ này. Ngô Bình tò mò hỏi, chỗ nào? Tử Phi nói, chợ Thiên Côn Luân, nghe nói chưa? Ngô Bình, là chợ sao? Tử Phi gật đầu, chợ Thiên Côn Luân là chợ lớn nhất ở Côn Luân, chắc chắn ở đó có thứ mà anh muốn. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Hai người họ rời khỏi Thiên Đạo Môn, đi được hơn 1000 dặm thì đến chợ Thiên Côn Luân. Lúc này Ngô Bình mới biết tại sao lại gọi nơi này là chợ Thiên, khu chợ này nằm giữa không trung, những chiếc phi thuyền khổng lồ cùng những cung điện đứng sừng sững, e là cũng có đến mấy trăm nghìn chiếc, phân bố rải rác khắp không trung. Bên ngoài có 4 cổng lớn, bên trên viết 4 chữ chợ Thiên Côn Luân. Ngô Bình nói, quả thật rất to. Tử Phi, trong đó có thư đồng chạy việc, anh muốn mua gì thì cậu ấy có thể dắt chúng ta đến đúng nơi bán thứ đó. Bước vào cổng thì thấy bên trong có rất nhiều người đang bay tới bay lui, một thư đồng mặc đồ đỏ bước đến, cười nói, công tử muốn đến khu vực nào. Tôi có thể dẫn đường. Ngô Bình cũng không có thứ gì đặc biệt muốn mua nên nói, không cần đâu, tôi tự xem được rồi. Anh nói xong thì kéo Tử Phi bay về phía một cung điện gần nhất. Trước cửa cung điện có một quảng trường nhỏ. Lúc này đang có mấy chục người đang đứng chờ. Trên cung điện có viết một hàng chữ tiên y diệu thủ. Ngô Bình thấy người cùng ngành thì thích thú hỏi, thầy thuốc cũng đến chợ Thiên sao? Tử Phi, tiên y còn hiếm hơn cả thầy luyện đan, anh có biết thu nhập mỗi năm của vị tiên y diệu thủ này là bao nhiêu không? Ngô Bình hỏi, bao nhiêu hả? Tử Phi, hình như năm ngoái ông ta kiếm được hơn 30 triệu đồng thần long, đó là vì ông ta có y thuật bình thường đó. Nếu là tiên y giỏi hơn nữa thì thu nhập sẽ còn cao hơn. Ngô Bình động lòng, hỏi, tôi cũng có thể đến chợ Thiên chữa bệnh chứ? Tử Phi, vậy thì anh phải đến hội quán tiên y tham gia sát hạch tiên y. Bất kể ở đâu, muốn làm thầy thuốc thì bắt buộc phải có tư cách hành nghề. Ngô Bình, tiên y phải tham gia sát hạch như thế nào? Cái đó thì tôi không biết, nếu có hứng thú thì tôi dắt anh đi. Ngô Bình, để có thời gian đã. Đi xem y thuật của vị tiên y diệu thủ này trước đã. Họ vừa đáp xuống thì đã có một thư đồng ở bên cạnh hỏi, hai vị muốn tìm thầy thuốc sao? Ngô Bình nói, chúng tôi đến thăm tiên y diệu thủ. Lúc này,
một tu sĩ từ trong điện bước ra, vẻ mặt buồn bã, lắc đầu thở dài, như cha chết. Ngô Bình liếc sơ là biết nguyên anh của người này có vấn đề, không kiềm được mà nói, anh bạn, anh có thể về bái Phật, có thể khống chế sự nổi loạn của nguyên anh. Người đó liền ngây ra, sau đó ngoảnh đầu nhìn sang Ngô Bình hỏi, sao anh biết nguyên anh của tôi có vấn đề? Ngô Bình mỉm cười, nói tôi cũng biết sơ về y thuật. Người đó vui mừng, anh cũng là tiên y sao? Vậy bệnh của tôi có thể trị được không? Ngô Bình, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Về bái Phật, Phật Pháp khá ôn hòa, có thể giải trừ sự hỗn loạn trong anh. Người đó ngây ra, tôi tu tiên mà đi bái Phật thì còn ra thể thống gì? Ngô Bình, tiên Phật vốn dĩ là một nhà, có sao đâu? Người đó, nhưng tiên y diệu thủ nói bệnh của tôi chỉ có thể đánh tan nguyên anh, tu luyện lại từ đầu. Ngô Bình nghe xong thì ngớ ra, đánh tan nguyên anh. Anh cảm thấy cách điều trị này thật sự tục tằng và kém khôn ngoan, nhất định là lang băm. Đối phương thở dài, nói, đúng thế, khó khăn lắm tôi mới ngưng tụ được nguyên anh, thật sự không đành lòng đánh tan rồi tu luyện lại. Ngô Bình vẫn còn định nói gì đó nhưng bị Tử Phi kéo lại, cô ấy nói, anh họ, chúng ta vẫn còn có việc, mau đi thôi. Ngô Bình giật mình, đang định rời đi nhưng lại nghe có giọng nói từ trong điện truyền ra, xin dừng bước. Sau đó, có một người trung niên từ trong điện bước ra, mặt bình thản như nước, bước thẳng đến trước mặt Ngô Bình, nói, y thuật của các hạ rất giỏi hay sao mà lại dám chỉ điểm cho bệnh nhân ngay trước cửa của ta như thế. Tử Phi liền đáp, diệu thủ tiền bối. Anh họ tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không có ý đối đầu với tiền bối đâu, chúng tôi đi ngay đây. Muốn đi sao, nếu đã đến sinh sự thì cứ thẳng thắn một chút, tới so tài đi, tiên y diệu thủ lạnh lùng đáp. Ngô Bình buông tay Tử Phi, bình thản nói, lúc nãy tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi, không có ý xem thường ông. Nhưng nếu như ông cứ không chịu thôi, vậy tôi sẽ đánh bại ông, thế được không? Tiên y diệu thủ nổi giận, tức quá bật cười, được. Cậu tuổi còn trẻ mà lá gan không nhỏ đâu. Có điều tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu không có bản lĩnh thật sự thì hôm nay sẽ phải để mạng lại đây. Ngô Bình nhìn sang người lúc nãy, mỉm cười, hỏi, xưng hô thế nào với anh bạn đây? Người đó đáp, tại hạ Hoa Tưởng Dung. Ngô Bình ngây ra một lúc rồi nhìn khuôn mặt buồn bã của anh ta, thầm nghĩ, mặt anh có chỗ nào như hoa? Anh nói với tiên y diệu thủ, anh ta là bệnh nhân của ông. Nhưng cách ông điều trị là bảo anh ta đánh tan nguyên anh, tu luyện lại từ đầu, đúng không? Tiên y diệu thủ cười lạnh lùng, không sai, đấy là cách điều trị của ta. Nếu cậu có cách hay hơn thì chuyện hôm nay xem như thôi, nhưng nếu cậu không có cách nào hay thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi. Ngô Bình thấy ông ta không thân thiện thì lạnh lùng nói, vốn dĩ tôi chỉ đi ngang qua, nhưng nếu như ông đã dồn tôi vào thế khó, cứ muốn gây khó dễ cho tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Muốn cho ông bẽ mặt thì cũng phải làm cho ra dáng, nếu tôi có cách hay hơn thì ông chịu gì đây? Tiên y diệu thủ, nếu cậu thật sự có thể trị khỏi cho cậu ta thì ta sẽ cho cậu 1 tỷ tiền báu. Ngô Bình, chỉ 1 tỷ tiền báu mà đã muốn mua mạng tôi sao? Mạng của tôi rẻ rúng quá vậy, nếu như tôi có thể trị khỏi cho anh ta và cách của tôi hay hơn thì ông phải đền cho tôi 5 tỷ tiền báu. Tiên y diệu thủ giận dữ nói, cậu có tư cách trả giá với tôi sao? Ngô Bình cười lạnh lùng, tôi có tư cách thật đấy. Tử Phi nói, anh họ của tôi là đệ tử thân truyền của Thiên Đạo Môn, tiên y diệu thủ, ông dám động đến anh ấy thì Thiên Đạo Môn sẽ lấy mạng ông. Tiên y diệu thủ nghe đến Thiên Đạo Môn thì sắc mặt liền thay đổi, người của Thiên Đạo Môn thì có thể ức hiếp người khác sao? Ngô Bình, bớt lắm lời đi, rốt cuộc ông có dám đồng ý với điều kiện của tôi không? Được, tiên y diệu thủ hầm hầm. Nếu y thuật của cậu không bằng tôi thì phải tự sát ngay lập tức. Ngô Bình là người của Thiên Đạo Môn, tiên y diệu thủ không dám ra tay nên bảo Ngô Bình tự sát. Ngô Bình mỉm cười, nói, được thôi, nhưng nếu ông thua thì phải đưa tôi 5 tỷ tiền báu. Tiên y diệu thủ, không thành vấn đề, có điều cách bái Phật của cậu không tính, vì tiên y ta đây không rảnh phí thời gian với cậu. Ngô Bình nói với Hoa Tưởng Dung, Hoa Huynh, mời lấy Nguyên Anh ra đi. Hoa Tưởng Dung từ từ giải phóng nguyên anh của mình ra. Nguyên anh của người này lớn hơn quả trứng ngỗng một chút. Ngô Bình xòe bàn tay, nó dừng trong lòng bàn tay anh. Lúc này có thể nhìn thấy sự nóng nảy trong nguyên anh của Hoa Tưởng Dung. Tình trạng đó vô cùng nguy hiểm, rất dễ khiến anh ta bị tẩu hỏa nhập ma trong khi tu hành. Ngô Bình, Tưởng Dung,
bây giờ tôi sẽ châm cứu cho anh. Anh vừa nói xong, bàn tay đang giơ giữa không trung bỗng có thêm một thần châm kia là do anh dùng linh biến tạo ra, khống chế cực thuần thục. Anh đâm một kim, nguyên anh của Hoa Tưởng Dung cũng bình thản lại, sau đó tiếp tục châm thứ hai rồi châm thứ ba. Sau khi châm đến lần thứ 9, Ngô Bình lẩm nhẩm một chuỗi âm tiết, 9 thần châm đồng loạt rung lên, một luồng khí màu xanh bay ra từ mũi của Nguyên Anh. Vài phút sau, anh vỗ hai tay vào nhau, một tia chớp xuất hiện trong bàn tay, cực kỳ ôn hòa. Anh kéo dài tia chớp biến nó thành 9 cây kim bằng sét. Sau đó, anh lại tiếp tục dùng 9 châm sét này đâm vào Nguyên Anh. Tiên y diệu thủ đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khinh thường đã không còn nữa. Nguyên Anh tỏ vẻ đau đớn nhưng rất nhanh bình thản trở lại, nó mở mắt ra, nói, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ngô Bình, lúc ngưng tụ Nguyên Anh đã có chút vấn đề, giờ tôi giúp nó trải chút thần kinh, chữa trị khiếm khuyết, sau đó anh sẽ không có xảy ra vấn đề gì nữa. Anh nói xong thì vung tay, 18 cây châm biến mất, Nguyên Anh của Hoa Tưởng Dung quay về cơ thể, anh ta vái lại Ngô Bình, đa tạ tiên y. Ngô Bình, không có gì. Sau đó anh nhìn sang tiên y diệu thủ. Tiên y diệu thủ bật cười nói, y thuật của cậu đúng là khiến ta mở mang tầm mắt, ta bái phục. Nói rồi ông ta lấy một cái túi ra nói, nơi này có 5 tỷ tiền báu, ta nguyện ý chịu thua, mời nhận lấy. Ngô Bình hơi sửng sốt trước sự thay đổi thái độ của tiên y diệu thủ nhưng Tử Phi lại nhận lấy chiếc túi, vậy bọn ta không khách sáo nữa. Tiên y diệu thủ, hai vị có thể đến điện ngồi một lát không? Ta có một vấn đề khó xử lý muốn thỉnh giáo cậu. Ngô Bình cũng không sợ ông ta tính kế mình, được chứ? Hai người đi đến đại điện, tiên y diệu thủ ngượng ngùng nói, cậu bạn, phía sau là phòng của con gái ta, nó mắc một loại bệnh kỳ quái, ta luôn tìm cách chữa trị nhiều năm nay nhưng vẫn không có kết quả. 10 năm nay ta đã tìm rất nhiều thánh thủ y đạo nhưng họ cũng không có cách. Lúc này Ngô Bình mới hiểu ra tại sao tiên y diệu thủ lại khách sáo với mình như thế. Hóa ra là muốn mời mình cứu chữa cho con gái. Anh nói, tôi có thể thử xem. Dẫn Ngô Bình đến một căn phòng đằng sau, mở cửa ra, Ngô Bình nhìn thấy một cô gái nằm trong hồ ngọc, đầu gối trên một cái gối ngọc. Trong bể ngọc có vài loại thuốc, cơ thể cô gái đang ngâm bên trong, trên thân chỉ mặc một bộ đồ mỏng. Người phụ nữ này rất kỳ lạ, da của cô ta trong suốt, có thể nhìn thấy nội tạng, xương và mạch máu. Cô ta vẫn còn đang thở nhưng đã rất yếu rồi, nếu không nhờ nước thuốc duy trì mạng sống thì cô ta đã rời khỏi thế gian này rồi. Ngô Bình hơi nhíu mày, cô ta bị nguyền rủa. Tiên y diệu thủ sửng sốt, nguyền rủa. Ngô Bình bước đến bên bể, mở ra nhìn thấu vạn vật quan sát trong chốc lát nói, đúng thế, là nguyền rủa. Loại độc nguyền này rất lạ, nó sẽ dần khiến cơ thể trở nên trong suốt, làm cho thần hồn hôn mê, 3 năm sau con gái ông sẽ biến thành thủy tinh. Đến lúc đó thần hồn của cô ta sẽ thức tỉnh nhưng rồi vẫn bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cái vỏ thủy tinh. Tiên y diệu thủ nghiến răng, rốt cuộc là ai đã nguyền rủa con gái ta? Ngô Bình, cho dù là ai thì nguyền rủa này cũng rất khó giải. Tiên y diệu thủ vội hỏi, cậu có cách sao? Ngô Bình nhìn ông ta, nể tình 5 tỷ tiền báu, tôi có thể giúp ông ra ngoài trước đi, khi nào gọi ông thì hãng vào. Tiên y diệu thủ không nói nhiều. Xoay người đi ra khỏi phòng. Ngô Bình nói với Tử Phi, em canh ở ngoài cửa, không được cho bất cứ ai vào. Tử Phi gật đầu, cũng đi ra ngoài. Lúc này Ngô Bình sờ dấu ấn hoa sen đỏ trên cổ tay, thầm nói, nguyền rủa này cũng là tà lực, chắc có tác dụng nhỉ. Nói rồi anh ấn tay lên giữa trán cô gái, dấu ấn hoa sen đỏ tỏa ra ánh sáng, một nguồn sức mạnh lưu chuyển ngay giữa trán cô gái, sau đó tản ra. Trong cơ thể cô ta, một luồng sức mạnh kỳ lạ bị ép đến vùng ngực và bụng, vẫn chưa kịp tổ chức phản kháng thì đã bị ánh sáng của Ngô Bình đánh cho tan tành mây khói. Sau đó làn da của cô ta khôi phục bình thường với tốc độ mắt thường có thể thấy. Không đến 10 phút sau, cô ta đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Ngô Bình không còn hơi sức đi thưởng thức, anh gọi Tử Phi và tiên y diệu thủ vào. Khi nhìn thấy con gái đã hồi phục như ban đầu, tiên y diệu thủ mừng rỡ kêu lên. Ông ta nắm lấy tay con gái, Linh Nhi, là cha đây. Ngô Bình, cơ thể cô ta vẫn còn yếu, ông cũng là tiên y, cứ chăm sóc cô ta vài ngày, có lẽ sẽ tỉnh thôi. Tiên y diệu thủ cúi đầu với Ngô Bình, cảm ơn sự từ bi của cậu. Ngô Bình xua tay, không đánh thì không quen, sau này ông gặp bệnh nan y thì có thể nhờ tôi giúp đỡ.
Đương nhiên, danh tiếng vẫn là của ông nhưng ông phải đưa tiền khám cho tôi. Tiên y diệu thủ, cầu còn không được. Để lại bùa ngọc liên hệ rồi Ngô Bình rời đi. Ra khỏi đại điện, Tử Phi ngạc nhiên nói, không ngờ y thuật của anh lại giỏi đến thế, chắc còn xuất sắc hơn cả tiên y diệu thủ. Ngô Bình, bác sĩ là nghề của anh, y thuật của anh còn lợi hại hơn đan đạo. Tử Phi, anh giỏi nhất, tiếp theo anh muốn đi đâu? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát, đến chợ đi. Mắt Tử Phi tròn xoe, đi chợ. Anh là thầy luyện đan, chẳng phải đến để xem dược liệu sao? Ngô Bình, không đi xem dược liệu, trên mạng tiên, dược liệu gì cũng có, giá cũng rõ ràng hơn. Tử Phi lắc đầu, được thôi, vậy thì đi chợ. Ngô Bình đi chợ không chỉ vì anh là một người cực thích ăn, mà còn vì Ngô Mi ngày càng kén ăn, thực phẩm bình thường đã rất khó khiến cô bé hài lòng, hơn nữa, nhìn nguyên liệu thì mới biết muốn nấu món gì. Khi cả hai đến chợ rau, hai người phát hiện những nguyên liệu được bán ở đây đều là những nguyên liệu thượng hạng, chẳng hạn như gan rồng, mật phượng, chân gấu, thịt của thú dữ và móng vuốt của chim ăn thịt, gì cũng có, giá cực kỳ đắt đỏ. Ví dụ như gan rồng, thật sự là gan của rồng. Dùng nó thì sẽ rất tốt cho cơ thể. Gan rồng này được bán theo từng cặp, một lạng từ 30.000 tới 100.000 tiền báu, giá càng cao, chất lượng càng tốt. Ngô Bình chọn một miếng gan rồng tốt nhất, 100.000 một lạng, nặng 185 cân, ông chủ đã bỏ số lẻ, tính tròn 185 cân, một cân là 16 lạng, tổng là 296 triệu tiền báu. Tử Phi ở một bên mặc cả, cuối cùng mua được gan rồng này với giá 280 triệu tiền báu. Sau đó Ngô Bình lại lựa thêm 6 cái chân phượng hoàng không phải là chân gà mà là chân phượng hoàng thật, một chân nặng 100 cân, thịt của nó rất ngon. Một chân phượng hoàng được bán với giá 15 triệu tiền báu, 6 cái chân là 90 triệu. Mua xong hai thứ này, Ngô Bình lại mua thêm vài thứ khác, cuối cùng anh đã tiêu tốn hết hơn 430 triệu tiền báu chỉ để mua đồ. Ra khỏi chợ, Tử Phi hỏi, mua nhiều như vậy, anh ăn hết không? Với số gan rồng đó, thiên tiên cũng chỉ ăn vài miếng một bữa, hơn nữa phải cách mấy ngày ăn một lần, anh một lần mua cả 100 cân, chuẩn bị đón Tết sao? Ngô Bình, thiên tiên không thể ăn nhiều, anh có thể. Tử Phi lắc đầu, tùy anh, dù sao cũng là tiền của anh. Sau đó cô ấy hỏi, còn muốn đi đâu nữa? Ngô Bình, anh có thể đến chợ thiên này bất cứ lúc nào, hôm nay đến đây thôi, chúng ta về đi. Tử Phi, đi đâu? Ngô Bình, anh vừa mua được đồ ăn ngon, dĩ nhiên là phải về nấu ăn rồi. Tử Phi, vậy thì đến chỗ em sống, gan rồng đắt như thế, em cũng muốn nếm thử. Thế là hai người rời khỏi chợ thiên, vào một tòa thành tên Ngụy Thành. Ngụy Thành có mấy chục triệu dân, cực kỳ phồn hoa, nơi này có cô của Tử Phi nên cô ấy cũng có một căn nhà ở đây. Ngụy Thành được xem là thành trì khá lớn rồi nên giá phòng không hề rẻ. Muốn có một căn nhà giống như vậy ở nơi này thì phải tốn hàng chục triệu tiền báu, thậm chí có thể lên đến hàng trăm triệu tiền báu. Giá như vậy không phải là giá mà người thường có thể trả nổi nên cư dân ở Ngụy Thành đa số đều có tu vi rất cao, gia cảnh rất giàu. Nơi Tử Phi sống nằm ở vị trí tốt nhất Ngụy Thành, yên tĩnh giữa ồn ào, diện tích 8 mẫu đất, bên trong có vườn và hòn non bộ, có nước chảy, rất đẹp. Hai người đáp vào trong sân. Lập tức có một quản gia bước đến cung kính nói, cô chủ, cô về rồi. Tử Phi gật đầu, quản gia Lý, đây là anh Trương Tiểu Bình, bạn của tôi, lần này đến tham gia đại hội tiên truyền. Quản gia Lý gật đầu, vâng, xin chào cậu Trương. Sau đó hỏi, cô chủ, có muốn đi báo cho bà hai biết không? Tử Phi nói, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đến gặp cô. Mời Ngô Bình đến phòng khách, Ngô Bình hỏi nhà bếp ở đâu? Anh muốn tự mình xuống bếp. Tử Phi nói, không cần em mời đầu bếp sao? Ngô Bình, đầu bếp bình thường không biết làm sao để xử lý gan rồng chân phượng, vẫn nên để anh làm thì hơn. Chẳng phải em muốn đi gặp cô em sao? Anh làm một phần, em đem sang cho cô ấy thưởng thức. Tử Phi cười nói, đồ đắt như thế, sao mà thế được? Hay là làm hai phần, tiện thể cũng mang cho em họ em một phần. Đến phòng bếp, Ngô Bình lấy các nguyên liệu ra trước. Sau đó cắt gan rồng thành từng miếng rồi cho vào nước luộc cùng với nguyên liệu, liên tục cho thêm các loại dược liệu vào. Tử Phi rất tò mò, cô ấy chỉ mới ăn gan rồng 2 lần, cảm thấy mùi vị rất ngon nhưng chưa từng nhìn thấy người khác nấu như thế nên bèn hỏi, sao lại cho dược liệu vào. Ngô Bình, rồng cũng giống người,
gan là nơi giải độc nên nơi này sẽ tích tụ độc tố, phải làm sạch nó, nếu không không chỉ ảnh hưởng đến khẩu vị mà ăn nhiều sẽ bị trúng độc. Tử Phi, hóa ra còn chú trọng như thế nữa à? Ngô Bình vừa luộc gan rồng vừa lấy chân phượng hoàng ra, cắt thành từng miếng rồi bỏ vào trong nồi đất, sau đó cho nguyên liệu vào hầm. Tử Phi, cái này cũng là giải độc sao? Ngô Bình, đây là dược thiện và tác dụng không mạnh bằng đan dược nhưng nếu chuẩn bị tốt thì công hiệu có thể không kém hơn đan dược. Chân phượng hoàng này là vũ khí của phượng hoàng, có chứa tinh hoa cả người của phượng hoàng, ăn nó có thể cường gân tráng cốt. Anh vừa nấu vừa hỏi Tử Phi, quản gia Lý lúc nãy là do cô của em sắp xếp à? Tử Phi gật đầu, em đã sống cùng cô từ nhỏ rồi, tình cảm của hai cô cháu rất tốt. Cô em là vợ hai của nhà họ Ngụy, sinh được một cô con gái, tên là Linh Phong. Căn nhà này là quà cô tặng lúc em lên 15. Ngô Bình cười nói, hình như nhà họ Ngụy này cũng có địa vị, nếu không cũng sẽ không khiến cô của cô cam tâm tình nguyện làm lẻ. Tử Phi, đúng thế, nhà họ Ngụy đúng là rất có thế lực. Gia chủ của nhà họ Ngụy là trưởng lão giữ chức vụ trọng yếu trong Thiên Đạo Môn, ngoài ra nhà họ Ngụy còn nắm quyền Ngụy Quốc. Thế lực của Ngụy Quốc rất lớn, kiểm soát mấy mươi nước nhỏ xung quanh và vài trăm tông môn. Ngô Bình không biết quá nhiều về Thiên Đạo Môn, anh hỏi, gia chủ nhà họ Ngụy ở tu vi cảnh giới nào? Tử Phi nói, nghe cô em nói, trưởng lão Ngụy đã là bán bộ kim tiên, tu vi được xem là khá cao trong các trưởng lão then chốt. Ngô Bình, bán bộ kim tiên sao? Đúng là rất mạnh. Lúc này gan rồng sắp luộc xong rồi, Ngô Bình quan sát rồi lấy dao cắt thành miếng nhỏ, sau đó bày lên đĩa, tổng cộng có 4 đĩa. Tử Phi chép miệng, cô ấy gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy mùi vị khá tươi ngon, hơn nữa tinh khí chân long nồng đậm đi vào cơ thể khiến cô ấy cảm thấy rất dễ chịu. Cô ấy ngạc nhiên nói, gan rồng trước đây em ăn là giả sao? Sao lại không ngon bằng của anh chứ?